Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện và buổi trưa ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện Và bộ truyện đầu tiên sẽ là bộ truyện của tác giả Nguyễn Vinh với tựa đề Mộ Hoang Trong Rừng. Mời quý vị chúng ta cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. ngôi làng đã xuất hiện từ rất lâu đời trải qua bao nhiêu trận chiến tranh tàn phá nhưng dường như ngôi làng không hề có gì thay đổi và vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình nhưng đầy sự kiêu hùng của nó ngay cả con người ở nơi đây cũng vậy nếu như ngôi làng vẫn kiêu hùng trước tàn tích của chiến tranh thì con người nơi đây cũng kiên cường trước những khó khăn của vùng nông thôn nghèo đói này họ luôn sống đúng với những gì đời trước truyền lại chất phác anh dũng kiên cường nếu như không có sự nghèo đói thì nơi này sẽ là một vùng đất hoàn hảo cho bất cứ ai đặt chân tới nhưng nói qua cũng phải nói lại cũng chính vì sự nghèo đói ấy nên đã có rất nhiều thanh niên trong làng phải rời bỏ quê hương để tìm một cuộc sống mới họ đi để làm giàu cho quê hương họ đi để tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ hơn nhưng dù lý do gì đi chăng nữa tôi tin mỗi người khi rời xa quê hương họ sẽ luôn để lại trái tim của mình ở lại bởi vì đó là nơi họ được sinh ra, được nhớ về, được yêu thương mà không cần bất cứ điều kiện gì cả. Và người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy. Anh ta tên là Tư. Cho tôi được gọi là chú Tư, mặc dù chỉ mới hơn 30 tuổi một chút. Chú Tư trong ngôi làng này được coi như một người có hoàn cảnh đặc biệt. Người thân trong gia đình từ ông bà cho tới cha mẹ đều mất từ khi chú tư còn rất nhỏ, một mình phải gồng gánh suốt bao nhiêu năm nhưng chú tư vẫn giữ được bản chất của một người đàn ông trên mảnh đất này. Cuộc sống đã ngoài 30 nhưng chú tư cũng chưa có vợ con gì, công việc hàng ngày cũng chỉ là làm đồng để kiếm sống và có lẽ bởi vậy nên chú khó kiếm được vợ so với người khác. Ngày hôm nay đang trên đường đi làm đồng về thì chú tư vô tình gặp được người quen cũ người đàn ông này tên đức là anh họ của chú tư ông đức ngày xưa cũng vì nơi này khó khăn quá nên mới phải bỏ quê để đến nơi khác lập nghiệp lần gặp mặt này chú tư chút nữa đã không nhận ra ông đức bởi lẽ người đàn ông này so với trước kia đã có một sự thay đổi vô cùng lớn thể hiện rõ nhất là qua kích ăn mặc và giao tiếp bao giờ mới lấy vợ đấy chú tư ông đức tiến lại chỗ chú tư đặt câu hỏi Chú Tư ngờ ngợ, sau đó bật cười đáp lại. Ôi, anh Đức, giờ trông anh khác quá. Ông Đức cười khóa trí đáp. <laughs> Cũng bình thường thôi chú. Chú sức khỏe thế này, sao không ra ngoài mà làm, cứ trông chờ vào mấy mẫu ruộng thế này hay sao? Chú Tư trùng gương mặt xuống, vẻ ngại ngùng đáp. Nhưng mà, biết đi đâu bây giờ hả anh? Ra ngoài mình không quen ai, khi bị lửa chết. Ông Đức cười lớn rồi vỗ vai chú Tư. Nếu chú không ngại thì đi theo anh. Đảm bảo cuộc sống của chú sẽ thay đổi rất nhiều. Trước đó, chú Tư cũng từng nghe và ông Đức hay khoe rằng ông Đức làm ở mỏ vàng nên nhiều tiền gửi về lắm. Nay được lời mời nên chú Tư cũng chẳng ngại ngùng. Chú Tư đáp. Ê, bác mà cho em đi theo thì mừng quá. Vậy khi nào thì đi hả bác? Ông Đức trả lời. Hai hôm nữa chú sang nhà anh rồi đi nhé giờ cứ về chuẩn bị đi thống nhất với nhau xong thì cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người đi một ngả về đến nhà chú tư hào hứng chuẩn bị đồ đạc nhà cũng chẳng có gì người thân thì không nên hai ngày là quá nhiều cho việc chuẩn bị với chú thấm thoát hai ngày đã trôi đi đúng thời gian hẹn chú tư đã đeo chiếc túi vải tới nhà ông đức Ông Đức thấy chú Tư tới thì mời vào trong nhà uống chén nước đã rồi, sau đó sẽ đi. Bà con cả nên chú Tư cũng không ngần ngại gì mà đi vào luôn. Trò chuyện tạm biệt với gia đình xong thì ông Đức cùng chú Tư bắt đầu chuyến đi xa này. Cả hai đi bộ ra tới đường lớn. Trong lúc đứng đợi xe đò, chú Tư hỏi. Chú làm là đâu vậy bác? Ông Đức đáp. Trên Hòa Bình chú ạ, mặc dù hơi xa nhưng mà thu nhập tốt lắm, chú cứ an tâm. Chú Tư không nói gì, chỉ ập ở nghe theo. Đứng đợi được độ 30 phút thì chiếc xe cũng trở tới. Cả hai leo lên xe rồi ngồi vào băng ghế ngay cuối. Ổn định chỗ ngồi được một lúc, chiếc xe lúc này cũng đã đi khuất khỏi ngôi làng. Chú Tư có ngoái đầu lại, ánh mắt lại nổ lên vẻ thoáng buồn. Ông Đức ngồi cạnh vỗ vai chú Tư nói. Sao mà buồn thế chú? Đường từ đây đến đó xả lắm. Cứ nằm mà ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Vâng. Chú Tư đáp rồi cũng ngả đầu về phía sau. Nửa ngày đường, chiếc xe cũng đã dừng lại. Ông Đức vỗ vào người chú Tư rồi gọi. Dậy, dậy Tư ơi. Anh em ta tới nơi rồi. Chú Tư loay hoay. À, vâng vâng. Bước xuống xe, chú Tư nhìn cảnh vật bao quanh chỉ toàn là núi rừng. Trên con đường trải dài, một hộ dân, một bóng người cũng chẳng có. Chú Tư ngơ ngác hỏi ở đây vắng vẻ quá anh nhỉ ông đức đáp ờ uh, uh, thôi đi theo anh ông đức nói xong thì giật giật tay áo chú tư sau đó nhảy thẳng vào bìa rừng điều này khiến chú tư có phần bất an nhưng vào lúc này cũng chẳng biết làm gì cả chú tư cũng chỉ đành nhảy vào và chạy theo phía sau ông đức cả hai đi trong con đường mòn trong khu rừng rất lâu thì cũng tới nơi cây cối chỗ này đã được chặt sạch sẽ một bãi khai thác vàng quy mô nhỏ dần dần hiện ra trước mắt. Ông Đức và chú Tư đang đứng bên trên, chỉ tay xuống, ông Đức nói. Công việc của chú ngày mai sẽ giống với họ. Chú ở quê cũng hay đánh rậm rồi chứ gì. Đãi vàng này nó cũng giống vậy đấy. Nhìn thì vất vả vậy thôi, chứ cũng bình thường. Thu nhập thì chú an tâm. Chú Tư nhìn khoảng 4 năm người đang cắm cúi, gật đầu ra vẻ, mặt hiểu điều đáp. Vâng, cái này thì em biết, Ông Đức hài lòng vỗ vai chú Tư, sau đó nói: "Thôi, anh giới thiệu qua vậy thôi, giờ đánh dẫn đến chỗ nghỉ ngơi." Dứt lời, ông Đức quay người bước đi, chú Tư cũng bỏ lại khung cảnh trước mặt rồi đi theo sau ông Đức. Hai người đi tới một căn nhà được dựng tạm, ước chừng rộng 40 mét vuông. Ông Đức chỉ tay vào những tấm phản được kê dưới nền nhà mà cất giọng: "Tối đến, mọi người sẽ tập trung nghỉ tại đây. Giờ cũng tối rồi, chú có mệt thì cứ xếp gọn đồ đạc rồi nằm mà nghỉ ngơi đi lúc nào mọi người ăn cơm thì anh gọi dậy chú tư xua tay không sao đâu anh em vẫn khỏe lắm hờ à, nếu vậy không làm gì thì cùng anh ra chuẩn bị bữa tối cho mọi người nhé ông đức cười khoái chí nói vâng vậy để em phụ bác chú tư vui vẻ đáp sau đó ông đức cùng với chú đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người trong lúc trò chuyện chú tư biết được ông đức làm người quản lý tại chỗ này, việc cơm nước cũng do ông đảm đang luôn. Do khô làm việc là trong rừng, trong núi nên bầu không khí ở nơi đây cũng có chút khác biệt. Chỉ mới hơn 4 giờ chiều nhưng bao quanh đã thấy sự âm u trầm lặng. Cánh cửa gỗ được mở ra, đám người công nhân ở bãi khai thác có lẽ cũng đã đến hết giờ làm việc. Họ bước vào bên trong rồi ngồi ngay xuống tấm phản. Tiếng nói chuyện vang lên đánh động ông Đức với chu tư bên trong. Mọi người về rồi đấy à? Cứ ngồi nghỉ ngơi, rồi tôi mang cơm lên. Ông Đức bên trong lò giò đi ra, rồi nói với mọi người. Vâng, bác cứ từ từ mà làm, giờ vẫn còn sớm mà. Một người trong đám thợ vui vẻ lên tiếng, ông Đức mỉm cười rồi lại quay vào. 15 phút sau, ông Đức cùng với chú Tư bước ra, mỗi người trên tay để bưng những đĩa thức ăn nóng hổi. Đám thợ thấy chú Tư thì lấy làm lạ, cho tới khi mọi người cùng nhau quây quần ngồi vào mâm cơm. Một người đàn ông mới cất giọng hỏi. Bác Đức, cậu em này là người mới đến à? Ông Đức đã mắt nhìn mọi người, sau mỉm cười nói. Đây là đứa em tôi ở quê, nó mới lên lúc chiều này. Dạ, em mới lên, có gì mong các bác giúp đỡ ạ? À? Ông Đức dứt lời thì chú Tư cũng vui vẻ, nhìn mọi người cất tiếng. Được, được. Đám người vui vẻ gật đầu nhìn ông Đức và chú Tư sau khi giới thiệu chú tư cho mọi người xong, ông Đức quay sang nhìn chú tư rồi giới thiệu từng người một cho chú. Ông Đức nói: "Đây là anh Tiệp, chú Lành, chú Tuấn, chú Cường và chú Thanh. Mọi người đều làm ở đây từ khi chỗ này mới đi vào khai thác." Chú tư gật đầu, giới thiệu mọi người với nhau xong, cả đám thợ nâng mỗi người một chén rượu và bắt đầu vui vẻ trò chuyện trong bữa cơm ngày hôm đó. Xong bữa cơm tối, cả đám người ngà ngà chút men say họ lại ngồi quây quần lại rồi lấy ra cỗ tổ tôm và đánh vài ván lẻ cuộc sống của những con người ở đây xem phần rất nhàm chán nhưng có lẽ với họ như vậy cũng ư là quá đủ rồi bên ngoài trời bây giờ đã tối đen chẳng có chút ánh đèn không gian yên tĩnh đến ngột thở hoặc may mắn thì cũng chỉ nghe lác đác tiếng của ếch nhái và cây rừng xào xạc vào nhau tạo ra chút ít đỡ trống trải cho vùng đất này. Bất chợt một âm thanh lạ vang lên trong màn đêm u tối. Nó không ở đâu xa mà chính là bãi khai thác. Một vùng nước đọng bỗng dừng rủi lên những bọt tăm liên hồi. Cảm tưởng như những đốm bọt ấy đang kết lại với nhau tạo ra một vùng sủi lớn. Người bên trong nhà vào giờ này có khi họ cũng đã đi nghỉ hết mà chẳng hề để ý tới những chuyện xung quanh nữa. Sáng ngày hôm sau, chú tư thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị, Âu cũng bởi hôm nay là ngày đầu tiên chú tư bắt đầu công việc nên không có gì làm lạ cả. Đúng 6 giờ, thời tiết trong rừng âm u khác thường, nhưng mọi người ai nấy cũng đều như cái máy bắt tay vào công việc. Chú tư sức còn khỏe nên làm việc hăng say lắm. Trong lúc làm việc chu tư quay sang ông cường đang cặm cụi bên cạnh mà bắt chuyện ở đây làm việc sớm anh nhỉ ông cường đáp hờ cũng bởi vì không khí ở đây nó khác với bên ngoài nên phải làm sớm bù lại chiều tới chúng ta cũng được nghỉ sớm hơn lời còn chưa dứt ông cường hỏi lại thế cho em ở quê không kiếm được việc gì hay sao mà lại để mò lên đây cho nó cực thân ông cường có điều gì đó hơi khó nói nên ngừng lại Chú tư vẫn giữ im lặng, chờ ông Cường hỏi tiếp, nhưng mãi không thấy gì nên chú tư mới đáp lại. À vâng, nhà em ở quê thì người đông, dựa vào mấy xảo ruộng với vài con gia súc thì thật chẳng đủ bác ạ. À. Ờ à, Ông Cường ậm ờ gật đầu, sau đó cả hai lại tiếp tục công việc của mình. Mọi người ơi, lại đây mà xem này. Trong khi mọi người đang tập trung vào công việc của mình thì bất ngờ có giọng nói lớn vang lên. Điều này khiến tất cả đều dừng tay lại, việc đang làm mà kéo đến để xem có chuyện gì. Ồ ạt năm sáu người kéo lại, ông Đức cất giọng hỏi. Bậc Tiệp, có quả gì mà nói lớn thế? Ông Tiệp chỉ tay xuống vũng cát mà đáp. Hình như, hình như là đào trúng cái huyệt của ai đây rồi, chú Đức ạ. À? Chuyện đào trúng xương cốt là hết sức bình thường. Ông Đức không mấy ngạc nhiên mà đáp lại. Ồ dào, cái việc này diễn ra như cầm bữa ấy mà Mà chắc gì đã là phải của người Thôi, mọi người làm việc tiếp đi Ông Tiệp vốn dĩ là người vùng này Nên những chuyện mang yếu tố tâm linh như thế Khiến ông hoang mang lắm Ông Tiệp đáp Thì chú cứ lại gần đây Tôi là người sinh ra ở đây Chẳng phải tự nhiên mà người ta chuyển tay nhau Cái câu đất có sơn là Mà có hòa bình đâu Ông Đức cao mày Nhưng sau đó cũng đi lại gần hơn để quan sát ông tiệp chỉ tay xuống mặt tấm gỗ ông nói là cái mặt ván khéo còn nguyên đấy chú ạ à. mà chú nhìn kỹ xem trên mặt tấm ván còn khắc những hình thục trông kỳ lạ không này chứng tỏ rằng cái quan tài này không hề bình thường đâu ông tiệp vừa nói vừa ngồi xuống phủi phủi cái lớp cát trên mặt ván sao cho mọi người đều có thể quan sát được ông tiệp nói đúng đấy bác đức ạ à. bác xem như thế nào em thấy mọi người nói đúng đấy bác Đức ạ. À. Tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Ông Đức nhìn vào tấm ván thì nét mặt lộ điệu suy nghĩ. Sau một hồi thì ông đứng dậy chấn an mọi người. Tạm thời mọi người cứ di chuyển ra xa vị trí này một chút để làm việc. Còn tôi giờ sẽ lên báo với ông Tĩnh. Dù sao việc này chúng ta cũng không thể giải quyết được. Mọi người nghe ông Đức chấn an thì cũng gật đầu bảo nhau. Họ sơ tán ra cách cái quan tài đó không xa rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ông Đức sau đó cũng rời khỏi bãi cát rồi đi đến thẳng nơi của ông Tĩnh. Ông Tĩnh làm việc tại một căn nhà gỗ nhỏ, ước chừng chỉ 6 mét vuông. Ông cũng rất ít khi có mặt tại đây, lý do thì có thể là rất nhiều. Chú làm cái gì mà cứ tập thò vậy, làm tôi cứ tưởng. Ông Đức vén tấm vải nhựa bước vào, gương mặt lo lắng nhìn ông Tĩnh, ông Đức nói: bên ngoài bãi khai thác có chuyện không hay anh ạ à. ông tĩnh ngạc nhiên có chuyện gì vậy ông đức đáp vừa xong mọi người đào chung cái quan tài mà chiếc nắp ván độc khắc những hình thù kỳ lạ lắm có mấy người sinh sống ở đây còn nói cái quan tài đó bị trấn yểm vì vậy tôi mới vào đây để báo cáo sự việc này với anh rồi xem giải quyết như thế nào ông tĩnh mặt nhăn lại trần tư độ chừng 5 phút thì ông tĩnh đứng dậy ông tĩnh nói Vậy chú dẫn tôi ra ngoài đó, thử xem thế nào." Ông Đức gật đầu, sau đó cả hai người rời khỏi căn lều và đi thẳng tới nơi khai thác. Ở bãi cát, đám người thấy ông Đức với ông Tĩnh tới thì cũng dừng hết công việc lại, một lần nữa họ lại kéo tới vị trí của tấm ván quan tài. Người này người nọ, mỗi người thêm mớt một câu khiến cho không khí bây giờ thật khó đoán. Ông Đức ngồi xuống cạnh tấm ván chỉ tay lên vết điêu khắc mà nói: đây, anh xem. Tấm ván này có kỳ lạ không? Điêu khắc toàn hình thù quái gì? Ông Tĩnh chăm chú nhìn, sau đó còn đưa tay chạm lên mặt ván. Ừm, ừm. Ông Tĩnh lúc này cũng chẳng biết nói gì, bỏ tay ra khỏi tấm ván quan tài. Ông Tĩnh nhìn sắc mặt lo lắng, khó hiểu của mọi người. Mất một lúc thì ông mới lên tiếng. Mọi người làm trong cái nghề này cũng lâu rồi. Việc đào được những cái không may xuất hiện cũng thường xuyên. Nhưng lần này tôi thấy như là chúng ta đã đào trúng một cái quan tài còn nguyên vẹn. Vì vậy cũng chẳng thể làm ngơ được. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lạnh. Giờ mọi người cứ quay lại làm việc bình thường. Còn tôi trong hôm nay sẽ tìm một ông thầy tới đây để làm lễ rồi di chuyển có quan tài này tới nơi trốn cất đàng hoàng. Đám người thấy ông Tĩnh để ra phương án như vậy thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Họ gật đầu đồng ý với ông Tĩnh, sau đó trở lại công việc của mình. Ông Tĩnh với ông Đức bây giờ cũng quay người bỏ đi. Về tới chỗ làm việc của mình, ông Tĩnh ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn ông Đức và cất tiếng. Chuyện này cũng không thể để lâu được. Giờ chút ra ngoài, trông coi, điều chỉnh cho mọi người làm việc bình thường. Còn tôi về chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ tìm thầy về đây để di chuyển có quan tải. Ông Đức gật cổ và đáp. Vâng, vậy thôi giải em ra ngoài trước. Ừm. Ông Tĩnh gật đầu đồng ý Ông Đức cũng rời ra ngoài ngay sau đó Bên ngoài tại bãi khai thác Đang có ông Tiệp, chú Tư Với ông Cường đang gần chỗ nhau Ông Tiệp mới nhăn mặt cất tiếng Này Vợ các chú cút để ý Cái hình thù kỳ quái trên cái quan tải không Ông Cường với chú Tư gật đầu Có chứ bác Em trong tâm ván cũng chưa mục mỏi gì Có khi là mới trồn bác ạ à ông tiệp xua tay nhăn mặt lắc đầu không phải đâu tôi đoán là cái quan tài này chắc chắn được chôn lâu rồi còn tại sao nó vẫn nguyên vẹn như vậy thì là do gỗ được làm là một loại gỗ tốt hơn nữa còn có thể do những hình thuộc trên mặt tâm ván nữa ý của bác là ông cường ngơ ngác đặt câu hỏi ngay khi ông tiệp dứt lời chú tư cũng vẻ mặt ấy chờ đợi lời giải thích của ông tiệp tôi sống ở vùng đất thiêng này từ nhỏ hình thù kỳ lạ ấy chỉ có thể là các thầy phù thủy thầy bùa tạo ra thôi các chùa còn về mục đích của nó tôi e sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu chú từ vốn dĩ cũng ít nghe đến nhiều chuyện tâm linh vì vậy cũng chẳng phải người tín nên sau khi nghe những gì ông tiệp nói thì tỏ ra bình thường như chẳng hề có chuyện gì riêng ông cường thì lại khác sắc mặt ông cường thay đổi ông cường nói chuyện không tốt đẹp ý của bác là Ông Tiệp sắc mặt ủ xuống, ông lắc đầu, ánh mắt mơ hồ đáp, "Tôi không biết, nhưng nhưng nếu nhưng, nhưng nó xảy ra thật thì." Lời nói của ông Tiệp với ánh mắt vô hồn ấy lúc này khiến cho chú tư có chút trột dạ, nhưng lại rất khó để có thể diễn tả thành lời, và cũng kể từ sau câu nói ấy của ông Tiệp thì cũng chẳng một ai lên tiếng nữa. Có thể mỗi người họ bây giờ đều mang những suy nghĩ riêng mà khó có thể nói ra được. Mọi người, nghỉ cơm chưa đã? Mọi người làm việc như quên đi cả thời gian, tới khi giọng nói lớn của ông Đức vang lên phía gỗ đất thì mọi người mới ngơi tay và đứng thẳng người ngó nghiêng. Nghỉ tay thôi, cơm đã? Ông Đức gọi kìa mọi người ơi. Mấy người quay qua nhau nói một vài câu, sau đó cũng bỏ những công cụ xuống rồi rời khỏi bãi khai thác. Dùng xong bữa cơm trưa, đám người được nghỉ ngơi chừng một tiếng, rồi lại bắt đầu công việc. Tính chất công việc cũng khiến họ nhanh chóng quên đi sự có mặt của cỗ quan tài. Tầm hơn 4 giờ chiều, ánh mặt trời cũng đã khuất, đám công nhân lại bám vai nhau trở về căn nhà gỗ. Cuộc sống của họ ở nơi vùng núi này chỉ như một vòng lặp và cũng chẳng ai còn để ý tới cỗ quan tài kia nữa cả. Tối đó, trong khi mọi người đang say sưa trong giấc ngủ, thì bên ngoài chẳng biết từ đâu xuất hiện một con chim lợn. Nó đậu lên mái nhà gỗ rồi kêu lớn. Những âm thanh từ con chim lợn phát ra như muốn xé tan cái không khí yên tĩnh thanh vắng tại vùng đất hẻo lánh này. Nằm bên trong nhà, mấy người cũng cửa quậy mà thức giấc. Ông Đức với chu Tư ngồi dậy, gương mặt khó chịu, ông Đức nói Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm, con chim lợn từ đâu kêu to thế cơ chú lệ Chú Tư rội rội mắt rồi đáp Bác để em ra đuổi nó đi Chứ kêu thế này thì chẳng ai ngủ nổi cả Ông Đức gật đầu Ừ vậy thôi chú chịu khó một tí Chú Tư kéo cái mảnh rồi từ từ bước chân ra Bên ngoài tiếng con chim lợn vẫn không ngừng vang lên Âm thanh có phần ai oán thê lương khiến cho ai đấy nghe phải đều có cảm giác hoang mang sợ hãi biến đi, biến đi. Chú Tư cầm cục đất trọi về hướng con chim lợn đang đậu trên nóc nhà, miệng nói xua xua để đuổi con chim lợn. Con chim lợn kêu lên một hai tiếng sau rồi cũng vụt vỗ cánh bay đi. Đuổi được con chim lợn, chú Tư cũng không vào nhà ngay mà đi lại chỗ bụi rậm gần đó. Có thể là chú định giải quyết chuyện cá nhân của bản thân. À, mọi người, mọi người ơi! Chú Tư hét lớn, rồi đứng đần người ra chỗ bụi rậm cơ thể chú tư giờ còn đang rung lên từng hồi như chứng kiến cảnh tượng nào đó chắc phải kinh hoàng lắm bên trong nhà mọi người vừa bị con chim lợn đánh thức nên cũng chưa ai ngủ sâu giấc cả họ ngay lập tức vùng dậy và chạy ra sau tiếng hét của chú tư tư có chuyện gì vậy ông đức cùng mọi người đặt câu hỏi khi thấy chú tư đang đứng đờ người chú tư từ, từ từ quay mặt lại gương mặt nhăn nhó sợ hãi cánh tay chỉ về phía bụi rậm miệng lắp bắp bắc, bắc tiệp bắc tiệp biết chuyện chẳng lành mọi người lao đến vị trí của chú tư trước mắt họ dò là ông tiệp đang nằm co quắp dưới bụi cỏ cơ thể ông ta lúc này khô quắp lại như một cái xác khô nhìn chẳng thể nào mà diễn tả nổi Ông Đức cùng với mọi người ngay lập tức tiến lại xác ông Tiệp. Họ xem xét sau đó khiêng xác ông trở vào bên trong nhà. Những ánh đèn dầu trong căn phòng cũng được thắp sáng. Họ để xác ông Tiệp lên cái chiếu rồi bàn tán. Chứ, chuyện này là sao? Mới chiều này bác Tiệp vẫn còn cười nói cơ mà. Ông Thanh lo lắng lên tiếng. Liệu... Ừ, liệu có phải là giật chuyện cỗ quan tài kia? Ông cần điều bộ hoang mang quay sang nhìn chú Tư rồi nói. Chú Tư giờ vẫn còn đang kinh hãi, nhớ đến những lời ông Tiệp nói trước đó, chú Tư lại càng thêm phần hoảng loạn. Ông Đức nhìn vào cái cơ thể kỳ lạ của ông Tiệp thì cũng chẳng thể giải thích, vì vậy cũng chỉ biết im lặng. Cô quán tài, là sao cơ bác cường? Chuyện này là sao? Ông Thanh, Lành và Tuấn thấy lời ông Cường khó hiểu thì ra sức gặng hỏi Ánh mắt sợ hãi, lo lắng, ông cường mới từ từ kể lại những lời ông tiệp đã nói chuyện với mình và chú tư cho mọi người nghe. Nghe xong, có người thì tin vào, mặc càng thêm phần sợ hãi; nhưng có người thì chỉ coi đó như một câu nói đùa. Tuy nhiên trước mắt họ bây giờ là ông tiệp và hơn hết là ông ấy đã chết một cách đầy bí ẩn. Trong lúc cả đám người còn đang chưa thể giải thích cho cái chết của ông tiệp, thì con chim lợn lại từ đâu xuất hiện và âm thanh từ nó lại một lần nữa vang lên khiến cho mọi người khó chịu. Lần này là ông Đức ra đuổi con chim lợn. Nếu cứ để nó tiếp tục kêu như thế này thì sẽ khiến cho mọi người bất an đến chết mất. Cút đi! Cút đi! Ông Đức miệng chửi tay ném đá. Cuối cùng con chim lợn cũng bay đi. Phủi phủi tay, ông Đức toàn trở vào thì bất giác nghe có tiếng sột soạt phía sau lưng mình từ từ đánh mắt nhìn lại trong bóng tối ông thấy một cái bóng đen đang di chuyển ông đức muốn tiến tới xem đó là ai nhưng giác quan của ông lại trả về đó lại là một sự nguy hiểm vì vậy ông chỉ đứng yên mà quan sát bất ngờ bóng đen ấy dừng lại nó từ từ quay đầu ra nhìn ông đức ông đức hét lên rồi ngay lập tức chạy vào nhà bởi vì trong lúc đối mặt ấy thứ ông nhìn thấy là một đôi mắt đỏ lừ như hai ngọn lửa đang bốc cháy. Nếu không nhầm thì gương mặt còn lỗ rỗ ra như một đống thịt mỡ bầy nhảy hôi hám. Chạy vào trong nhà, ông Đức đóng sầm cửa lại rồi đi lại ngồi xuống tấm phản. Cơ thể ông giờ bắt đầu run lên từng hồi. Bác Đức, bác Đức, bác làm sao đấy? Ông Thanh lên tiếng gặng hỏi. Bác Đức, bác Đức. Thấy ông Đức không trả lời, Ông Tuấn lại vỗ vào người ông Đức hỏi tiếp. Một lúc qua đi, ông Đức giờ mới chấn tĩnh lại được bản thân mà lên tiếng. Tôi, tôi nghĩ rằng ông Tiệp ông nói đúng. Nơi này, nơi này có thứ không hay xuất hiện rồi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về ông Đức. Họ như đang chờ đợi đến điều không hay mà ông Đức vợ nói. Ngay cả chú Tư giờ cũng đã lấy lại bình tĩnh để chờ đợi. Khi nãy tôi đã thấy một thứ vô cùng đáng sợ N nó không giống với con người ông đức lắp bắp nói bác, bác nói sao cơ ông cường hỏi với vẻ hoảng hốt ông đức nhìn về cái xác ông tiệp khô quắp mà bảo thứ đó thứ đó rất có thể nó đã gây ra cái chết của ông tiệp trước ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu không ai nói thêm với ai câu nào nữa họ đều rất sợ hãi và hoang mang Cả đêm hôm đó họ cũng chỉ biết ngồi mà thấp thỏm bởi vì trước tình cảnh này sẽ chẳng ai có đủ dũng khí để mà lên giường đi ngủ cả. Sáng hôm sau, ánh mặt trời mọc chen qua hàng cây rừng chiếu sáng đến ngôi nhà gỗ. Thấy được ánh sáng của bình minh, mọi người ai nấy đều có cảm giác như vừa xua tan được một cái gì đó nặng nhọc đang được gánh trong lòng. Khác với mọi ngày, buổi sáng hôm nay họ chẳng vội vã để chuẩn bị cho công việc nữa mọi người vẫn ngồi vẫn không ai nói chuyện tất cả như đang chờ đợi một điều gì đó cánh cửa gỗ mở ra ông tĩnh thứ mọi người đang chờ đợi dường như chính là người đàn ông này ông tĩnh không đi một mình bên cạnh ông tĩnh còn là một người đàn ông đứng tuổi vừa bước vào bên trong nhà thấy cảnh tượng u ám bên cạnh đó còn là cái xác của ông tiệp thì gương mặt ông tĩnh đã co lại Ông tĩnh nhìn dãm người và gặng hỏi Mọi người Mọi người làm sao đây Có ông, ông Tiệp Ông Tiệp làm sao đây Ông Đức nhìn ông tĩnh và lắc đầu Chúng tôi không rõ nữa Khi, khi phát hiện Tiệp bác Tiệp đã thành ra thế này rồi Chưa ai kịp nói gì tiếp Thì người đàn ông đi cùng ông tĩnh Đã bước lên Ông ta từ từ ngồi xuống cạnh cái xác của ông Tiệp Sau đó lấy tay chạm nhẹ lên cái xác Ước chừng một phút qua đi thì ông ta nhấc tay ra. Có quỷ. Vùng đất này có quỷ xuất hiện. Cái chết của người đàn ông này là do con quỷ gây nên. Người đàn ông đó nhìn mọi người rồi chậm rãi nói về phán đoán của mình. Ông tĩnh nhìn mọi người. Đây là thầy Khan, tôi mời đến. Quay sang thầy Khan, ông tĩnh kính cẩn nói tiếp. Dạ, thầy, thầy nói thật chưa? Vậy bây giờ phải làm cách nào đây thầy? Thầy Khan trầm ngâm một hồi sau đó ông ta đáp ông có thể dẫn tôi ra chỗ cô quan tài kia để xem xét được không qua những gì ông nói qua tôi nghĩ rất có thể con quỷ xuất hiện gần đây bắt nguồn từ cô quan tài đó ông tĩnh gật đầu sau đó cùng với mọi người dẫn thầy khan tới chỗ chiếc quan tài nằm ngoài bãi khai thác ra tới chỗ chiếc quan tài một lần nữa mọi người đều phải bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình mới ngày hôm qua chiếc quan tài vẫn được đóng nắp chặt kín thì hôm nay đã khác tấm ván cỗ quan tài đã được ai đó bật ra bên trong cỗ quan tài chẳng có cái xác nào thay vào đó là những chiếc đầu lâu được đặt bao quanh tạo ra một cảnh tượng vô cùng rợn người trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác kinh sợ thầy khan đã đi tới chỗ cái quan tài ông quan sát bên trong sau đó lại từ từ nhìn sang những hình thù cổ quái trên mặt tấm ván chẳng biết ông ta suy nghĩ gì nhưng một lúc sau thì ông ta nhìn cả đám người rồi lắc đầu và nói chuyện này tôi không thể giúp mọi người được rồi vừa mới lúc nãy họ đã hy vọng ông thầy này có thể giúp bọn họ thì giờ đây ông ta lại dập tắt đi cái hy vọng ấy thầy ý, ý thầy là là sao ông tĩnh lo lắng sừng sốt lên tiếng hỏi thầy khan lắc đầu gương mặt bộc lộ sự nguy hiểm tất cả tất cả đã bị kéo vào một lời nguyền cho dù có chạy trốn nó cũng sẽ bắt được linh hồn của các người chưa ai kịp nói gì thì thầy khan đã nói tiếp nhưng có một người có thể giúp được các người tôi không biết ông ta là ai nhưng các người hãy hy vọng ông ta xuất hiện thầy khan dứt lời thì quay người bỏ đi nhưng đi được ba bước thì ông dừng lại ánh mắt nhìn đám người thầy khan nói điều duy nhất Tôi có thể giúp được các người bây giờ là đưa người đàn ông đã chết kia rời khỏi nơi này." Sau đó thì thầy Khan quay người bước đi, đám người cũng ngơ ngác nhìn theo bóng thầy Khan trong sự lo sợ tột độ về lời phán đoán. Ngày trước đó, trong một hang động nơi thâm sâu cùng cốc và lúc này đang có một ông lão ngồi thiền, phong thái của ông ta nhìn thoáng qua như là một cao nhân đã đắc đạo tới lúc rồi. Mở đôi mắt của mình, ông ta thở dài rồi buông rộng một câu nói vào khoảng không. Ngày sau đó thì ông ta rời bỏ tư thế và đi lại sắp những vật dụng là thường vào bên trong một chiếc tay nải. Bước đi thành thoát, di chuyển rất nhanh. Đối với một người già như thế này, thì còn điều gì khiến ông ta vội vã như vậy? Quay trở lại mãi khai thác. Một đêm nữa lại tới, chẳng ai dám đi nghỉ cả bởi vì họ sợ. Họ sợ khi ngủ con quỷ ấy sẽ xuất hiện và biến mình thành một cái xác khô. Chẳng nhẽ chúng ta cứ ngồi ở đây chờ chết như vậy hay sao? Ông Cường như chẳng chịu nổi không khí u ám này nên liền cất tiếng. Mọi người cứ bình tĩnh, tôi nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi. Thấy mọi người đều bắt đầu chán nản, ông Đức mới lên tiếng để chấn an. Mong là như vậy, ông Cường nói với vẻ ổ rũ, chẳng còn sức sống Vừa dứt lời, bên ngoài lại phát ra những tiếng động rột ruột, gai người. Ai nấy đang ủ rũ vì buồn ngủ. Vì sợ hãi, bỗng chốc giật mình tỉnh táo lại. Ánh mắt bọn họ tập trung hướng về thứ âm thanh đang phát ra phía sau cánh cửa. Hình như, hình như có, có gì đó bên ngoài bước Đức à? Chú Tư vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi ông Đức. Ông Đức vẫn giữ im ánh mắt. Thứ âm thanh này với ông Đức là một cảm giác vô cùng kinh sợ. Bởi lẽ xuất hiện cùng với nó chính là ánh mắt rực lửa của con quỷ kia. Mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta ở đây có tận 5 người, sẽ không sao đâu. Ông Đức đứng dậy nói chân an mọi người. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài như xuất hiện một ai đó. À, à ai đấy? Ông Đức cất tiếng nói vọng ra bên ngoài. Tôi đến đây để giúp mọi người. Một giọng nói thanh thoát vọng vào. Ông Đức toàn ra mở cửa, thì ông Cường lấy tay kéo lại Sắc mặt vẫn có vẻ lo lắng Từ từ Chưa biết là người hay ma Bác cứ từ từ hãy ra mở đã Ông Đức đáp Nói như vậy thì là người chứ ma gì hả chú Ông Cường lắc đầu Chưa chắc đâu bác Bác chưa thấy ma quỷ nó giả người mà bắt người đi à Ông Đức nghe vậy cũng hơi trột dạ Nhưng cứ ngồi đây chẳng chọc Cũng không được Ông Đức nói Mọi người cứ ngồi đây Tôi già nhìn qua khe cửa là biết ngay mà. Thấy không ai nói gì nữa, ông Đức cũng từ từ bước tới phía cánh cửa. Chú Tư thấy không an tâm nên cũng rời khỏi chỗ mà nhẹ nhàng đi theo phía sau. Tới chỗ cánh cửa, ông Đức mới dí sát mặt mình rồi nhìn qua khe nhỏ trên cánh cửa. Trước mắt ông là một ông cụ mặc áo dài nâu, tóc búi cao, đeo lên tay nải, đang đứng khá ung dung. Nhận thấy người đàn ông bên ngoài không có gì, ông Đức từ từ kéo chốt và mở cánh cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, ông Đức đã nhìn ông lão kia và cất giọng hỏi. Ông là... Người đàn ông nhìn ông Đức và chú Tư, sau đó nở một nụ cười đáp. Tôi tên Kha, mọi người cứ gọi tôi là Tây Kha là được. Nhìn về hoàng hốt của mọi người, tôi nghĩ các người được gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ rồi phải không? ông đức với chú tư chưa biết năng lực của thầy kha như thế nào nhưng cả hai nghe những lời này thì mừng ra mặt ông đức kính cẩn dạ vậy vậy mời thầy vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi đúng thực là cho chúng tôi làm việc bây giờ đang xảy ra chuyện thầy ạ à? thầy kha không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong ngôi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người còn lại thầy kha một lần nữa giới thiệu lại bản thân mình tôi là kha là một thầy pháp được biết vùng này đang có ngạ quỷ hoành hành nên tìm tới để diệt trừ. Gương mặt những người kia cũng giãn ra, họ mời thầy Kha ngồi xuống rồi kính cẩn nói: Dạ đúng là chỗ tôi đang có quỷ thầy ạ. Đã vậy có là một người chết rồi. Thầy Kha gật đầu vẫn giữ vẻ ung dung của mình. Khi này đến đây, tôi có đi qua chỗ giống như là mọi người đang làm việc tại đó, qua phát hiện thì không nhận con quỷ này xuất hiện cũng bất nguồn từ vị trí ấy. Ông Đức cất giọng. Dạ không giống gì thầy. Hôm trước chúng tôi có phát hiện ra dạ một cỗ quan tài nằm ở đó. Thoạt đầu cũng chỉ nghĩ là bình thường. Nhưng mà khi có một người chết thêm vì đó là lời của một ông thầy nói trước đó mới khiến cho chúng tôi hoang mang mà bất ăn mất ngủ như thế này đây. Thầy Kha cũng nhận thấy sự mệt mỏi qua biểu hiện lẫn sắc mặt của mọi người nên ông không hỏi thêm gì nữa mà chỉ lấy trong tay nải của mình ra một lá bùa màu đỏ đã có nét mực đưa cho ông đức mà nói giờ bác cứ dán lá bò này của tôi lên cửa rồi sau đó mọi người cứ an tâm mà nghỉ con quầy ấy sẽ không dám bén mảng tại đây nữa đâu dứt lời thầy kha xoay xoay người giống như lại chuẩn bị đi ra bên ngoài thế vậy ông đức liền hỏi thầy, thầy lại chuẩn bị đi đâu ạ à? thầy kha mỉm cười đáp tôi ra bên ngoài có chút việc mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi đi trong thời gian sớm nhất Tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy." Nói xong thì thầy Kha đứng dậy rồi bỏ đi, mấy người ngồi đây nhìn theo bóng lưng thầy Kha nhưng cũng chẳng ai nói lời giữ ông lại cả. Có thể bọn họ vẫn có chút gì đó nghi ngờ về ông thầy này. Thầy Kha rời đi, bên trong căn nhà chỉ còn lại mấy người thợ cùng với lá bùa màu đỏ, ông Đức toan ra dán lá bùa lên cửa thì ông cường ngăn lại. "Khoan đã bác Đức, chúng ta còn chưa biết rõ ràng về ông thầy này." nhỡ rắn nó bùa này lên mà xảy ra chuyện gì thì sao ông tuấn gật đầu đồng ý Đúng đấy bác đức tốt nhất là chúng ta cứ chờ đợi xem thế nào đã hai người đàn ông nói là vậy tuy nhiên cũng có những ý kiến ngược lại Chu tư lên tiếng em thì em thấy ông thầy này không giống người xấu chúng ta giờ ai đấy cũng để mệt mỏi lắm rồi nếu cứ ngồi đây mà sợ sệt cũng chẳng phải là cách mà mà thầy khan từng nói có một người sẽ giúp được chúng ta liệu ông đức gật đầu với ý kiến của chú tư ông đức nói tôi thấy cứ chi bằng cứ dán cái lá bùa này lên dần nằm nghỉ ngơi cho lại sức mọi người ạ dù sao chúng ta cứ ngồi như thế này cũng chỉ tổn hại sức khỏe thôi thế cứ theo ý bác đức đi phải đấy mọi người ạ những người còn lại bên trong nhà cũng đều đồng tình với đề nghị này của ông đức và chú tư bởi với họ bây giờ một giấc nghỉ là vô cùng cần thiết Họ không thể cứ mãi ngồi đây mà chần chọc hoang mang về sự việc đang diễn ra được. Sau khi không còn ai phản đối nữa, ông Đức mới cầm lá bùa thầy Kha đưa rồi từ từ đi ra phía cửa. Ông dán lá bùa lên cánh cửa xong thì cũng quay trở lại, nhìn mọi người, ông Đức lên tiếng. "Tôi dán xong rồi, mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi đi." Không ai nói gì, mọi người chỉ dùng ánh mắt để diễn tả với nhau sau đó thì cả đám cũng về chỗ nghỉ ngơi của mình rồi ngả lưng một cảm giác khoan khoái trở lại tuy vậy ai đấy cũng chỉ nằm chứ không hề ngủ bởi vì trong suy nghĩ của họ sự nguy hiểm vẫn luôn kề cận đâu đó quanh đây ngoài bãi khai thác vàng chính vị trí của cố quan tài vẫn còn đang mở nắp thầy kha cũng chẳng biết đã đứng ở đây được bao lâu không khí bao quanh ông bây giờ vô cùng heo hút tiếng gió tiếng ếch nhái là những gì mà người ta có thể nghe được vào lúc này. Sắp kết thúc rồi. <laughs> Thầy Kha cười nhạt. Ông cởi bỏ tay nải của mình rồi đặt lên mặt tấm ván. Tiếp đó lấy ra một bó nhang từ bên trong tay nải. Thầy Kha đốt cháy bó nhang. Ngọn lửa bùng lên trong thật dữ rồi. Ông dập tắt ngọn lửa từ bó nhang. Sau đó ông cắm bó nhang xuống bên cạnh tử huyệt. Trong làn khói mờ ảo nghi ngút thầy kha lấy ra một thứ bột trắng vẻ mặt ông hơi lưỡng lự nhưng sau đó thì rắc thẳng thứ bột ấy vào bên trong cỗ quan tài xếp đầy dọa người kia bầu không khí đang yên ả bỗng dưng nổi lên những cơn gió lớn tiếng giết từ những đợt gió mạnh khiến cho người ta có cảm giác như nó muốn nuốt chừng mọi thứ thầy kha bây giờ vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh ông từ từ đi xung quanh cỗ quan tài vừa đi thầy kha vừa lẩm bẩm đọc thư ngôn ngữ kỳ bí nào đó. Trong bóng tối, phía sau những hàng cây rậm rạp, chốn núi rừng, từ lúc thầy Kha bắt đầu đọc thư ngôn ngữ kia thì phía đó cũng bắt đầu vọng ra những âm thanh gầm rú ghê rợn đến gài người. Ở ngôi nhà gỗ. Mọi người có nghe thấy gì không? Chú Tư nằm mắt hướng lên mái nhà, lên tiếng hỏi mọi người. Nghe, nghe như là của mấy con thú rừng thôi mọi người đừng quan tâm làm gì lời nói của mấy người kia đáp lại chú tư bây giờ lại có chút bất an chú không sợ con quỷ kia sợ tới tìm mà là sợ ông thầy kha kia xảy ra chuyện bởi lẽ dù sao nhìn ông thầy kha cũng đã già lại di chuyển giữ đêm tối một mình như thế này thực sẽ khiến cho người khác chẳng an tâm chút nào bản tính chú tư thì lại thương người tốt bụng vì vậy chú đã đưa ra một quyết định táo bảo không nói năng gì chú Tư bỗng dừng, ngồi bật dậy trước ánh mắt ngơ ngác của cả phòng. Tư, làm sao thế? Ông Đức đang nằm bên cạnh ngơ ngác hỏi. Chú Tư chưa trả lời, mà dùng ánh mắt của mình nhìn những người trong căn phòng một lượt. Sau đó chú đứng dậy, vén mảnh và nói. Em đi ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi. Mấy người nghe vậy thì giật mình lên tiếng khuyên can. Này, mày điên à Tư? Mày thông tiệp chưa? Mà mày chính là người phát hiện ra ông ấy còn gì Ông Đức giờ cũng giật mình Bởi câu nói của chú Tư Mà ngồi bật dậy Này chú điên rồi sao Ở bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm Nếu chú xảy ra chuyện gì Thì anh biết ăn nói thế nào bây giờ Ông Đức mặt nhăn nhó nói Chú Tư cười nhạt Nhìn mọi người và đáp Mọi người cứ an tâm Em chỉ ra ngoài một lát thôi Dứt lời chú Tư quay người rời đi rất nhanh ông đức cũng phi ra toàn giữ chú tư lại nhưng không còn kịp nữa bất lực ông đức đành im lặng trở lại chỗ của mình thằng này nó bị làm sao thế không biết nữa ông đức đầm chiều rồi thở dài nói một câu vu vơ bước chân ra bên ngoài không chút ánh sáng chú tư dùng hết khả năng quan sát của mình để lần mọt đường tìm ông thầy kha âm thanh ghê rợn vẫn không ngừng vang lên xung quanh chú tư cảm giác sợ hãi, lo lắng cũng không ngừng ập đến đầu óc. Bật giác chú Tư ngồi thụp người xuống, lấp sau một đám cây rậm rạp. Cánh tay chú từ từ đưa lên phía trước vén lấy một khe hở lên trên lùm cây. Trước mắt chú từ bây giờ là những ngọn lửa sáng rực bao quanh có quan tài trong bãi khai thác. Bên cạnh đó còn có thầy Kha với gương mặt nhăn nhó. Kìa, kìa. Chú từ há hốc mồm nói ra tỉnh thế tại chỗ những ngọn lửa đang cháy rực kia chẳng có duy nhất một mình thầy kha đứng đối diện với ông bây giờ còn là một cái xác sống tua tủa thịt thối nó đang hướng hốc mắt đen ngòm của mình nhìn về phía thầy kha miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng gừ gừ con quỷ gầm lên một âm thanh lớn rồi lao tới thầy kha mặc dù đã già nhưng những bước di chuyển của ông thầy này vô cùng linh hoạt tránh né hết đòn này tới đòn khác. Chẳng những vậy thầy Kha còn dùng thứ ánh sáng kỳ lạ trên lòng bàn tay để đánh vào con quỷ. Một hồi chứng kiến, mồ hôi giờ đã thấm đẫm gương mặt. Thấy hai bên vẫn cân sức, chú Tư muốn chạy lại giúp đỡ ông thầy Kha kia, nhưng lại không biết giúp bằng cách nào. Đưa tay lau giọt mồ hôi trên gương mặt, chú Tư thấy bản thân mình thật là vô dụng. Phía dưới, con quỷ một lần nữa gầm lên rồi lao như một mũi tên về phía thầy Kha lần này ông không tránh được nên bị hất văng ra xa. Được đà, con quỷ ấy lại dùng lực hùng hục lao tới, nhưng bất giác nó dừng lại. Bao quanh nó bây giờ là một hình ngũ hành đang phát sáng. Thầy Kha cũng đứng dậy rồi đan tay kết ấn, miệng liên hồi đọc chú. Con quỷ quay cuồng, xem chừng đang rất đau đớn. Từng mảng thịt trên người nó cũng chóc ra, giờ xuống mặt cát ẩm ướt. Thầy Kha bây giờ như cũng đã kiệt sức, ông thổ ra máu nhưng vẫn cố giữ phong ấn của mình với con quỷ. Một cơn gió mạnh ập tới giữa trận chiến, tiếp đó là một tia sét chiếu sáng cả một vùng trời, đánh thẳng xuống con quỷ. Thầy Kha và cả con quỷ bây giờ đều cục xuống, không gian cảnh vật mọi thứ cũng trở về trạng thái yên ắng vốn có. Chú Tư giờ nhận thấy mọi chuyện đã ổn mới đứng dậy rồi chạy tới tiến lại gần chỗ thầy kha chú tư đưa tay lên xem thử thì thầy kha vẫn còn hơi thở vội vàng lay nhẹ cơ thể thầy kha chú tư gọi nhỏ thầy 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 kha không động tĩnh gì cứ để thầy kha nằm như vậy cũng không ổn chú tư đỡ thầy khang rồi cõng ông đi lại một gốc cây ngay đó để thầy kha dựa người vào gốc cây chú tư lại tiếp tục lên tiếng gọi nhỏ thầy thầy ơi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chú tư đành bất lực ngồi chờ đợi, nhưng chưa được bao lâu thì chú lại hướng về phía con quỷ đang nằm bất động kia. Một chút tò mò nổi lên khiến cho chú chẳng thể ngồi yên được nữa. Để cho thầy Kha ngồi đó, chú tư đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi về hướng con quỷ đang nằm bất động. Trong ánh mắt của chú tư bây giờ hằn lên sự tức giận chú tư không giữ nổi bình tĩnh mà liên tục dùng chân đá vào đống thịt tối giữa miệng không ngừng chửi thề chết đi chết đi đổ chó chết dừng dừng lại vẫn đang chú cường tức giận thì có giọng nói thều thào vọng tới không ai khác đó chính là thầy kha quay mặt của mình lại chú tư thấy thầy kha đang đưa tay lên miệng lắp bắp nhưng muốn bảo mình dừng lại hành động đó bỏ mặc con quỷ và cơn thịnh nộ chú tư ngay lập tức chạy lại chỗ thầy Kha, một tay đỡ lấy thầy Kha. chú tư nói: thầy, thầy không sao chứ? thầy Kha lắc đầu đáp: tôi, tôi không sao. tôi ngồi nghỉ một lúc là khỏe ngay lại mà. con quỷ kia, dù đất làm gì, thì cậu cũng đừng làm như vậy. chú tư gương mặt khó hiểu, chú hỏi: sao thầy lại nói vậy ạ? À? thầy Kha cười nhạt và lắc đầu, dường như ông không muốn trả lời cho câu hỏi này của chú tư thấy thầy im lặng chú tư cũng không hỏi thêm điều gì nữa qua một hồi lâu sức khỏe thầy kha bây giờ có lẽ cũng đã khỏe lại ông từ từ đứng dậy nhìn đăm đăm vào xác con quỷ ánh lửa bây giờ cũng đã lội tàn yếu ớt trước những cơn gió nhẹ bây giờ cậu giúp tôi một việc có được không thầy kha quay sang nhìn chú tư cất giọng chú tư ngơ ngác đáp Thầy, thầy cứ nói ạ. À? Thầy Kha bước dần về phía con quỷ. Vừa đi, ông vừa nói vọng lại. Giúp tôi, đưa con quỷ này và lại cỗ quan tài. Nghe thầy Kha nói như vậy, chú Tư lại có phần run rẩy. Chú Tư cứ đứng sững người ra ngơ ngác. Thầy Kha tới chỗ con quỷ kia, chưa thấy chú Tư thì ông lại tiếp. Chẳng phải vừa nãy cậu dũng cảm lắm hay sao? Chú Tư gãi đầu ấp ống. Dạ, dạ, thầy đợi tôi một chút ạ à. nói dứt lời thì chú tư chạy lại chỗ thầy kha tới chỗ của thầy chú tư nhìn vào đống thịt thối rồi hỏi bây giờ làm cách nào hả à, thầy thầy kha mỉm cười ông ngồi xuống cạnh cái xác con quỷ và đáp tôi với cậu mỗi người một đầu là được chú tư nhăn mày nhăn mặt nhưng rồi cũng nghe theo lời chỉ đạo của thầy đưa tay nắm vào xác con quỷ một cảm giác ghê người chạy dọc theo sống lưng chú tư cũng may là chú tư kiềm chế lại được cảm xúc của mình nếu không lúc đó thì cũng buông tay ra rồi đưa xác con quỷ vào trong quan tài và đặt một cách ngay ngắn chú tư lúc này cũng thở vào nhẹ nhõm Ghê quá thầy ạ à? chú tư nhìn vào cỗ quan tài mà lắc đầu nói thầy kha mỉm cười giúp tôi đậy nắp cỗ quan tài này lại là xong thôi chú tư gật đầu sau đó giúp thầy kha đậy lại nắp cỗ quan tài khi nắp quan tài được đóng kín thầy kha lại tiếp tục lấy ra một bọc đinh nhỏ và một thứ nước màu đỏ đặc sệt ông chấm những đầu cây đinh ấy vào thứ nước màu đỏ sau đó đưa cho chú tư và nói cậu giúp tôi đóng những cây đinh này vùng quanh quan tài được không chú tư không nói không rằng chỉ gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn của thầy kha một lúc trôi qua cô quan tài giờ đây cũng đã được chú tư đóng kín những cây đinh mà thầy kha đưa cho thầy kha bây giờ cũng gật đầu hài lòng lắm nhìn vào cỗ quan tài thầy nói mọi chuyện như vậy là xong rồi thầy kha vừa dứt lời thì mặt đất như đang có một sự rung chuyển chú tư còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng dưng cỗ quan tài trước mắt đã đang lốn sâu xuống rồi chìm dần vào trong lớp đất cho tới khi chẳng còn để lại dấu tích gì nữa thì mọi thứ mới trở lại như hiện trạng cũ Chuyện này là sao hả thầy? Gương mặt khó hiểu, chú Tư hỏi thầy Kha. Không còn chuyện gì nữa, cậu mốt trở về đi, ta giờ cũng phải đi rồi. Thầy Kha thở dài nói nhưng không hề giải thích cho câu hỏi của chú Tư. Tôi nhìn thầy cũng chưa được khỏe, hay là thầy cùng tôi trở về căn nhà gỗ ấy rồi mà hãy đi thầy ạ? À? Dù sao thì những người ở đây cũng muốn nói một lời cảm ơn với thầy chú tư nhìn bầu trời tối đen như mực hơn nữa sắc mặt của thầy kha vẫn chưa được tốt nên cũng muốn giữ thầy kha lại thầy kha mỉm cười nhìn chú tư rồi xua tay đáp chuyện này là chuyện tôi phải làm nên không có gì để người khác phải cảm ơn còn cậu tối này tới để giúp tôi là tôi cũng cảm kích nhiều lắm rồi nếu như sau này có duyên tôi với cậu sẽ gặp lại thầy th thầy tốt quá thầy kha không quan tâm ông cuối người thu dọn những thứ đã mang theo đặt lại vào bên trong tay nải của mình sau đó đeo tay nải lên vai và quay trở lại nhìn chú tư nở một nụ cười cậu nên trở về đi nếu có duyên tôi với cậu sẽ còn gặp lại dứt lời thì thầy kha quay người bỏ đi bóng dáng ông cũng lẩn khuất rồi chìm dần vào trong bóng tối chú tư hướng mắt nhìn theo tới khi không còn thấy gì nữa thì chú mới quay người bỏ về căn nhà gỗ. Trong lúc về, muôn vàn suy nghĩ bao quanh đầu óc của chú Tư, cảm thán, khâm phục, ngưỡng mộ. Từ hình ảnh của thầy Kha, chú Tư cũng muốn mình sau này sẽ trở thành một người như vậy. Cánh cửa căn nhà gỗ mở ra, mọi người trong nhà đang nằm nghe thấy tiếng động thì bật dậy ngay lập tức. Thấy chú Tư, bộ dáng lấm lem đi vào, thì mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Mày đi đâu mà giờ mới về vậy tư Anh còn tưởng chú không về nữa cơ chứ Thì bên ngoài có chuyện gì không Những câu hỏi được hỏi dồn dập Về phía của chú Tư Chú Tư chưa trả lời Mà lặng lặng bước tới Ngồi sụp xuống tấm phản Chú Tư thở dài nói Mọi chuyện ổn rồi Ông Thầy Kha cũng đã diệt trừ xong con quỷ ấy Cái gì M Mày nói sao hả Tư Mọi người đều há hốc mồm Sau khi nghe câu nói của chú Tư Ông Đức giờ mới lắp bắp lên tiếng. Ch, chú nói thật chứ? Chú Tư gật đầu và quay ra nhìn mọi người. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mờ ảo, chú Tư Tư kể lại mọi chuyện mình đã nhìn thấy và diễn ra cho tất cả nghe. Nghe xong ai cũng cảm thấy không phục ông lão ấy. Họ còn tự trách bản thân vì sự nghi ngờ của mình dành cho ân nhân. Chú Tư sau khi kể xong sự việc thì nét mặt trùng xuống. Ánh mắt hướng về ngọn đèn dầu như suy nghĩ một điều gì đó bất giác chú tư quay sang nhìn ông đức và mọi người chú tư nói cảm ơn anh và mọi người nhưng giờ em phải đi rồi một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên với quyết định của chú tư ông đức bấu chặt tay chú tư gặng hỏi chú ch chú lại định đi đâu nữa ở đây ổn rồi còn đi đâu chú tư nhìn ông đức cười nhạt <laughs> đâu là ở đây rất tốt nhưng mà có lẽ đây không phải mục đích sống của em em chào mọi người chú tư kéo tay ông đức ra sau đó lao ra khỏi ngôi nhà bóng dáng chú tư trong bóng tối cũng dần dần biến mất trong ngôi nhà gỗ bắt đầu bao trùm lên không khí u ám chẳng ai biết chú tư đang suy nghĩ gì cũng chẳng ai biết chú đi đâu nhưng có lẽ vào lúc này sự nguy hiểm cũng không còn và bọn họ chắc đang chúc cho chú tư may mắn khi tìm được con đường riêng của bản thân mình ở phía bìa rừng thầy kha bây giờ cũng đã đi tới bìa rừng chỉ cần đi thêm một chút nữa thì ông cũng ra khỏi cánh rừng rậm rạp này tuy nhiên vào đúng lúc này thì thầy kha lại nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra rất gần mình sắc mặt hơi co lại thầy kha dừng hẳn lại rồi lặng lẽ quan sát và lắng nghe tứ phía dừng ánh mắt của mình lại thầy kha phát hiện có bóng đen đang di chuyển rất nhanh tới vị trí của mình cố gắng tập trung quan sát thầy kha càng nhận thấy bóng dáng người này có phần quen thuộc là cậu sao thầy kha lên tiếng khi người đứng trước mặt mình bây giờ không ai khác chính là chú tư tại sao cậu lại đuổi theo tôi hơn nữa thầy kha nhìn vào cái túi vải chú tư đang khoác thì thấy khó hiểu chú tư chưa trả lời mà chỉ cúi đầu thở dốc xem chừng chú đã phải chạy rất nhanh và may mắn thì mới có thể tìm được thầy Kha ở đây. Thầy, khi nãy chứng đến thầy diệt trừ con quỷ, lòng con cảm phục vô cùng. Rất mong thầy cho con đi theo để có thể học pháp sau này diệt trừ tả ma, giúp ích cho người dân ạ. Chú từ cúi đầu, ánh mắt nhìn thầy Kha lên tiếng. Thầy Kha nhìn chăm chăm chú Tư. Quả thật lúc mới gặp mặt, thầy Kha cũng nhận thấy chú Tư là người có chút thiên phú rất thích hợp để đi theo con đường này tuy nhiên như vậy là chưa đủ để theo con đường này sẽ cần thêm nhiều yếu tố khác nữa mong thầy đồng ý cho con đi theo người ạ chú tư không ngừng dập đầu và năn nỉ thầy kha cho mình đi theo nhận thấy sự chân thật từ người thanh niên này thầy kha cũng nhận lời đồng ý nhìn cậu ta cũng thấy là người có tố chất nhưng bước vào con đường này sẽ phải trải qua muôn vàn thử thách khó khăn thậm chí là phải đối mặt với cả cái chết cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi chú tư nhìn thầy kha bằng ánh mắt kiên định sau đó dõng dạc trả lời cô đồng ý cho dù có nguy hiểm hay khó khăn thế nào còn cũng sẽ vượt qua được thầy kha nhìn chú tư mỉm cười hài lòng ông đưa cánh tay mình lên vỗ vào vai chú tư và nói Vậy thì tốt. Cậu sẽ là truyền nhân đời tiếp theo. Mà gặp cậu nhưng mà ta vẫn chưa biết tên. Cậu tên là gì? Chú Tư vui mừng lắm, không ngừng cúi đầu cảm tạ thầy Kha. Dạ, con tên Tư. Con cảm ơn thầy đã đồng ý cho con đi theo. Thầy Kha gật đầu vui vẻ, sau đó ông quay người tiếp tục bước đi. Đi thôi. Cả hai thầy trò thong dong rời khỏi khu rừng cấm địa không khí cảnh vật của bên ngoài làm cho chú tư cảm thấy dễ chịu với một tâm trạng đầy khoan khoái chú tư hỏi giờ chúng ta sẽ đi đâu hả thầy thầy kha dừng lại ông quay lại nhìn chú tư rồi khẽ mỉm cười những người như chúng ta đều không có điểm đến rõ ràng hãy cứ nhìn về phía trước cảm nhận mỗi bước chân cảm nhận mỗi chặng đường cho tới khi những cảm giác ấy biến mất đó chính là điểm đến và cũng chính là mục tiêu. Sứ mệnh mà những người như chúng ta dành cả đời để theo đuổi. Chú tư không hiểu câu nói này của thầy Kha ẩn chứa điều gì, nhưng chú cũng không dám hỏi ý nghĩa của nó. Chú nghĩ mình sẽ tự đi tìm ý nghĩa cho câu nói này, vì chỉ có như vậy thì chú mới có thể trưởng thành và chín chắn hơn trên con đường này. hai thầy trò đi tiếp một đoạn chẳng hiểu thầy kha đang suy nghĩ gì bỗng nhiên đi chậm chậm lại rồi dừng hẳn ông quay người lại nhìn chú tư ánh mắt có phần trùng xuống suy tư cái ánh nhìn của thầy kha chăm chú vào chú tư rất lâu thì ông mới cất giọng ta có chuyện này muốn nói với con đáng giả ta phải nói điều này trước đó chú tư mặt ngơ ngác nhìn thầy kha đáp thầy cứ nói đi ạ à? Thầy Kha thở dài nói: "Thật ra, mỗi đời môn phái của chúng ta đều gắn liền với một sứ mệnh, hay nói đúng hơn là một lời nguyện không thể phá bỏ." Chú tư sắc mặt hơi trùng xuống, lo lắng: "Ý ý thầy là là sao ạ?" Thầy Kha đáp: "Con quỷ ở trong khu rừng kia và mỗi đời môn hạ của chúng ta đều có một sợi dây liên kết vô hình." ta không thể tiêu diệt nó, mà chỉ có thể phong ấn nó lại và chờ đợi tới một thời điểm. Thời điểm mà người kế nhiệm đã đạt tới cảnh giới tu vi bất khả. Khi đó con quỷ sẽ sống dậy, và cách duy nhất là dùng cả đời tu luyện của mình để phong ấn nó lại. Mỗi một lần phong ấn như vậy, con quỷ ấy lại hấp thu được thêm phân sức mạnh. Cách duy nhất để có thể kết thúc lời nguyện này là tìm được quả tim của con quỷ được cất giấu ở một nơi nào đó nhưng đã quá nhiều đời Việc tìm kiếm này vẫn không có manh mối Nếu cứ tiếp diễn Đời này sang đời khác Ta e sẽ có một lúc Chúng ta không thể kìm hãm được con quỷ ấy nữa Thầy Kha nhìn chú Tư Bằng ánh mắt dò xét và nói tiếp Ta nói như vậy Để con suy nghĩ kỹ lại Việc đi theo ta Đi theo ta Con sẽ là người kế tiếp Mang theo lời nguyện với con quỷ đó đi theo ta, tức là con sẽ phải sống mãi trong sự chờ đợi, lo âu. Lo rằng bản thân sẽ không kìm hãm được con quỷ, lo cho chuyến nhân đời tiếp theo sẽ thất bại. Hơn vậy, con sẽ mang theo cả gánh nặng tìm kiếm, cả cuộc đời sẽ vĩnh viễn phải phiêu bạt. Chú Tư nhìn thầy Kha, sắc mặt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Chú Tư nói, con sẽ không từ bỏ cuộc sống phiêu du cũng tốt, vì chỉ có như vậy thì còn mới có thể giúp được nhiều người hơn. Nguy hiểm chờ đợi, đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực giúp con yếu đuối, nhưng khi chứng kiến thầy với con quỷ giao đấu, những thứ đó dường như đã biến mất trong suy nghĩ của con. Vì vậy cho dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ đi theo thầy, con sẽ gánh vác trách nhiệm mà thầy đã từng dùng cả đời để mang trên mình. Thầy Kha xúc động, ông mỉm cười nhân từ, ta thật là không nhìn nhầm con quãng đường cuối đời này ta cũng an tâm hơn nhiều rồi dứt lời thì thầy kha cười lớn rồi quay người tiếp tục bước đi cả hai cứ đi cứ đi cho tới khi xung quanh chỉ toàn một màu đen thì dừng lại hai thầy trò đứng trước một ngôi làng nhỏ trời cũng đã tối rồi chúng ta tranh thủ tìm một nhà dân nào đó xin ở tạm vậy thầy kha quay sang nhìn chú tư cất giọng chú tư không trả lời mà chỉ đáp lại thầy bằng cách gật đầu đi vào bên trong ngôi làng một khung cảnh vắng vẻ heo hút hiện ra có lẽ do người dân ở đây cũng đã về nhà để lo việc buổi tối hai thầy trò trên con đường vắng đi tới một ngôi nhà nằm ở giữa làng thì dừng lại thầy kha bước lên đặt tay lên cánh cổng được làm từ mấy thanh gỗ rồi gọi lớn bên trong nhà có ai không? Qua vài câu gọi thì cánh cửa gỗ xám màu từ ngôi nhà cũng vang lên những tiếng kẹt kẹt. Từ bên trong nhà có người phụ nữ ngoái ra, bà ta hỏi. Hai ông cháu tìm ai à Thầy Kha lịch sự đáp. Tôi làm nghề thầy Pháp, do đi qua đây thì trời trở tối nên muốn xin vào nghỉ chân, không biết có được không ạ? À? Người phụ nữ nghe vậy thì vội vàng chạy ra mở cổng gương mặt bà ta có phần vui mừng hớt hải thầy thầy là thầy pháp sao là thầy có thể chủ được yêu ma phải không ạ thầy kha mỉm cười đáp cũng có thể coi là như vậy nhưng tại sao chỉ là có vẻ ngạc nhiên như vậy người phụ nữ thoáng ánh lên chút hy vọng nhưng sau đó lại gương mặt ổ rũ đáp chẳng giấu gì thầy nhà con có đứa con năm nay lên năm tuổi thời gian gần đây chẳng hiểu sao thằng bé liên tục có những biểu hiện hành động kỳ lạ nhà con đưa thằng bé tới thầy lang trong vùng kiểm tra thì thầy bảo rằng không làm sao cả một vài người biết chuyện thì nói nhà con đang có vong ám mà vong này muốn đem thằng bé đi gia đình con cũng đang lo lắng lắm nhưng trong làng lại chẳng có ai làm nghề thầy bói vì vậy người phụ nữ bỗng dưng nắm lấy tay thầy kha bà ta mếu máu thật mày phúc đức hôm nay gia đình con được gặp thầy. Thầy giúp đỡ gia đình con với thầy. Có thể vẻ ngoài, thầy Kha toát ra phong thái của mật bậc cao nhân, nên người phụ nữ này mới có hành động như vậy với một người xa lạ chưa gặp bao giờ. Thầy Kha đỡ người phụ nữ, ông chậm rãi nói. Có thể dẫn ta tới gặp đứa nhỏ được không? Người phụ nữ giờ như mới nhớ ra điều đó, bà ta cúi đầu xin lỗi dối dít. Ê, ê chết, con xin lỗi thầy, để thầy phải đứng bên ngoài như thế này, M mời thầy ạ." Thầy Kha gạt tay mỉm cười, ra hiệu như không có gì quan trọng. Sau đó ông cùng với chú tư theo người phụ nữ đi vào bên trong nhà. Vào tới bên trong nhà, một người đàn ông đang ngồi ngậm cây lỗ điếu, thấy hai thầy trò đi vào thì ngạc nhiên nhìn vợ. "Đây đây là?" Thầy Kha mỉm cười đáp, "Tôi là một thầy pháp, tên tôi là Kha." chỉ tay sang chú Tư thầy Kha tiếp. Đây là học trò của tôi, cậu ấy tên là Tư. Dường như có cùng suy nghĩ với người vợ, ông chồng nghe thầy Kha nói mình là thầy Pháp thì cũng vui mừng ra mặt. Người chồng đứng dậy tiến lại chỗ thầy Kha, kính cẩn nói. Dạ, mời hãy thầy cho ngồi xuống ghế uống chân nước ạ. À? Thầy Kha đưa tay ngăn lại. Chị vợ cũng vừa kể qua câu chuyện, gia đình đang gặp phải. Chuyện nghỉ ngơi hay để sau, anh chị đưa tôi tới gặp đứa nhỏ được không hai vợ chồng gần đầu sau đó dẫn thầy kha tới căn phòng nằm ngang căn nhà căn phòng tối om chẳng chút ánh sáng người chồng sắc mặt trùng xuống chỉ tay vào góc tối và nói dạ đứa con của con suốt ngày trốn ở góc tối ấy cho dù làm đủ mọi cách cũng chẳng chịu ra hơn nữa buổi tối con nằm nghỉ thì còn nghe thấy thằng bé đang nói chuyện với một ai đó khó hiểu lắm thầy ạ Thầy Kha nheo mắt nhìn vào trong bóng tối. Trong phút chốc, ông thấy bóng dáng mờ ảo như của một người phụ nữ đang đứng bên cạnh đứa nhỏ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thầy Kha bình tĩnh bước vào bên trong căn phòng tối. Một không khí ẩm thấp khác thường khiến ông càng chắc chắn căn phòng này đang có người âm cư ngủ. Đi tới cạnh đứa nhỏ, thầy Kha ngồi xuống bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không hề đả động hay nói gì thằng bé đang gục mặt cũng từ từ ngẩng lên ánh mắt vô hồn nhìn thầy kha không chút cảm xúc sau cái nhìn của thằng nhỏ thầy kha đứng dậy rồi đi ra bên ngoài ông bước qua cả hai vợ chồng lẫn chú tư rồi đi thẳng tới bàn uống nước đợi khi mọi người theo ra đến nơi thầy kha mới chậm rãi nói đúng là gia đình anh đã có vong âm cơ ngủ vong này còn là một vong nữ hơn nữa cô ta đã bắt đi một phần hồn của thằng nhỏ. Nếu việc này để lâu, e rằng tính mạng đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Hai vợ chồng nghe thầy Kha nói thì lo lắng sợ hãi chẳng thể nào ngồi im. Họ mếu máu cầu khẩn. Vợ chồng con già cả mới sinh được thằng nhỏ. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì vợ chồng con cũng chẳng sống nổi. Dạ, thầy làm ơn làm phước giúp gia đình con. Nhà con không dư giả gì nhưng mà có giá nào còn cũng sẽ thu xếp được ạ. À? chú tư cũng nói giúp đỡ. gia đình họ đáng thương quá. liệu liệu có cách nào không thầy? thầy kha không trả lời. kỳ thực lúc giao đấu với con quỷ kia thì ông đã mất đi gần như là hết pháp lực của mình. nếu bây giờ đối đầu với vong ma trong căn nhà này, e rằng cũng khó mà biết trước. tuy nhiên trong phút thoáng chốc vừa nãy trong căn phòng tối ấy. Thầy Kha có cảm giác vong ma ấy không giống như đang muốn hại thằng bé, nhưng việc thằng bé mất đi một phần hồn thì thực khó giải thích. Thầy Kha chậm rãi nói: "Hai vợ chồng, đừng lo lắng, tôi sẽ có cách giúp gia đình." Hai vợ chồng nghe thầy Kha nói vậy thì giữ im lặng, thầy Kha bây giờ cũng chưa có hành động gì, không gian trong căn phòng bây giờ trông thật là căng thẳng. Bất giác, thầy Kha đưa tay cởi bỏ túi tê nải của mình ông lấy ra một chiếc vòng đeo tay được làm bằng tràng gỗ và một ngọn nến rồi từ từ đứng dậy mọi người thấy thế thì cũng đứng dậy theo từ trước căn phòng thầy kha tắp sáng ngọn nến và cầm vòng tay bước vào ngồi đối diện với đứa nhỏ thầy kha đặt ngọn nến xuống chính giữa cả hai sau đó ông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay đứa nhỏ thằng nhỏ giật bắn tay ra sau cái đặt tay của thầy kha ánh mắt nó hướng lên có chút tức giận. Thầy Kha không hề trách móc, ánh mắt ông vẫn vô cùng hiền hậu nhìn đứa nhỏ, cảm tưởng như thầy Kha đang giao tiếp với đứa nhỏ chỉ bằng ánh mắt. Một lúc trôi qua đi, đứa nhỏ không còn trạng thái nóng giận nữa, thầy Kha cũng từ từ đeo được chiếc vòng vào tay đứa nhỏ. Sau đó thì ông nắm tay đứa bé, rồi cả hai chậm rãi bước ra bên ngoài. Hai vợ chồng thấy đứa con ngoan ngoãn bước ra cùng thầy Kha thì nghĩ mọi chuyện đã xong, liền cảm ơn dối rít. Tuy nhiên thầy Kha đã ngay lập tức chặn lại sự vui sướng của họ. Chiếc vòng tay này chỉ tạm thời bảo vệ được đứa nhỏ. Trong thời gian này, chúng ta sẽ cần tìm hiểu xem vong kia là ai, tại sao lại muốn bắt đứa trẻ này đi. Hai vợ chồng im bặt ánh mắt tội nghiệp nhìn đứa con trai vẫn ngờ ngác chú tư giờ mới cất tiếng hỏi nhưng bằng cách nào để tìm hiểu đấy hả thầy thầy kha chậm giải đáp cô ta sẽ tới tìm chúng ta nhưng dứt lời thì thầy kha một mình đi lại căn phòng tối ông dừng tại cửa vào gương mặt suy nghĩ một điều gì đó thầy đã nghĩ gì vậy ạ à? chú tư nhìn thấy khác thường thì tự ý đi tới hỏi Thầy Kha lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Kỳ lạ, căn nhà này dường như được chia ra làm hai thế giới vậy. Căn phòng tối này thì âm khí nặng nề, còn bên ngoài thì hoàn toàn rất bình thường. Điều này thật là kỳ lạ. Tư không nói gì, vì anh cũng chỉ mới đi theo thầy Kha được một ngày nên chưa biết gì cả. Đứng vị trí đó một lúc, thầy Kha quay người lại vị trí ghế ngồi nhìn cảnh gia đình ba người không chút hy vọng, ông động viên: đừng lo, tôi sẽ có cách giúp gia đình. thầy Kha ánh mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối thôi, ông quay lại nhìn gia đình và nói: trời cũng đã muộn rồi, gia đình hãy nghỉ ngơi đi, cho lại tinh thần. người chồng khúm núm người đáp: dạ vậy, về con thầy thì sao ạ? À? gia đình tôi cũng có hai chiếc giường nếu thầy trò không chê thì hãy tới đó để nghỉ ngơi ạ à? thầy kha lắc đầu mỉm cười đáp không cần đâu tôi nghỉ ngơi tại đây là được rồi chú tư nhìn thầy kha lo lắng vì sợ ông đã có tuổi nghỉ ngơi như vậy sẽ không tốt tuy nhiên chỉ bằng một cái nhìn từ thầy kha thì chú tư cũng không có ý kiến gì nữa thầy trò tôi nghỉ ngơi ở đây là được rồi anh chị cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ à? hai vợ chồng nhìn hai thầy trò có chút áy náy nhưng cũng đồng ý họ bế đứa trẻ rồi đi lại phía giường ngủ của mình bên trong gian nhà giờ chỉ còn lại thầy kha chú tư và ngọn đèn dầu phấp phới thầy kha nhìn chú tư rồi nói con không cần phải tức cùng ta đâu chú tư xua tay không sao đâu thầy ạ bản thân con làm trò không thể nghỉ ngơi khi mà thầy còn thức khuya để tìm cách được ạ Thầy Kha mỉm cười nhưng không nói gì. Ông từ từ lấy trong tay nải ra cuốn sách có mặt bìa nhỏ nát. Xem chừng nó rất cổ rồi. Dưới ánh đèn dầu, thầy Kha chậm rãi lật từng trang sách ám màu. Chú Tư biết thầy đang tập trung nên cũng không gây ra tiếng động gì, tránh làm phiền tới thầy. Thời gian trôi qua, cặp vợ chồng và đứa con nhỏ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngọn đèn dầu trên mặt bàn cũng cháy mập mờ yếu ớt coi bộ như đã sắp hết dầu. Thầy Kha lúc này vẫn đang chăm chú vào cuốn sách cổ. Chú Tư thì do mệt mỏi mà quên đi lời nói trước đó, giờ đã chống tay mà ngủ gật đi. Ánh đèn dầu tắt phục, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thoáng chốc, căn phòng tối om lại được thắp sáng bởi ngọn nến của thầy Kha. Tuy nhiên, gương mặt của ông lúc này đã có phần thay đổi như phát hiện ra điều gì đó ánh mắt chăm chú ghé sát vào trang sách thầy khóc lẩm bẩm cửa âm dương chẳng nhẽ nơi này lại là cánh cổng nối liền hai thế giới nhưng bóng đen của cô gái kia tại sao lại một dòng những câu hỏi được đặt ra trong đầu thầy kha ông thở dài gạt bỏ rồi nhìn về hướng căn phòng tối tăm nặng mùi âm khí kia gập cuốn sách lại thầy kha lấy ra nghiên mực tàu và chiếc bút lông trong tay nải của mình. Trong không gian yên tĩnh của mọi vật, âm thanh mài mực vang lên. Nghiên mực đã nhuyễn, Thầy Kha chấm chiếc bút lông rồi bắt đầu đặt nét vẽ. Đờ bút không vẽ trên giấy mà được ông vẽ trên lòng bàn tay của mình. Một lúc miệt mài, hình dáng trên lòng bàn tay ông cũng lộ rõ xem chừng đó là một ấn ký. Đặt cây bút lông xuống, Thầy Kha lấy ra hai ngọn nến và một lá bùa Ông xếp ngăn nắp lên mặt bàn, sau đó đưa tay bấm độn. Hạ cánh tay xuống, thầy Kha đổi tư thế ngồi thiền, rồi từ từ khép mí mắt của mình lại. Một thời gian trôi qua trong sự vắng lặng, thầy Kha bất giác mở mắt. Ông đứng dậy, rồi đi lại chỗ chú Tư, cánh tay vỗ nhẹ. Tư, Tư. Chú Tư giật mình bừng tỉnh, ánh mắt nhìn thầy Kha có phần ái ngại, À, con con xin lỗi, tất cả con mệt quá. thầy kha mỉm cười đáp, không sao, con giúp ta gọi hai vợ chồng kia dậy, ta có cách giúp gia đình này rồi. chú tư hơi bất ngờ nhưng không hề nói gì mà chỉ đứng dậy đi lại phía giường của hai vợ chồng, đứng bên ngoài lớp mảnh chú tư gọi. anh chị chủ nhà ơi, anh chị chủ nhà ơi. ông chồng như đã bị đánh thức liền nhớ mắt quay ra, ông chồng nói có, có chuyện gì vậy? Chú từ đáp. Thầy tôi nói, gia đình anh chị mau dậy đi, thầy đã có cách giúp gia đình rồi. Ông chồng nghe xong thì bật ngay dậy, cánh tay vỗ vào vai bà vợ mà gọi. Mình, mình ơi, dậy đi, thầy có cách giúp gia đình mình rồi. Bà vợ cũng mơ màng tỉnh dậy, hai vợ chồng sau đó cũng đánh thức đứa con nhỏ, rồi cả gia đình đi lại, ngồi đối diện với thầy trò, thầy Kha nhìn hai vợ chồng thầy kha hỏi tôi đã có cách giúp gia đình bây giờ mặc dù trời vẫn còn rất tối nhưng lại là thời điểm thích hợp vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn dạ dạ hai vợ chồng cúi đầu lắng nghe thầy kha hỏi tiếp nhà anh chị có muối trắng chứ bà vợ đáp dạ nhà chúng con có à? thầy ạ thầy kha gật đầu vậy phiền chị lấy cho tôi xin một bát lớn muối trắng Bà vợ cúi đầu rồi ngay lập tức đứng dậy đi lấy muối trắng theo lời thầy Kha. Chỉ một hướng, bà vợ đã quay lại với một bát lớn muối trắng. Thầy Kha nhận lấy rồi nhìn hai vợ chồng nói Anh chị, dẫn đứa bé lại đây giúp tôi. Dứt lời thì thầy Kha đứng dậy bước tới chính giữa cửa căn phòng tối. Hai vợ chồng cùng chú Tư cùng lại theo. Cách chừng lối vào hai bước, thầy Kha nói để đứa bé ngồi đây là được rồi. Đứa nhỏ vẫn như người mất hồn, nhưng lúc này nó cũng chịu nghe theo lời bố mẹ nó. Thằng bé ngồi xuống, ánh mắt lờ đờ trắng đục, nhìn vào khoảng tối trước mặt. Thầy Kha đã thấy ổn, liền ra hiệu cho ba người, rời ra xa một chút. Sau đó thì ông lấy muối trắng, rắc xung quanh đứa nhỏ, tạo thành một vòng tròn. Còn lại một ít thì thầy Kha lại rắc lên ranh giới giữa hai căn phòng Xong rồi, thầy Kha đi lại bàn, rồi cầm những thứ mình đã sắp sẵn và quay trở lại chỗ cũ. Hai bên lối vào, thầy Kha thắp sáng hai ngọn nến. Tiếp đó ông thủ thế, rồi lùi lại một bước. Lá bùa được thầy Kha cầm dọc theo cánh tay, rồi kết ấn, dơ vẻ trước mặt. Đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền lại, thầy Kha bắt đầu đọc những câu chú khó hiểu. Lá bùa bốc cháy, Thầy Kha ngay lập tức điều khiển lá bùa đang cháy bay xuyên vào buồng tối. Điều này khiến cho ba người khác trong nhà vô cùng kinh ngạc. Lá bùa bốc cháy lơ lửng trong căn phòng tối được một hồi ngắn thì chợt tắt. Thầy Kha cũng từ từ bước tới và đi vào bên trong căn phòng. Nhưng khi vừa đặt chân qua ranh giới, thứ xuất hiện không phải là căn phòng tối mà trông giống như là một thế giới khác, mơ hồ, kỳ ảo. Chẳng những vậy, bao quanh bây giờ còn là những bóng trắng, bóng đen lượn lờ. Thầy Kha dường như không quan tâm tới những thứ đó. Ông đã mắt như tìm kiếm điều gì đó. Bất giác, có một bóng đen từ đâu lại vụ tới. Tuy rằng đã già, cũng như pháp lực suy giảm, nhưng thầy Kha vẫn phản ứng rất nhanh nhạy. Ông né tránh rồi, giơ bàn tay đã được về ấn ký của mình, về hướng bóng đen. Một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên rồi chập tắt, khiến bóng đen ấy biến mất thầy kha sau đó lại hạ tay xuống rồi từ từ bước đi ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm kìa hình dáng mơ hồ của bóng đen ông đã thấy bên cạnh đứa nhỏ đang xuất hiện trước mắt của mình thầy kha lúc này cũng không vội vàng mà còn rất bình tĩnh đi tới chỗ của bóng đen ấy khi cả hai đã tới gần nhau thì bóng đen đã phát hiện ra sự xuất hiện của thầy kha cô ta ngay lập tức đi đến tấn công nhưng đã bị thầy Kha dùng ấn ký và ngữ chú áp chế. Cuộc đụng độ này rất nhanh khiến cho những bóng đèn trắng khác để ý tới. Tưởng chừng như thầy Kha sẽ phải đấu một trận lớn nhưng không. Những bóng đen, bóng trắng ấy dường như không quan tâm tới cuộc đụng độ này. Thầy Kha cũng không còn cảnh giác với xung quanh mà đọc chú mỗi lúc một lớn hơn. Bóng đèn cô gái ấy Lúc này đang quằn quại đau đớn, ánh mắt vô hồn của ma quỷ lúc này cũng làm cho thầy Kha dừng tay. Nhìn bóng đen cô gái đau đớn, thầy Kha khom người xuống rồi nói: "Linh hồn của cô đã bị tôi khống chế. Giờ tôi sẽ cho cô một canh giờ để đem phần hồn cô đã bắt trả lại cho đứa nhỏ." Nói dứt lời, thì thầy Kha đứng thẳng rồi chậm rãi bước quay trở lại nơi cánh cổng đặt chân ra bên ngoài, ông đã quay lại hiện thực. Mọi người thấy thầy Kha quay lại, thì sắc mặt ai nấy cũng lo lắng chạy lại. Tuy nhiên thầy Kha giơ tay chặn lại, ông chậm rãi nói. Mọi người hãy cứ ngồi đó, đừng ai lại gần đây cả. Tất cả lùi lại và quay lại chỗ cũ. Thầy Kha bây giờ cũng ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, trở ra khỏi cánh cổng, sức lực thầy Kha cũng khá yếu. Tuy vậy ông vẫn cố điềm tĩnh, nhìn đứa nhỏ rồi mỉm cười nói nhỏ. Sẽ không sao đâu, cháu bé. Không gian căn nhà cứ chìm trong sự lo lắng như vậy suốt một giờ đồng hồ. Thầy Kha bao giờ cũng chăm chăm hướng về phía bóng tối trước mặt. Có thứ gì đó lao nhanh tới, ngay lập tức đứa nhỏ ngất đi. Hai vợ chồng sắc mặt biến sắc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không dám chạy lại. Thầy Kha quay lại nhìn hai vợ chồng, ông gật đầu nói, Đứa bé không sao rồi Anh chỉ lại đỡ cháu rồi Cho lên giường Nằm nghỉ ngơi đi Thầy Kha quay lại Ông đan tay chuẩn bị làm gì đó Thì lại dừng lại Từ trong cánh cửa màu đen Bóng đèn cô gái đó bước ra Cô ta không nói gì Mà chỉ quỳ xuống trước thầy Kha Sau đó từ dưới nền đất hiện lên Những dòng chữ ngoạch ngoạc Giúp chúng tôi giải thoát Bóng đèn cô gái cũng mở dần và biến mất. Thầy Kha hơi đơ ra một chút, nhưng rồi ông cũng lấy lại vẻ điểm tĩnh của mình. Đàn tay lên trước mặt, thầy Kha lầm bầm một hồi, hai ngọn nến cũng phổ tắt. Căn phòng lại chìm vào một màu đen u ám. Tới khi trời sáng, đứa bé bây giờ cũng đã tỉnh lại. Nó ngay lập tức ngồi phát dậy và trở về vẻ tinh nghịch vốn có của một đứa trẻ. Nhìn đứa bé, mọi người ai đấy cũng đều nở một nụ cười hạnh phúc duy chỉ có thầy kha là vẫn còn có chút gì đó khó nói giúp chúng tôi giải thoát thầy trời cũng sáng rồi chúng ta đi khỏi đây chứ những hình ảnh về dòng chữ của cô gái kia liên tục xuất hiện khiến thầy kha chẳng để ý tới câu nói của chú tư lặp lại câu nói tới hai ba lần thì thầy kha mới giật mình ông đáp để ta suy nghĩ đã dứt lời thì ông đứng dậy đi ra bên ngoài. Ánh sáng của buổi nắng sớm chiếu tới làm cho Thầy Kha nhớ lại khung cảnh tối qua khi mình bước vào một thế giới khác. Không lẽ... Thầy Kha vội vã đi thẳng vào bên trong. Ông không để ý tới mọi người mà đi luôn vào căn phòng tối kia. Điều này khiến cho ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên mà chạy lại hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy thầy? Chẳng lẽ chuyện này chưa xong sao hả thầy? thầy kha không trả lời ông từ từ ngồi xuống rồi lấy bàn tay của mình đặt xuống dưới nền đất căn nhà đôi mắt nhắm lại đôi mắt từ từ hé mở nhưng lại mang điều gì đó thoáng buồn có lẽ là do hành động vừa rồi thầy kha đã cảm nhận được một điều gì đó đau thương lắm ông đứng dậy đi đến cửa phòng một lần nữa thầy kha lại ngồi xuống ông nhìn hai vợ chồng rồi hỏi tôi không biết nơi đây trước đây xảy ra chuyện gì nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì dưới nền ngôi nhà này được chôn rất nhiều xác người hơn nữa còn bị một ai đó dùng bùa phép chấn niệm lại khiến cho linh hồn của những người chết ở đây không thể thoát ra được thầy kha trùng mắt nói tiếp tối ngày hôm qua tôi đang nghĩ nơi này là một cánh cửa có thể đi vào thế giới âm nhưng không phải thứ tôi bước vào chỉ là trận pháp giam giữ các linh hồn Linh hồn cô gái kia đã tan biến để báo cho tôi họ cần sự giúp đỡ. Lúc đó tôi không hiểu sao, cô ta lại tan biến khi bước qua cánh cổng, nhưng giờ thì tôi đã hiểu, đó là do trận ểm giảm giữ linh hồn chưa hề bị phá. Hai vợ chồng nghe xong thì chẳng dám tin vào tai mình nữa, chẳng nhẽ nửa đời người họ đã nằm trên một đống xác chết hay sao? Người vợ run rẩy nói lắp bắp: "Không không có chuyện đó đâu thầy. Ông chồng cũng xua tay. Nếu có người chết hơn nữa, nhiều vậy thì trước đó nhà con phải biết chứ. Vợ chồng anh chị có thể không tin. Tôi cũng không có ý đảo cái nền nhà này lên để chứng minh. Nhưng anh chị hãy nhìn vào chuyện vừa xảy ra với đứa con của mình. Những linh hồn sẽ vẫn luôn ở trong nhà anh chị nếu như họ không được giải thoát. Thầy Kha nhìn hai vợ chồng chậm rãi nói. Thấy thầy Kha nói cũng có lý, Ông chồng đáp lại. Nếu nói như vậy thì chỉ cần phá chất yểm thì gia đình con có thể trở lại cuộc sống bình thường phải không ạ? Thầy Kha nhìn hai vợ chồng, ông có điều gì đang khó nói trong lòng thì phải. Chú Tư nhận thấy điều đó liền lên tiếng. Chẳng lẽ thầy không phá được Chất yểm này hay sao thầy? Thầy Kha vẫn im lặng, một lúc sau mới cất giọng. Nếu tôi đoán không nhầm, loại bùa yểm này đang được chôn tại bốn góc của căn phòng này, và một lá được trồn chính giữa cánh cửa đi vào. Chúng ta chỉ cần đào lên và đốt đi năm lá bùa này là được. Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của ngôi nhà này. Chính vì vậy... Hai vợ chồng sau khi nghe những lời thầy Kha nói thì im lặng, không nói lời nào. Cả hai hướng ánh mắt về nhau như đang trao đổi. Một hồi trôi qua, ông chồng đi xuống cạnh thầy Kha, ánh mắt vô lo, ông chồng nói. Chỉ cần gia đình con luôn khỏe mạnh là con vui rồi. Con giàu hay nghèo, tốt hay xấu thì cũng đều có thể thay đổi được. Hơn nữa nếu những linh hồn này đang bị giam giữ đúng theo lời thầy nói thì quả thật họ rất đáng thương. Họ đáng được giải thoát. Thầy Kha nhìn hai vợ chồng. Ông vui mừng vì họ đã không nghĩ tới vận khí của gia đình mà chấp nhận giúp đỡ những linh hồn cho họ có con đường giải thoát. Thầy Kha mỉm cười nói Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ông chồng nghe vậy thì chạy ngay ra bên ngoài rồi cầm theo cây thuồng đi vào. Chống cây thuồng xuống mặt đất, ông chồng hỏi Đào những vị trí nào đây thầy? Con muốn tự mình làm việc này. Thầy Kha gật đầu, ông đi một vòng xung quanh căn phòng. Tới các góc ông lại ngồi xuống và chạm nhẹ tay xuống nền đất. Quay trở lại chỗ người chồng, thầy Kha mỉm cười nói Tôi đã đánh dấu các điểm, anh đào sâu hài tấc sẽ tìm thấy thứ cần tìm sau khi đủ năm lá bùa chỉ cần đem đốt cháy hết là được ông chồng gật đầu rồi ngay lập tức đi tới các điểm thầy kha đánh dấu thầy kha lúc này cũng quay người và đi tới chỗ chiếc túi tay nải của mình đang đặt trên ghế chú tư lúc này cũng bỏ việc quan sát người chồng mà đi cùng thầy cả hai cùng đeo lên tay nải của mình sau đó quay lại chỗ của hai vợ chồng thầy kha nhìn hai vợ chồng nói ở đây cũng không còn việc gì nữa. Thầy cho tôi xin phép tạm biệt gia đình. Người chồng dừng tay, giọng nói níu kéo. Thầy, thầy giúp gia đình con như vậy mà chúng con chưa báo đáp gì. Hay thầy cố ở đây để gia đình con làm bữa cơm cảm tạ. Bà vợ nhìn đứa con đang chạy nhảy ngoài sân cũng lên tiếng. Không có thầy thì đứa bé nhà con chẳng biết làm sao nữa. Mong thầy ở lại nghỉ ngơi thêm để gia đình con làm mâm cơm cảm ơn thầy. Thầy Kha xua tay mỉm cười. Anh chỉ có lòng như vậy, tôi xin nhận. Nhưng chúng tôi còn có việc khác quan trọng phải làm. Quay lại nhìn chú Tư, thầy Kha tiếp. Chúng ta đi thôi. Hai thầy trò chào gia đình một lần nữa, rồi sau đó cũng ung dung rời đi. Đi được một đoạn xa khỏi ngôi làng, thầy Kha mới chậm lại và đưa tay lên bấm đột. Người chết có thể không làm hại được người sống, nhưng linh hồn của họ thì có thể làm được điều đó nghe thầy kha nói lẩm bẩm chú tư quay ngoắt sang hỏi sao thầy lại nói vậy ạ à? thầy kha mỉm cười rồi ung dung tiến về phía trước ông thở dài rồi nói thứ trò thầy trò ta tiếp theo không biết là ma quỷ hay là lòng người đây câu chuyện tiếp diễn chuyến hành trình tiếp theo của thầy kha và chú tư để kết thúc được lời nguyền đã nguyền rủa nhiều đời truyền nhân của môn phái thầy kha và chú tư khó lòng mà dừng lại hành trình lang bạt này của mình sau nhiều tháng trời lưu lạc khắp các tỉnh miền núi cả hai thầy trò cũng chẳng có chút manh mối trốn rừng thiêng nước độc hai thầy trò không tìm kiếm được gì thì cũng đi nơi khác ngay chứ chẳng ở lại và trong chuyến đi lần này cả hai đã dừng lại tại một thôn làng nằm ở miền đồng bằng bắc bộ có dòng sông phổ sa chảy qua xuôi ngược Thầy Kha với chú Tư đặt chân tới ngôi làng thì trời bây giờ cũng đã tối. Nhìn lác đác chỉ có vài hộ dân đơn lẻ sinh sống. Trên con đường trải dài vắng vẻ, chú Tư nhìn thầy Kha nét mặt không được vui và nói. Trời cũng đã tối rồi, quanh đây con thấy cũng chỉ có vài hộ dân sinh sống thôi. Hay là giờ con với thầy tới đó để xin nghỉ nhờ đêm nay? Cuộc sống vốn dĩ trước nay đều buôn ba như vậy, thầy Kha cũng không nói gì mà chỉ gật đầu coi như là đồng ý cả hai đi quá lên một đoạn cũng thấy ngôi nhà còn sáng đèn dừng chân lại ngoài cánh cổng được làm bằng hàng rào tre chú tư cất tiếng gọi lớn trong nhà có ai không ạ à? câu nói vừa kết thúc ánh đèn trong nhà cũng tắt rụp điều này khiến cho hai thầy trò nhìn nhau tỏ ra điều vô cùng khó hiểu nhà có chú tư toàn gọi lại lần nữa thì thầy Kha lên tiếng ngăn lại. Nhà người ta cũng đã tắt đèn rồi, còn không cần gọi nữa, kêu họ lại cảm thấy bị làm phiền. Dạ. Chú Tư ậm ực đáp, sau đó cả hai thầy trò lại tiếp tục tìm đến trước cổng một ngôi nhà khác. Trong nhà có ai không ạ? À? Chú Tư gọi lớn, nhưng rồi ngay lập tức, ánh đèn mập mờ đang cháy bên trong nhà cũng ngay tức thì được thổi tắt đứng trước sự thở ơ không quan tâm của những người bên trong nhà hai thầy trò trong lúc đang thất vọng thì thấy có một mái tre nhỏ ven đường thầy kha mỉm cười chỉ vào chỗ có mái tre rồi nói Còn đừng buồn nữa chắc họ cũng đều có lý do cả nhìn chỗ kia xem so với chốn núi rừng thì ta nghĩ cũng tốt hơn rất nhiều thầy kha vừa nói tay vừa hướng tới chỗ mái tre bé nhỏ dạ chú tư đáp lại lời thầy kha sau rồi cả hai người cùng đi lại chỗ mái tre đó. Ngồi dưới lớp mái lá lợm chậm, chú Tư cao mày, giọng nói có phần tức giận. Người dân ở đây sao vậy thầy nhỉ? Hãy mình vừa gọi xong một cái là tắt đèn. Trong nhà cũng trở nên im lặng, không chút phản hồi. Chẳng nhẽ họ lại nghĩ mình là ăn cướp hay sao? Thầy Kha lắc đầu nói. Ta cũng không rõ. Ta cũng không nghĩ bản tính người dân nơi đây lại thờ ơ tới như vậy đâu. Có thể rằng họ đang sợ hay trốn tránh một điều gì đó. Dù sao tối nay chúng ta có chỗ này nghỉ ngơi là cũng tốt lắm rồi. Đợi tới sáng mai, chúng ta sẽ vừa đi vừa tìm hiểu thử. Chú Tư trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng nghe thầy nói vậy thì thôi cũng đành bỏ qua. Thầy Kha thấy chú Tư không nói gì nữa thì cũng im lặng. Đối với một người già thì quãng đường di chuyển suốt một thời gian dài cũng khiến cho ông mệt mỏi thầy kha thả lòng người rồi thu ghế tựa ngồi thiền ánh mắt ông vô lo cũng từ từ khép lại chú tư nhìn thầy cũng chẳng dám làm phiền chú nhẹ nhàng cởi túi của mình rồi lấy ra cây đèn măng sông mang theo tiếp đó là một quyển sách đã cũ mà thầy kha đã đưa cho chú tư nhiều ngày về trước dưới ánh đèn mập mờ chú tư chăm chú lật đọc từng trang sách có những trang giấy chú tư dừng lại hồi lâu suy nghĩ, sau đó lại gập góc của trang sách lại rồi lật trang tiếp theo. Có thể những chỗ như vậy chú không hiểu và gặp lại để ngày hôm sau có thể hỏi lại thầy Kha. Chú từ chăm chú đọc như vậy rất lâu, cho tới khi bao quanh chẳng còn âm thanh nào nữa thì chú mới gặp cuốn sách lại. Ánh đèn ngay sau đó cũng được chú từ dập tắt. Không khí bây giờ cũng u ám khác lạ, trời đang tiết tháng 7 nhưng lại xuất hiện mưa phùn sương đêm từ đầu bà phủ xuống khiến dễ nhầm tưởng đây vẫn là đang tháng hai âm lịch ngồi khép vào một góc chú tư cũng chẳng bận mà để ý tới những chuyện xung quanh từ trong đêm tối những âm thanh kỳ lạ văng vẳng chẳng biết từ nơi nào xuất hiện những âm thanh vang vọng là vậy nhưng cả thầy kha và chú tư đều chẳng biết có thể hai người họ đang ngộ rất say tiếng gà gáy quen thuộc nơi làng quê vang lên báo hiệu một ngày mới đã tới trời vẫn còn tờ mờ hai thầy trò bây giờ cũng chuẩn bị rời đi nhìn con đường đất gồ ghề mà đã có đông người qua lại chú thư nói dân làng ở đây họ dậy sớm thật hay thầy nhỉ thầy kha mỉm cười đáp cũng sắp tới mùa vụ rồi chắc họ đi sớm như vậy để chuẩn bị việc đồng áng con ạ à? dạ Hai thầy trò không ai nói gì nữa. Những cơn gió nhẹ của buổi sáng sớm mang theo hương thơm mùi lúa chín. Những tia nắng nhẹ vô tình chiếu tới khiến cho hai người cảm thấy thoải mái vô lo. Cảnh vật con người nơi đây sau lại thấy yên bình, vô ưu tới lạ. Nhưng ngồi tại đó chưa được bao thì lại bị những người qua đường nhìn với ánh mắt kỳ thị khó hiểu. Hai thầy trò chẳng ai bảo ai cả hai đeo lên tay nải rồi rời đi trước những ánh mắt khác lạ cả hai men theo con đê được một đoạn ngắn thì tới cổng của một ngôi làng nhìn vào hai cây cổ thụ bám chặt lấy lớp mái ngói kín màu rêu xanh thầy kha lên tiếng ngôi làng này chắc cũng phải có từ lâu đời lắm rồi đấy con ạ à. chú tư gật đầu đáp vâng nhìn hai cây cổ thụ này con nghĩ cũng phải vài trăm năm rồi đấy thầy ạ à. xung quanh lúc này cũng đang có rất nhiều người qua lại giống với đám người ngoài kia. Ai nấy họ cũng đều chăm chăm nhìn về phía hai thầy trò bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Chú Tư cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn của người dân xung quanh. Quay người muốn đi tới chỗ của một ai đó rồi hỏi, thử thì bị thầy Kha giữ tay lại. Còn định đi đâu vậy? Phía trước có một sạp nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi, sư hỏi xem thử. Dù sao ta với con giờ cũng đang là người lạ tới đây. Chú Tư nhìn theo ánh mắt của thầy Kha. Dạ vâng, tại con thấy người dân nơi đây họ cứ sao sao ấy thầy, nên muốn hỏi thử. Chứ họ cứ nhìn mình như kiểu là trộm cắp ấy. Điều này con cũng khó chịu. Chú Tư thả lỏng người và cùng thầy Kha đi về phía cái sạp nhỏ trước mặt. Cả hai đi lại cái sạp nhỏ. Bà chủ quán thấy hai người lạ mặt thì ánh mắt cũng không khác những người vừa nãy là mấy. Tuy nhiên không thể vì vậy mà tự đạp đổ lấy bát cơm của mình bà ấy nhanh chóng vui vẻ mời hai người ngồi rót cho hai thầy trò chén nước sau đó cất giọng hỏi hai thầy trò là người vùng khác tới đây sao chú tử đáp dạ vâng hai thầy trò tôi là người nơi khác qua đây bà bán nước hỏi tiếp thế hai người tới đây là thăm bà con hay là qua đường vậy nhập lấy ngụm nước đáp dạ thầy trò chúng tôi chỉ là đi ngang qua làng thôi ạ à ừm um, vậy à Bà bán nước ậm ờ sau đó cũng chẳng hỏi thêm lời nào nữa. Thầy Kha cũng lặng im. Ông đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó nhấp một ngụm nước rồi lên tiếng. Tôi là người qua đường, nhưng thấy người dân ở đây rất kỳ lạ. Mạn phép bà có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Bà bán nước nhìn thầy Kha, ánh mắt bà ta như đang thăm dò hai thầy trò. Dạ, có gì thầy cứ hỏi đi ạ. Bà bán nước chẹp chẹp miệng đáp Thầy Kha đặt chén nước xuống bàn mặt mục dưỡng. Ông nhìn bà bán nước rồi chậm rãi nói: Chẳng là thầy cho tôi khi tới đây thấy người dân quanh vùng này cứ có gì đó không mấy thiện cảm với người bên ngoài, cảm giác họ như lo lắng sợ hãi gì đó với những người tới đây. Tôi cũng tò mò mới hỏi vậy, nếu như có gì không phải mong bà đừng để bụng. Thầy Kha thấy bà bán nước hơi chậm lặng thì không hỏi nữa mà chữa lời. Sau câu nói của thầy Kha, bà bán nước nhìn ông chăm chăm, nhưng không phải là tức giận. Ánh mắt bà nhìn thầy Kha có phần buồn bã. Sau một lúc, bà ấy mới tỏ giải đáp. Ây dạ, nhìn hai thầy trò hiền lành, nên tôi cũng chả giấu. Hơn nữa tôi nhìn thầy cũng giống mấy thầy bói, kể ra biết đâu thầy lại giúp được. Tôi cũng trong cái nghề này, được cả cái đời rồi. Nếu như có khó khăn gì, bà cứ kể cho thầy trò tôi nghe. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Thầy Kha gặng hỏi bà bán nước. Bà bán nước thở dài. Ây, chuyện là một tháng giờ lại đây. Mấy bà con trong làng chúng tôi chả biết đi sớm về khuya thế nào mà trông thấy ma với quỷ mới chết chứ. Chẳng những chỉ có vậy. Một tháng trước đây, làng chúng tôi lại còn có cả người chết sống dậy nữa. So với mấy chuyện gặp ma gặp quỷ, thì tôi thấy chuyện này còn gây hơn nhiều. Nhưng mà lại chẳng ai thèm quan tâm đến. Mà... Cái chuỗi từ đợt đấy đến bây giờ cũng chả có gặp nữa, nên cũng chả rõ ra làm sao. Còn đang kể chuyện, thì bà bán nước quay ngoắt đi hướng khác rồi nó lớn. Nhà lại mất trộm hay sao? Thầy Kha và chú Tư giật mình, hai người quay sang thì thấy người nhà bên cạnh đang đứng ngoài cửa nhăn nhó. Chả bố nhà nó nữa chứ, việc đồng áng đã trả tới đâu rồi, nhà có còn mấy con gà con qué Đẻ trứng cho thằng cô con nhà em nó ăn Thế mà thằng mà mẹ nào nó ác ôn trộm sạch bác ạ. À. Giờ còn mỗi cái xác như thế này đây. Em ra đây cho nó thấy, rồi nó bắt mẹ nó cả em đi cho đỡ khổ. Bà bán nước lắc đầu ngao ngán, quay lại nói. Đấy thầy ạ, à, trộm cắp sẽ mất mùa. 12 tháng trước, cánh đồng vẫn còn xanh mướt. Ai cũng trông ngóng vụ này được mùa. ấy vậy mà, đổi một cái, bao nhiêu là việc đèn đội ập đến. Thầy Kha thở dài đồng cảm, Chú Tư lên tiếng hỏi. Thế nhiều chuyện diễn ra khó hiểu như vậy, chẳng nhẽ dân làng vẫn ngồi yên như thế này được sao cô? Bà bán nước ngay lập tức phản bác. Tất nhiên là phải có chứ. Trong vùng chúng tôi, có ông thầy bói, thầy cũng nào, cũng nhờ vả hết cả rồi. Nhưng mà các thầy đều chỉ làm lễ qua loa, rồi nói cho xong việc. Chứ thật ra, đâu lại vẫn hoàn đấy. Chúng tôi cũng làm hết khả năng của mình rồi, nhưng mà chả có cách nào. Nên giờ, thân ai nấy lo, cứ thấy người lạ qua hay tới đây đều nghi ngờ né tránh như vậy đấy. Bà bán nước lại đánh ánh mắt, nhìn thầy Kha, bà ta hỏi, Thầy, thầy, thầy có giúp được chúng tôi không? Thầy Kha mỉm cười đáp, Giúp được hay không, thì tôi không chắc chắn, nhưng dù sao cũng đã tới đây, tôi cũng không thể lặng lặng mà bỏ đi được. Bà bán nước nói, Vậy, để tôi dẫn thầy tới nhà bác Dũng, bác ấy là trưởng thôn chúng tôi, cũng là người rõ nhất về tình hình trong làng bây giờ. Mấy ngày này, không thấy bác ấy đi lại, chắc cũng hết cách rồi. Giờ tôi dẫn thầy đến, chắc bác ấy cũng mừng lắm. Thầy khá mỉm cười. Cô chỉ cần chỉ giúp tôi, nhà ông ấy là được rồi. Cô đừng bán quán nước thế này, để cô dẫn đi thì cũng thấy làm phiền. Bà bán nước nghe vậy thì xua tay. Ôi dạo, cô từ sáng tới tối, cũng có bán được cái gì đâu. Thầy cứ để tôi dẫn thầy đi, dẫu sao có thêm người làng đi cùng thì mọi người cũng không để ý này nọ. Thầy Kha đứng trước sự nhiệt tình của người đàn bà này thì cũng đồng ý. Bà lấy cái vải dựa đậy lên chỗ đồ hàng lẻ tẻ rồi sau đó dẫn hai thầy trò tới nhà ông Dũng trưởng làng. Trên đường đi, chú Tư hỏi nhỏ thầy Kha. Người chết sống dậy, khó tin thầy nhỉ? Thầy Kha mỉm cười rồi đáp. Trong cuốn sách mà ta đưa cho con, có nói tới việc này đó. Còn cứ từ từ mà tìm hiểu, hơn nữa, con quỷ trên hòa bình đó cũng gần giống như vậy đó thôi." Tư gãy đầu đáp, Ồ, "Vâng." Cả ba vẫn đang trên đường làng thì người đàn bà dừng lại, bà bắt chuyện với một người phụ nữ bên đường. Câu chuyện có phần căng thẳng, thầy Kha với chú Tư đứng sau cũng không làm phiền mà chỉ lặng lặng chờ đợi bà ta nói xong chuyện. Một lúc trôi qua bà ta quay lại chỗ hai thầy trò đang đứng, gương mặt ái ngại nói: Ê chết thật Nhà tôi lại đang có chuyện Giờ tôi phải về gấp Hai thầy trò cứ thẳng theo con đường này Đi lên một đoạn nữa Thấy nhà nào trồng cái bụi trúc to um sùm trước cửa Là đây là nhà bác Dũng đấy ạ Thầy khá mỉm cười gật đầu nói Cô có việc Thì cứ về trước đi Cô như vậy cũng đã nhiệt tình lắm rồi Chúng tôi cảm ơn Dạ vậy, vậy tôi về trước thầy ạ Bà ta nói rồi tức khắc chạy ngược lại Nhìn theo bóng người phụ nữ Chú Tư lắc đầu nói Bảy làm gì mà vội thế thầy nhỉ Thầy Kha đáp Chuyện gia đình người ta Mình cũng chẳng thể biết được Chúng ta đi tiếp thôi Quá bộ theo lời chỉ dẫn của bà bán nước Thêm một quãng ngắn Thì cả hai cũng tới được nhà ông Dũng Còn đang đứng bên ngoài Chưa lên tiếng gọi cổng Thì từ trong nhà đã có con chó mực rất to Chạy ra sủa kêu inh ỏi Im, im Chú Tư giật mình nhìn con chó mực mà nạt. Ai gọi cổng nhà tôi đấy? Bên trong nhà có giọng nói nói vọng ra. "Cho hỏi, có phải nhà ông Dũng không ạ?" À? Thầy Kha cất giọng nói lớn vọng vào bên trong. Không thấy có tiếng trả lời, bên trong nhà từ từ xuất hiện người đàn ông chạc tuổi đi ra. Ông Dũng ra tới cổng thì quát con chó mực im lặng, sau đó nhìn hai thầy trò rồi hỏi. "Hai ông cháu đây là?" Thầy Kha mỉm cười đáp hai thầy trò tôi là người vùng khác qua đây chẳng giấu gì ông chúng tôi vừa ngồi nghỉ ngơi ở đầu làng thì cũng nghe loáng thoáng được chuyện làng ta đang gặp làm trong cái nghề quỷ thần này cũng cả đời người tôi cũng muốn xin ở lại đây để giúp cho dân làng ông dũng mở cổng gương mặt vẫn ngơ ngác à, nếu, nếu vậy thì mời hai thầy trò vào bên trong nhà nghỉ ngơi trước đã cả ba người đi vào trong nhà ông dũng rót nước mời hai thầy trò rồi hỏi chẳng hay hai thầy trò từ đâu đến đây vậy thầy kha đáp chúng tôi trên hòa bình mới xuống đây cứ gọi tôi là kha người trẻ tuổi đây là học trò của tôi tên là tư ông dũng nhìn cả hai thầy trò thăm dò mặc dù biết tình cảnh hiện giờ làng đang gặp phải tuy nhiên để hai người lạ mặt ở lại giúp đỡ thì ông dũng cũng có phần đắn đo ông dũng lên tiếng hai người sống xa rồi vậy, chẳng hay sao hôm nay lại có dịp qua đây vậy? thầy Kha đáp: chuyện này kể ra thì rất dài. qua những gì nói chuyện với cô hàng nước vừa nãy, thì tôi biết là ông giờ đã có quỷ ẩn nấp, nếu không diệt trừ sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. ông dũng sau những chuyện xấu liên tục diễn ra thì cũng không còn được như trước. thực ra là những ông thầy lần trước cũng đều nói như vậy nhưng rồi mọi chuyện vẫn ngày một xấu đi vừa nghe thấy thầy kha nhắc tới quỷ thì ông đã lắc đầu thở dài nói ê tôi nói thật với thầy ma quỷ thì tôi cũng nửa tin nửa ngờ thầy đã là người thứ năm thứ sáu tới đây và nó giống y như những người trước như vậy chú tư nóng giận thầy tôi có làm mới đi tới đây để giúp làng các ông ông nghĩ chúng tôi cũng muốn dính vào đây lắm à hễ ông nghĩ chúng tôi đi lừa mấy cái hào lẻ thầy ơi kệ lăng họ đi con với thầy đi thôi thầy kha nhìn chú tư ông tẩm trách ông dũng đầy cũng có lý do để nói vậy có lẽ hành xử như vậy là không được đâu quay sang ông dũng thầy kha nói học trò tôi có sai mong ông bỏ quá trò còn ông không tin lời tôi nói thì tôi cũng không thể ép ông tin được nhưng trước khi tôi đi tôi muốn dặn ông điều này người mà chết cách đây một tháng sống dậy rất có thể là con quỷ đang ẩn náu thời gian đã một tháng hơn nữa còn đang là tháng bảy âm nếu như con để lâu hơn tôi cũng không dám nói ra kết quả nữa nãy giờ cũng làm phiền tới ông rồi chúng tôi xin phép thầy kha cúi chào rồi đeo lên tay nải bỏ đi chú tư cũng bực tức quay người chẳng thèm ngó mặt lại ông dũng ngồi lại một mình trong nhà với đầy suy nghĩ bùa vây cũng chẳng thể trách ông được con trách thì trách mấy ông thầy bói đã lùa ông những ngày trước đó để rồi bây giờ người có thể giúp được cũng làm ông nghi ngờ mà để rời đi rời khỏi nhà ông dũng mà vẫn chưa nguôi sự bực tức nhưng nghĩ lại cũng có lỗi với thầy kha chú tư ngại ngùng nói con nó nhìn từ sáng đến giờ vừa nãy cũng tức quá mới làm như vậy thầy cho con xin lỗi vì đã làm mất mặt thầy thầy kha mỉm cười nói con dù sao cũng vẫn còn trẻ việc bị đả kích hay nhỏm ngó cũng khó kiểm soát nhưng ta có lời này muốn dặn con nếu đã đi trên con đường này thì con lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh bởi vì những người chúng ta giúp chúng ta gặp có người sẽ tin vào những điều chúng ta đang làm nhưng cũng có người không tin vào điều đó mà chê cười nếu như con muốn giúp nhiều người thì phải tự hạ bản thân mình xuống và hơn nữa con phải biết rõ thứ chúng ta đối mặt mỗi khi là gì thầy kha vỗ vai chú tư mỉm cười nói tiếp con đường tu đạo của con vẫn còn dài lắm đi thôi chú tư không dám nói lại vẻ mặt ngại ngùng chú chậm chạp bước sau lưng thầy kha thầy thầy hai thầy trò vừa mới đi tiếp được vài bước thì có tiếng gọi phía sau làm cả hai người ngạc nhiên dừng lại quay lại nhìn thì thấy ông dũng đang hồng hộc trải lại dừng lại trước mặt hai thầy trò ông dũng vừa thở vừa nói tôi biết mình sai vì vừa nãy đã có lời không hay dành cho thầy nhưng mà mong thầy bỏ qua mà ở lại giúp dân làng chúng tôi chú tư thấy bộ dạng ông ta bây giờ thì cũng cười thầm trong bụng nhưng vì những lời thầy kha vừa nói ban nãy nên chú cũng không dám biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài thầy kha nhìn ông dũng sau đó ông mỉm cười nói tôi đâu có lý do gì để trách ông đâu cơ chứ ông đã tin tưởng như vậy hơn nữa để chắc chắn hơn về những gì tôi nói ông có thể dẫn tôi tới nhà người đã chết ấy để xem xét qua được không dạ chẳng giấu gì thầy cái người chết đi mà sống lại ấy cũng là họ hàng với tôi cả sự việc nó sống lại ngày hôm ấy cả tôi cũng chứng kiến giờ nghĩ lại tôi cũng thấy có chút dùng mình thầy ạ à. Ông Dũng nhăn mặt nói Thầy Kha nghe vậy Thì cũng muốn hỏi rõ hơn Rồi sẽ tới đó sau để tìm hiểu Thầy Kha nói Vậy ông có thể kể qua Ngày hôm đó cho tôi nghe có được không Đứng dưới tán lá trên con đường làng Ông Dũng chậm rãi kể lại Thật ra Người sống lại ấy là Đứa em họ nhà tôi Nó mắc bệnh nan y cũng được một thời gian rồi Tháng trước thì bắt đầu đổ nặng Rồi qua đời mọi thứ diễn ra trong đám tang vẫn bình thường lắm duy chỉ đến lúc dẫn nó ra nghĩa địa để hạ huyệt thì bắt đầu xuất hiện những sự lạ thầy kha với chú tư vẫn tập trung lắng nghe ông dũng lại tiếp tục kể vừa đặt quan tải thằng khánh xuống huyệt thì trời đang nắng trang trang bỗng dừng chở gió mây đèn thì bắt đầu kéo đến ồn ồn sẻng đất đầu tiên vừa được lấp xuống thì cũng là lúc đám người chúng tôi được một phen hoảng hồn bạt vía trong quan tài, bỗng rừng có tiếng đập mạnh. Tiếp đó là giọng nói của chú Khánh không ngừng vang lên. Đám người chúng tôi khi ấy sợ lắm. Mấy bà phụ nữ đi đường mà sợ quá thì chạy về hết cả. Chúng tôi lúc ấy cũng sợ lắm. Nhưng mà chẳng lẽ nghe thấy giọng chú ấy mà vẫn tiếp tục lấp đất thì không được. Cuối cùng, vài người bảo nhau kéo chiếc quan tài lên, mở nắp cái quan tài ra. Chú ấy cứ như là người khác ấy, sắc mặt còn tốt hơn cả bình thường, chứ chả giống người bệnh. Sau chuyện đó được vài ngày, thấy chuối vẫn bình thường, thì dân làng chúng tôi cũng chẳng còn ai đồn đại hay để ý gì nữa. Hay nói cách khác là họ chẳng còn thời gian phải để ý. Nhà cửa thì mất trộm, đồng áng thì thất thu. Ông Dũng nói một hồi, cũng dừng lại. Ánh mắt trùng xuống, ông Dũng thở dài lắc đầu ngao ngán cái tình cảnh hiện tại. Nghe xong những gì ông Dũng kể lại, Thầy Kha gật đầu rồi điểm tính nói Theo như những gì Hiện giờ tôi suy đoán Thì tôi chắc chắn Người đàn ông tên Khánh ấy Đã trở thành một con quỷ nhập tràng Thậm chí giờ cũng đã rất nguy hiểm Chúng ta phải đi ngay bây giờ Tránh để lâu hơn sẽ hại đến người thân dân trong làng Ông Dũng với gương mặt biến sắc ờ, Nhưng mà Nhưng mà chuối có vợ có con Cuộc sống của họ tôi thấy cũng Chẳng có gì xảy ra cả giờ tự dưng sang e là thầy kha chậm rãi giải, giải thích chính bởi ông ấy của vợ con nên chúng ta mới cần sang bên đó gấp bởi vì khi con quỷ đã chiếm được hoàn toàn thể xác thì vợ con ông ta sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm vậy vậy để tôi, tôi đưa thầy sang dứt lời cả ba cùng bước đi tới nhà ông khánh đất làng quê từ nhà này sang nhà nọ cũng chẳng xa Cả ba người đi được vài bước chân thì cũng tới nhà ông Khánh. Ông Dũng đi lên trước cổng rồi gọi lớn. Chú Khánh ơi! Chú Khánh có nhà không? Lời ông Dũng vừa dứt thì bên trong nhà có tiếng mở cửa. Một người phụ nữ ước chừng gần 40 chạy ra. Chắc hẳn đây là vợ ông Khánh. Vừa mở cổng, bà Khánh vừa hỏi. Bác Dũng hôm nay sang nhà em đấy hả? Ồ rồi cả tháng rồi, rồi mới thấy bác sang đây. Mà thì hai người này là tôi sang đây hỏi thăm chú khánh giới thiệu với cô đây là thầy kha và học trò của thầy ông dũng vừa dứt lời thì cánh cổng cũng mở ra bà khánh sắc mặt bây giờ đưa ra nhìn ông dũng miệng lắp bắp thầy thầy sao lại dẫn đến nhà em làm gì vậy bác ông dũng đáp ờ như cô cũng biết chuyện làng ta hiện giờ rồi đó chỉ là bà khánh tay vẫn bám chắc vào cánh cổng giọng nói có phần khó chịu. Chồng em vẫn bình thường, em cứ nghĩ bác hôm nay có lòng tốt sang thăm chồng em, ai ngờ lại tự dưng dẫn người lạ tới đây rồi nghĩ chồng em nọ kia. Rồi mấy ông thầy lần trước, bác mời về làm lễ cho dân làng nữa, được cái gì đâu mà bác vẫn cứ cố chấp như vậy. Chuyện này hệ trọng, kéo theo sinh mạng của cả người dân trong vùng, mong cô nghĩ tới mọi người mà cho mấy người chúng tôi vào bên trong. Nếu như chồng cô hoàn toàn bình thường, chúng tôi sẽ giỏi đi ngay lập tức bà khánh toàn đóng cổng lại thì thầy kha mới lên tiếng ngăn cản hành động ấy lại cô khánh vô tầm đáp tôi chẳng quen ông chồng tôi vẫn sống tốt chẳng có gì cho ông vào kiểm tra cả ông dũng cũng lên tiếng khuyên cô khánh thôi thì cô đẻ mặt anh nên không có gì bất thường anh sẽ đưa thầy đi ngay mặc dù có chút khó chịu nhưng rồi cô khánh cũng thả lỏng tay khỏi cánh cổng tre mà để mọi người đi vào vào tới bên trong nhà thấy sự trống vắng yên tĩnh đến lạ ông dũng khó hiểu hỏi cô khánh Thế chuỗi đi đâu rồi mà sao nhà cửa lại yên tĩnh như vậy cô khánh nhìn vào buồng trong gian nhà gương mặt có phần đăm chiêu cô đáp ông ấy thời gian gần đây chả biết làm sao mà lại nó hay đau đầu chỉ có đến bữa tiếng ấy mới ra dùng cơ mà thôi thầy kha nghe cô khánh nói nhưng không lên tiếng. Ông đã mắt nhìn xung quanh gian nhà một lượt, rồi lặng lẽ đi gần tới cánh cửa buồng. Dù sao thì cũng để mọi người vào nhà rồi, cô Khánh cũng không cản đại. Thầy Kha giờ ở đây đã cảm nhận được mùi tử khí quen thuộc. Ông cũng đã biết chắc ông Khánh là một con quỷ nhập tràng, chứ chẳng còn phải là con người bình thường nữa. Lặng lẽ quay người đi ra, ông nhìn mọi người, ánh mắt đủ để giải thích tất cả. Thầy thấy sao hả thầy? Chú Tư vẫn ghé sát thầy Kha hỏi nhỏ để biết chắc đáp án. Ông Dũng và bà Khánh giờ cũng chăm chăm ánh mắt như chờ đợi câu trả lời. Thầy Kha nhẹ bước ra bên ngoài, ẩn ý này mọi người cũng hiểu được nên im lặng rồi bước theo phía sau. Ra đến ngoài sân, thầy Kha nhìn mọi người, ông thở dài nói. Người trong căn buồng tối ấy chắc chắn đã hóa quỷ, họ nữa phải diệt trừ nhanh chóng, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người trong nhà và hơn thế là cả dân làng đều sẽ gặp nguy hiểm. Ông Dũng không nói gì vì thầy Kha ngay từ lúc tới đây đã khẳng định nên ông cũng không quan đau buồn. Bà Khánh Ban nãy còn ngăn cản chẳng quan tâm đến xung quanh nhưng giờ thì lại như người mất hồn bà Khánh gạo khóc. Không, tôi không tin. Ông đang lửa chúng tôi phải không? Bà Khánh không kiềm chế nổi cảm xúc lao vào túm lấy áo thầy Kha khóc lóc gào lên. Ông Dũng với chú Tư kéo lại can ngăn. Cô bình tĩnh đã. Thầy Kha cũng hiểu được cái cảm xúc của người phụ nữ này. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để thương hại. Bởi vì chỉ cần chậm trễ thì cái giá phải trả sẽ còn đau xót hơn nhiều. Thầy Kha nói. Tôi biết, sự thật này chỉ khó lòng mà chấp nhận được. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật. Nếu chồng chị, hay nói đúng hơn, là con quỷ kia tiếp tục sống trong gia đình này thì người gặp nạn đầu tiên sẽ là mẹ con nhà chị bà khánh đau đớn ngồi khuỵu sụp xuống nền đất miệng vẫn không ngừng động viên bản thân ông nói dối các người nói dối chỉ vừa mới ban nãy bà khánh còn là một người mạnh mẽ mà giờ đã đổ gục qua một câu nhận định của thầy kha điều này có thể thấy bà khánh có thể cũng đã biết được điều gì đó khác thường từ chồng mình trước đó nhưng đối với một người vợ cảm xúc này ông dũng động viên cô khánh bình tĩnh rồi quay ra hỏi thầy kha vậy sao phải làm cách nào hả thầy thầy kha nhìn ông dũng rồi nhìn người phụ nữ đang suy sụp ông đáp tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy những điều đó đồng nghĩa với việc mọi người chắc không cần tôi phải nói lại nữa chứ ông dũng quay sang nói với cô khánh người trong kia không phải là chú khánh mong cô hãy tỉnh táo để nhận biết được điều này tôi cũng là anh chú khánh nhưng người trong kia bây giờ chẳng phải chú khánh nữa rồi cô hiểu điều anh nói chứ cô khánh không nói gì chỉ ngồi dưới nền sỏi mà khóc lóc đau đớn biết có nói thế nào và lúc này cô khánh cũng khó mà chấp nhận ông dũng thở dài mong cô hãy suy nghĩ anh nghĩ giờ có nói gì chắc cũng không được Thầy Kha giờ mới ngồi xuống cạnh cô Khánh, ông trầm giọng cảm thông nói: "Bà ấy, tôi đứng bên ngoài nhưng mà cũng cảm nhận được mùi tử khí, hơn nữa, đây không phải là của động vật, tôi nghĩ cô cũng đã biết chồng mình của hiện tại trông như thế nào." Thầy Kha lấy trong ngực áo ra lá bùa tam giác rồi rút cho cô Khánh rồi nói tiếp: "Cô và con trai mình hãy dành chút thời gian cuối cùng với ông ấy, đấy cũng là điều duy nhất tôi giúp được cô bây giờ vì chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa nên tối nay chúng tôi sẽ quay lại hy vọng cô lúc đó cũng suy nghĩ thấu được chuyện này thầy kha nói xong thì cũng quay người bước đi luôn chứ chẳng ngoảnh mặt lại ông dũng và chú tư thấy vậy thì cũng động viên đỡ cô khánh ngồi dậy rồi đuổi theo sau đi lên tới nơi ông dũng hỏi tối nay cô ấy vẫn không đồng ý thì làm sao hả thầy Chú Tư cũng đồng câu hỏi. Đúng rồi, nếu bà ta vẫn cố chấp thì sao hả thầy? Thầy Kha lắc đầu đáp. Nếu như vậy, cũng chỉ đành cản quấy ngăn chúng ta lại. Nhưng từ giờ đến khi trời tối, vẫn còn cả nửa ngày nữa. Thời gian như vậy, tôi nghĩ cô ấy cũng hiểu được người ở hai thế giới là hoàn toàn không thể chung sống. Ông Dũng gật đầu thở dài. ấy chết, mãi mê nói chuyện quá mà quên cả giờ cơm nước mong thầy với chú để bỏ qua. Mọi người đi nhanh tôi nào. Ánh nắng trói trang khiến ông Dũng đói bụng mới sực nhớ đã quá cả bữa trưa nhưng vẫn chẳng có lời nói hay đói hoài gì tới người đang giúp đỡ mình. Bởi vậy nên ông mới giật mình mà vội vã xin lỗi hai thầy trò. Về lại nhà ông Dũng, bà Dũng bên trong nhà cũng đang ngồi trước mâm cơm trông ngóng. Mở cánh cổng, ba người cùng nhau bước vào. Thấy chồng mình về với sắc mặt không mấy vui vẻ, hơn nữa lại có hai người lạ về cùng. Bà Dũng ngạc nhiên hỏi. Ông đi đâu mà về muộn vậy? Mà hai ông cháu này là... Ông Dũng thở dài. Thầy đi tên Kha, còn chú trẻ tuổi này tên Tư. Thầy vừa đi xem về, Làm minh lần này có thể qua được kiếp nạn rồi. Bà Dũng là người rất tín, mấy ông thầy trước cũng đều là do bà tìm về. Lần này gặp thầy Kha, tuy đã có tuổi, nhưng bà lại thấy ông có gì đó vô cùng khí chất của bậc cao nhân. Lại thêm chồng bà vui mừng nhận định thì càng thêm kính nể chỉ sau lần gặp đầu. Dạ, con chào thầy. Chồng con đã nói vậy thì thầy chắc cũng phải là người giỏi lắm. Bà Dũng kính trọng nói. Thầy Kha tử tốn đáp. Tôi cũng chỉ là người biết qua chút bói toán chứ đâu có dám nhận là tài giỏi gì đâu. Dạ thôi, mời thầy với chú xuống dùng cơm. Cứ nói chuyện thế này Cơm canh đẻ đấy rồi, lại kinh bu rồi đậu thầy ạ. À? Ông Dũng kính cẩn, đưa tay mời hai thầy trò. "Ôi, cũng phải nói chuyện mà quên mất, dạ mời thầy với chú xuống dùng bữa ạ. À? Bà Dũng cũng kính cẩn mời hai thầy trò. Trong bữa cơm, chỉ thấy có hai vợ chồng, chú thư hỏi. Cô chú ở nhà chỉ có hai vợ chồng thôi sao? Ông Dũng đáp. Thằng con tôi, nó vào trong quân ngũ được cũng được hơn một năm rồi chú ạ nói rồi ông dũng quay sang bà dũng kể lại chuyện vừa rồi tối với thầy sang nhà chú khánh thật không nghĩ chú ấy giờ đã hóa quỷ bà bà dũng nghe chồng mà chút nữa rơi bát cơm còn chưa kịp lên tiếng thì thầy kha đã mở lời trước chuyện này hãy để nói sau để mọi người cho dù tối nay có diệt được con quỷ ấy thì cũng không nên bàn tán quá nhiều đối với mẹ con cô khánh ấy việc phải chấp nhận bật đi người thân một lần nữa sẽ là đau đớn lắm rồi. Dạ vâng, nếu một chuyện làm xong, tôi sẽ đứng ra kêu mọi người giữ im lặng. Ông Dũng ái ngại vì sự vừa nãy nên cúi mặt nói. Mọi người dùng xong bữa thì cũng sang tới đầu giờ chiều. Việc đồng áng đang chưa đâu vào đâu nên bà Dũng chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi xin phép mọi người đi luôn. Còn lại ba người đàn ông trong nhà, ông Dũng nhìn thầy Kha rồi hỏi. Tối này... khi nào sẽ tới nhà chú Khánh về thầy? Thầy Kha điểm tĩnh đáp. Tôi sẽ có dự liệu, để an toàn thì ông nên ở nhà thì hơn. Ông Dũng xua tay đáp. Ê chết, tôi cũng có trách nhiệm với chuyện này. Ai lại để thấy một mình, nhớ mày có làm sao, thì tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con dân làng nữa chứ. Thầy Kha nhìn ông Dũng, thấy được có nói sao chắc cũng không ngăn được, ông chấp thuận. Vậy cũng được, nhưng hai người phải tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn mặc dù chưa biết con quỷ ấy mạnh tới đâu nhưng một tháng đã nhập tràng thì cũng sẽ rất nguy hiểm thầy kha dứt lời thì quay người lấy tay nải của mình ông lặng lặng trước ánh mắt của cả hai rồi lấy ra một cuộn chỉ đỏ sau đó quay sang nhìn ông dũng và nói ông giúp tôi bắt ở đầu được một con gà trống chứ ông giúp ngạc nhiên hỏi để làm gì vậy thầy thầy kha đáp tôi còn dùng máu của gà trống để làm một số việc ông dũng gật đầu rồi ngay lập tức chạy ra vườn nhà may mắn sao vườn nhà ông kín cửa cao tường nên vẫn còn gà để cho thầy kha lấy tiết Tay cầm con gà trống đứng ngoài sân ông dũng gọi chú tư ơi chú ra giúp tôi một tay với chú tư cũng không làm gì nên chạy ra ngay thầy kha còn lại một mình trong nhà ông lấy nghiên mực tàu trong tay nải của mình ra rồi miệt mài đánh mực một lúc trôi qua, ông Dũng với chú Tư cũng cầm bát tiết đỏ tươi của con gà trống vào đưa cho thầy Kha. Thầy Kha gật đầu hài lòng, ông cầm nghiên mực đã nhão nhét, chấm lấy cây bút lông rồi ngoái cùng với tiết của con gà trống. Tới khi bát tiết biến sang màu sẫm, không phải đen, cũng chẳng còn đỏ như máu thì thầy Kha dừng lại. Ông đặt bát nước hỗn hợp xuống mặt bàn, sau đó thả cuộn chỉ đỏ của mình vào đó và cứ ngầm như vậy. Một lúc trôi qua, Ông Dũng với chú Tư cũng cầm bát tiết đỏ tươi của con gà trống vào đưa cho thầy Kha. Thầy Kha gật đầu hài lòng. Ông cầm nghiên mực đã nhão nhét, chấm lấy cây bút lông rồi ngoáy cùng với tiết của con gà trống. Tới khi bát tiết biến sang màu sẫm không phải đen cũng chẳng còn đỏ như màu máu thì thầy Kha dừng lại. Ông đặt bát nước hỗn hợp xuống mặt bàn sau đó thả cuộn chỉ đỏ của mình vào đó và cứ ngâm như vậy. Thấy không còn việc trong nhà nữa, con gà trống mới cắt tiết cũng chưa vặt lông, ông Dũng nói hai người nghỉ ngơi, ông ra làm thịt con gà, chứ không cứ để nó ngoài đó thì hỏng mất. Chú Tư cũng không muốn phiền thầy nên cũng đi ra theo. Hai người một già một trẻ, vừa mới xích mích buổi sáng thì giờ lại cùng với nhau ngồi vặt lông gà. Ngồi trò chuyện, ông Dũng cũng biết thêm được rất nhiều câu chuyện của hai thầy trò. Nhìn vào trong nhà thấy thầy Kha vẫn miệt mài làm làm gì đó trong lòng ông lại càng cảm thấy kính nể, cảm phục với người đàn ông gần đất xa trời này. Ngồi trò chuyện, chú Tư cũng hiểu hơn về con người của ông Dũng. Chú lắp bắp nói, Tôi sáng nay cũng có phần nóng tính, thôi thì chú cũng thông cảm. Ông Dũng đáp, Tôi mới thấy mình có lỗi, nếu như không có tỉnh táo để hai tề trỏ đi mất, thì có khi giờ tôi vẫn còn đang đau đầu mà suy nghĩ chứ. Bên trong nhà, những thứ mà thầy kha chuẩn bị xem chừng cũng đã xong ông nhẹ nhàng đặt lại mọi thứ vào bên trong tay nải của mình rồi cột gọn lại chỉ để trừ lại cuốn sách cổ mà ông vẫn hay đọc cuốn sách mà cả đời ông mang theo ông đã đọc qua nó bao nhiêu lần chẳng thể nhớ nổi nữa thậm chí đã có thể nhớ được mọi thứ bên trong đó nhưng ông vẫn đọc mỗi khi có thời gian bởi vì ẩn sâu trong cuốn sách cổ này có một điều ông vẫn chẳng thể nào tìm ra được Ánh mặt trời mỗi lúc một mờ dần. Bà Dũng bây giờ cũng từ ngoài đồng trở về. Cơm canh giờ cũng đã dọn sẵn. Điều mà lấy ông Dũng bao nhiêu năm bà mới cảm nhận được. Bà Dũng nhìn chồng rồi nói đều. Ấy, ông hôm nay lại xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn đấy cơ à? Cái bà này, nó nghe lạ nhỉ? Tôi ở nhà không có làm gì, thì nấu bữa cơm chứ có gì lạ đâu. Ông Dũng nhớ mày đáp lại. Dùng xong bữa cơm tối thì trời cũng đã tối đen như mực. Thầy Kha nhận thấy cũng là lúc thích hợp. Ông đeo lên tay nải rồi cất giọng. Đi thôi. Ông Dũng quay ra nói với vợ vài lời, rồi cùng hai thầy trò thầy Kha rời khỏi nhà. Không gian bây giờ thanh vắng vô cùng. Người dân nơi đây cũng bởi chuyện đang diễn ra mà nhà ai nấy đều tắt đèn từ rất sớm. Tối nay lại âm rời, chẳng có lấy chút ánh trăng. Cả ba người bám theo nhau trên con đường làng gồ ghề, với ánh sáng từ cây đèn măng sông tỏa ra yếu ớt. Đi trong đêm tối, chú Tư với ông Dũng bây giờ có phần nơm nấp lo sợ. Từ trước cổng nhà chú Khánh, lúc này đã thấy cô Khánh và con trai đứng ngoài cổng chờ sẵn. Điều này khiến cho chú Tư và ông Dũng vô cùng ngạc nhiên. Ông Dũng hỏi, Sợ, sợ, sao cô lại ở đây? Cô Khánh như người mất hồn, chỉ lắc đầu rồi dắt con trai bước ra khỏi cổng. Thầy Kha như đã biết trước sự tình nên không mấy ngạc nhiên. Đợi cô Khánh và con trai đã khuất bóng, ông quay lại nhìn hai người rồi nói. Hai người, ở ngoài cổng này là được rồi. Ông Dũng với chú Tư vâng lời, hai người cũng không quên nhắc thầy Kha nên giữ cẩn thận. Từ từ hạ tay nải xuống, thầy Kha lấy ra cuộn chỉ đỏ đất tẩm máu gà từ chiều rồi cầm chặt trong lòng bàn tay. Thêm với đó còn là hai tấm bùa có mực đỏ với hình thù quái lạ Thầy Kha mở nhẹ cánh cửa và quan sát lại căn nhà một lượt. Sau đó ông mới bước vào. Từ trong căn phòng tối, mùi tử khí vẫn bốc ra nồng nặc. Thầy Kha tay kéo lấy một đoạn chỉ nhỏ, ông từ từ tiến lại. Thầy Kha mở toàn cánh cửa. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ lòm lòm quay ra nhìn thầy Kha. Ngay sau đó là đòn tấn công nhanh như gió từ trong bóng tối tới chỗ của người đàn ông già này nhưng đã thổ từ trước con quỷ vừa chạm tới đã bám ngay phải sợi chỉ đỏ khiến nó ngay lập tức tù tay lại xem chừng chỉ với một sợi chỉ nhỏ nhưng cũng đã khiến con quỷ này cảm thấy đau đớn trong lúc con quỷ chưa có phản ứng thầy kha phóng một lá bùa như một ám khí chạm tới con quỷ nó bất giác gào lên gầm rú bên ngoài chú tư với ông dũng nghe thấy tiếng con quỷ kêu gầm rú thì cũng biết chắc nó đang bị thầy kha hành xử như thế nào Chú thấy sự lợi hại của thầy tôi chưa Chỉ nghe thấy tiếng kêu gầm gừ này Là tôi biết nó sắp tiêu đời rồi Ông Dũng gật đầu Đợi thầy xong việc Phải vào xem thử mới được Trong nhà Kỳ thực thầy Kha giờ này cũng đang vô cùng mệt mỏi để chống đỡ Hai lá bùa mang theo sau khi tung ra Cũng chỉ khiến con quỷ ấy yếu đi Chứ chẳng thể tiêu diệt được nó Chỉ còn cầm trên người cuộn chỉ đỏ Thầy Kha chỉ biết né tránh để có cơ hội Con quỷ lại lao nhanh tới Thầy Kha lần này đã tận dụng được cơ hội Ông dùng hết khả năng của mình Khom người tránh những móng vuốt trực diện Rồi dùng cuộn chỉ đỏ quấn quanh con quỷ đó Bị dính vài vòng chỉ đỏ Con quỷ như bị trói buộc vào một sợi dây điện Cứ thế từ từ Co quắp rồi đổ gục xuống Tới khi cái cơ thể Nằm dưới sàn nhà đen rồi lại Thì thầy Kha mới thở dài nhẹ nhõm Ông mở cửa rồi từ từ đi ra bên ngoài Chú Tư với ông Dũng ngay lập tức chạy lại hỏi Han. Thầy không sao chứ ạ? À? Thầy Kha đưa tay lau mồ hôi rồi đáp. Tôi không sao. Ánh mắt nhìn vào trong nhà thầy Kha nói. Dù sao, đây cũng là xác thịt của ông Khánh. Ông cũng là họ hàng với ông ấy, thì nên gọi mọi người tới để làm lại tang lễ đi. Việc chôn cất với những kỳ tẻ như thế này cũng nên diễn ra càng sớm càng tốt. Ông Dũng đáp. Chuyện này thầy cứ an tâm, thầy cứ về nhà tôi nghỉ ngơi đi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Trước lúc thầy Kha bỏ đi, ông Dũng buột miệng hỏi: vợ cô Khánh ở đây, sao tôi thấy có chút kỳ lạ? Và thầy cũng bình tĩnh như biết trước vậy à? Thầy Kha cười nhạt đáp: Hừ, tôi từng nói từ chiều rồi đó thôi. Thầy Kha nói rồi trong đêm tối bỏ đi. Chú Tư cũng chưa làm được việc gì nên ở lại. Cùng ông Dũng, cả hai lúc này mới từ từ đi vào chỗ cái xác của con quỷ. Nhìn một đống đen thôi trước mặt, ông Dũng lắc đầu ngao ngán. Thật không ngờ, chú Khánh chết rồi, mà vẫn còn phải chịu khổ như thế này. Chú Tư đứng bên cạnh cũng lắc đầu, bởi số phận chứ cũng chẳng lên nói tiếng nào. Sáng ngày hôm sau, cô Khánh vì quá đau buồn nên chẳng thể làm được chuyện gì. Đối với một người phụ nữ phải chấp nhận việc chồng mình hai lần đi chôn thì điều này có thể dễ hiểu. Nhà lại chẳng có anh em ruột thịt nên ông Dũng lấy danh nghĩa trưởng làng. Hơn nữa lại là anh họ đứng ra giúp cô Khánh lo đám tang lần hai này. Việc ông Khánh bị quỷ nhập, bão hại dân làng cũng nhanh chóng đến tai mọi người. Tuy nhiên, người xưa có câu, nghĩa tử là nghĩa tận. Họ cũng dễ dàng bỏ qua mà cảm thông cho vợ con cô Khánh. Ngôi nhà tưởng như đang yên bình, đầm ấm, thì một lần nữa tiếng kèn trống khóc thương lại vang lên nhìn vào cảnh mẹ con cô Khánh đỡ đẫn như người mất hồn mà ai nấy cũng đều rơi nước mắt. Đám tang lần này, thầy Kha cũng có mặt. Ông ở đây để không muốn có chuyện gì xấu diễn ra nữa. Hơn nữa, việc này cũng có lời từ ông Dũng. Đám tang ông Khánh tới gần trưa thì được đưa ra nghĩa địa của làng để chôn cất. Địa điểm chôn cất ông Khánh vẫn là vị trí cũ. Đoàn người vừa ra tới nơi, thầy Kha đã ngay lập tức nhăn mặt lại ông nói với ông Dũng. Không được, không được chôn ở vị trí này, việc này rất nghiêm trọng. Ông Dũng lo lắng hỏi. Sợ sao, sao lại không được thầy, chú chuối đã đưa ra tới tận đây rồi, giờ không hạ ở đây thì hạ ở đâu. Hơn nữa thầy cũng bảo rằng chuối cần phải đưa đi chôn cất sớm cơ mà. Thầy Kha gương mặt câu lại, lời nói chắc như đình đóng cột. Phải rời ngày lại, chôn cất vài ngày, chứ chỗ này tuyệt đối không được hạ. Nơi này giờ đang nhiều người, tôi cũng không tiện nói, Chú Tư giờ mới lên tiếng. Việc này chẳng nhãn nguy hiểm vậy sao thầy? Chứ người chết đã đưa ra tới tận đây rồi. Nếu như quay lại thì cũng không đúng đạo lý cho lắm. Thầy Kha nha mắt xuống huyệt rồi thọ giải đáp. Ta cũng biết là vậy. Nhưng do nhất định phải quay lại. Nếu hạ huyệt ở đây không có nửa năm làng sẽ gặp đại hạn. Một vài người đứng gần cũng nghe thấy lời thầy Kha nói. Có người thì đồng ý với điều ông đưa ra nhưng có người thì phản pháo ngay tức khắc. Ông Dũng sau việc thầy Kha diệt quỷ thì cũng có niềm tin hơn rất nhiều. Sau một hồi đắn đo, ông nhẹ nhàng tiến bước đến vợ con cô Khánh rồi nói nhỏ. Thầy nói chỗ này không được tốt. Thầy nói nghiêm trọng lắm. Thôi thì mong cô đồng ý để... để... Cô Khánh đau lòng lắm nhưng kêu gào giờ cũng chẳng còn tác dụng gì. Cô chỉ đáp lại bằng một câu nói vô tâm. bác muốn làm gì thì làm. Câu nói của cô Khánh làm cho ông Dũng nhói lắm, nhưng ông Dũng cũng cắn răng lại mà ngậm ngồi. Ông Dũng đứng trước mặt bà con dân làng, đang có mặt rồi nói. Chỗ đất này không được tốt, nếu chú Khánh vẫn được đặt tại đây, thì tôi e sẽ như chuyện lần trước xảy ra. Thân làm trưởng làng, hơn nữa chú Khánh cũng là anh em trong họ, vì vậy mặc dù đau lòng, nhưng mà tôi cũng phải đưa em tôi về. Mong mọi người cũng hiểu mà thông cảm giúp gia đình chúng tôi. Cuối cùng, sau một hồi ồn ào, đám người cũng đồng ý di rời cỗ quan tài ông Khánh trở về nhà. Thầy Kha, chú tư với ông Dũng, ngồi lại tại nhà cô Khánh an ủi, động viên một hồi thì cũng rời đi. Về đến nhà, mới ngay khi ngồi xuống ghế, ông Dũng đã dừng sốt hỏi. Thầy, chuyện này là sao hả thầy? Thầy Kha gương mặt đã biến sắc, ông đầm chiều nhìn ra bên ngoài, sau đó thở dài nói. Nghĩ địa làng này nằm trên long mạch huyệt mộ của ông khánh lại đào trúng trên phần long mạch nếu như chôn cất ở đó gia đình ông ấy sẽ gặp nạn hơn nữa người dân làng này cũng sẽ phải chịu những hậu quả khó lường thầy kha quay ánh mắt lại nhìn mọi người ông nói tiếp việc dân làng này thường xuyên nhìn thấy vong hồn có lẽ là đúng hơn nữa chính là do việc đào trúng long mạch gây ra còn ông khánh thành quỷ tôi nghĩ rất có thể do bề trên kéo về họ muốn nhắn một điểm báo cho mọi người nhưng lại chẳng ai để ý tới ông dũng nói vậy giờ phải làm sao hả thầy chú tư cũng lên tiếng thầy có cách gì chưa cách nói chuyện của thầy kha bây giờ khiến cho mọi người cũng ngầm hiểu ông đang có một mối lo ngại nào đó rất lớn trong thâm tâm của mình không muốn làm đến phiền thầy kha suy nghĩ mọi người đều ý tứ mà giữ im lặng ngày mai ông có thể giúp tôi chuẩn bị một số đồ được không Căn nhà đã trôi qua trong sự yên tĩnh khá lâu, thầy Kha giờ cũng có thể đã tìm ra cách giải quyết chuyện này. Ông Dũng bất giác giật mình, ông đáp. Dạ thầy cứ nói ạ, chuẩn bị gì, tôi sẽ đi làm ngay. Có thể những thứ thầy Kha muốn ông Dũng chuẩn bị rất nhiều nên ông không nói bằng lời. Thay vào đó chỉ gật đầu, rồi lấy ra mảnh giấy nhỏ và ghi chép lại những thứ cần chuẩn bị vào đấy. Đưa cho ông Dũng mảnh giấy, thầy Kha nói. Ông chuẩn bị giúp tôi những tôi ghi trong mảnh giấy này Đợi khi nào thích hợp Tôi sẽ có cách của mình Kể từ khi phát hiện ra chuyện này Chú Tư thấy thầy lúc nào cũng có chút suy si tư Thoáng buồn trên gương mặt Cũng kể từ lúc đó Thầy Kha cũng chẳng có ăn uống gì Ông chỉ ngồi chăm chăm vào cuốn sách cổ Hết buổi chiều Rồi cả buổi tối Chú Tư với ông Dũng lo lắng lắm Nhưng có nói sao thì ông cũng không đáp lại Bất lực cả hai cũng chỉ lặng lặng đợi thầy có chỉ thị gì thì làm theo chứ cũng chẳng dám hỏi gần tới tối thầy kha gọi chú tư và ông dũng lại sau đó dặn hai người mang những đồ mình đã chuẩn bị đi ra ngoài nghĩa địa trước ông còn căn dặn sắp xếp những thứ ấy rất cẩn thận ông dũng với chú tư lập tức làm nghe theo lời thầy kha và mang đồ đi trước Vợ ông dũng sau khi đám tang chồng cô khánh diễn ra thì cũng ở bên đó chưa có về nhà chỉ còn lại một mình thầy kha ông ngồi trên ghế tay vẫn cầm cuốn sách cổ nhưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài phong thái vô cùng ung dung nhưng trên gương mặt lại thoáng có điều suy tư cầm lên chén nước trẻ thì thầy kha trượt tay rơi vỡ chiếc chén mảnh vỡ va chạm kêu lên loảng xoảng ông cúi người nhặt mảnh vỡ lên sau đó ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang cuốn sách cổ ông thở dài rồi nhét lại cuốn sách vào tay nải rồi từng bước đi ra khỏi ngôi nhà ra tới ngoài cổng thầy kha bỗng dừng lại ông cười lớn một tiếng nụ cười coi bộ ông vừa chút bỏ được một điều gì đó luôn mang trong mình buổi tối hôm đó mọi thứ cũng đã được ông dũng và chu tư sắp xếp đúng theo lời dặn dò của thầy kha dưới ánh sáng của đêm trăng lưỡi liềm bóng dáng thầy kha mở nhạt và xuất hiện ra tới nghĩa địa Thầy Kha nhìn mọi thứ đúng ý thì nói, hai người nên quay trở về đi, ở đây sẽ rất nguy hiểm. Chú Tư nhìn thầy lắc đầu đáp, "Không được, nếu đã nguy hiểm thì sao con lại để thầy ở đây một mình cho được." Ông Dũng gật đầu đồng ý với chú Tư. "Thầy đã nói như vậy thì chúng tôi càng không thể rời đi được." Thầy Kha cười nhạt, có lẽ ông cười vì sự cố chấp của hai người này. Thầy Kha lắc đầu, Hai người không hiểu được những chuyện âm dương này đâu. Nếu như hai người ở lại đây cùng với tôi thì sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho tôi mà thôi." Nghe thầy Kha nói vậy, ông Dũng với chú tư cũng không biết phải nói ra làm sao nữa. Thầy Kha nói tiếp: "Hai người cứ an tâm, khi nào xong việc tôi sẽ trở về. Tránh quá giờ đẹp, hai người mau về đi." "Vậy thầy..." Ông Dũng với chú Từ nhìn thầy Kha mà chẳng an tâm chút nào cả hai nói rồi tuy nhiên vẫn trốn sau một gỗ đất để quan sát chẳng may thầy kha có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn có thể xuất hiện kịp lúc đợi tới khi cả hai người rời đi thầy kha lúc này cũng có thể an tâm mà hành lễ ông đi lại chỗ đã lập đàn sau đó lấy từ trong tay nải của mình ra hai cây nến và thắp sáng đặt xuống hai góc trên mặt bàn cầm bó nhang được đặt trên bàn tế thầy kha đốt cháy phừng phừng rồi cắm luôn xuống chỗ huyệt đã đào. Bầu trời đang yên ắng thì gió lớn bắt đầu nổi lên, những cơn gió ập đến rất mạnh như muốn thổi bay cả tế đàn được dựng sẵn. Thầy Khá lúc này vẫn điềm tĩnh đọc từng câu chú, ông gần như chẳng hề quan tâm đến những hiện tượng xung quanh. Lấp sau gò đất, ông Dũng với chú Tư giờ cũng toát hết cả mồ hôi, thấy những bóng trắng đang bay lượn, ông Dũng kinh sợ mà lắp bắp hỏi chú Tư. kia kìa, kìa, kìa lạ hả? Chú Tư lo lắng đáp. Là, là những hồn ma đấy. Dưới ánh trăng hình lưỡi liềm, những vong hồn kia không ngừng bay xung quanh thầy Kha. Chúng dường như đang trêu đùa với người đàn ông đã có tuổi gần đất xa trời này. Thầy Kha vẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, miệng vẫn không ngừng những chú ngữ. Tuy nhiên gương mặt ông giờ đã bắt đầu xanh sao lại cảm tưởng như có điều gì đó không ổn sắp xảy đến. Thầy Kha thổ ra máu nhưng vẫn chống đỡ. Chiếc bàn được đặt trước mặt bây giờ dùng lắc dữ dội. Cảm tưởng như chỉ cần tác động thêm một chút lực nữa thôi thì nó sẽ đổ ập xuống. Thầy Kha lấy từ đầu ra một con dao găm cong hình bán nguyệt dài chừng một gang tay. Lưỡi rào sáng bóng, chui được khảm ngọc lam. Trong không gian u tối, con dao của thầy Kha rút ra mà chẳng khác nào thứ tia sáng của hy vọng. Lẻ loi vụt sáng, rồi cũng rất nhanh chợp tắt. Thầy Kha cứ thẳng con dao vào lòng bàn tay mình. Vết cứ rất sâu, nên máu chảy ra không ngừng. Nắm chặt con dao dính vết máu, thầy Kha cắm thẳng xuống gỗ đất trên chỗ đất đã đảo. Sau đó ông dùng máu từ bàn tay đang chảy, vẩy mạnh ra xung quanh. Sau đó thầy Kha lại đưa tay kết ấn, rồi tiếp tục bám trụ Bên ngoài gỗ đất, chú tư với ông Dũng vì trời tối cũng chẳng thể nhìn được gì. Có cố gắng căng mắt cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ đằng sau lưng của thầy Kha, nên vẫn nghĩ không có chuyện gì. Một tia sét đâm thẳng xuống chỗ thầy Kha chiếu sáng cả một vùng trời. Cũng chính thứ ánh sáng của tự nhiên này đã giúp ông Dũng và chú Tư biết được thầy Kha đã ngã xuống. Thầy, thầy, thầy ơi! Chú Tư chạy tới đỡ thầy Kha Đôi mắt rừng rừng Câu nói lắp bắp Thầy không sao chứ Ông Dũng cũng chạy lại Ngồi xuống bên cạnh mà hỏi Ánh mắt thầy Kha mãn nguyện Ông mỉm cười Mọi thứ Không, không sao nữa rồi Vừa nói dứt câu Thì thầy Kha học ra máu Chú Tư đau đớn gạo khóc Thầy, thầy, thầy sẽ không sao đâu Thầy sẽ ngượng để con đứa thầy về nhà Quay sang ông Dũng Chú Tư tuyết Chúng mà đi gọi thầy láng giúp tôi, mau lên ờ, Được, được, cậu mau đưa thầy về nhà trước đi Ông Dũng gật đầu Thầy Kha trong cơn đau đớn Nắm chặt lấy tay chú Tư Ông lắc đầu theo thảo nói Không cần nữa đâu Số của ta Tới ngày hôm nay Đã là may mắn lắm rồi Cánh tay yếu ớt Ông kéo chiếc tay nải vung vãi tới gần mình Sau đó nắm lấy tay chú Tư Một lần nữa Cố gắng gượng một nụ cười mãn nguyện thầy Kha nói Từ này Con không cần phải sợ hãi Phải đi tìm trái tim của con quỷ kia nữa Bởi vì vốn dĩ Chẳng có trái tim nào cả Thứ Thứ mà con quỷ ấy giao rắc Chính là nỗi sợ Đời này qua đời khác Chúng ta đều bị ám ảnh Bởi nỗi sợ con quỷ ấy sống dậy Mà phải lưu bạt khắp nhân gian Sống cả cuộc đời Với nỗi lo chờ đợi đối mặt với kẻ tổ chuyển kiếp. thầy kha lại thổ ra máu chú tư đào đớn con con chẳng sợ gì cả thầy không cần phải nói nữa đâu để để cô đưa thầy đi gặp thầy lang. ông dũng cũng đào xót thầy thầy cố gắng gượng đừng nói nữa chúng tôi sẽ đưa thầy tới chỗ của thầy lang ngay bây giờ thầy kha lắc đầu không quan tâm tới lời nói của cả hai ông yếu ớt lấy ra cuốn sách cổ đặt vào tay chú tư thật là may mắn vì đến khi chết ta mới có thể hiểu được bí mật cất giấu trong đó đệ tử của ta còn bây giờ chỉ cần nhớ duy nhất một điều còn không cần phải tìm kiếm không cần phải chờ đợi điều gì cả chỉ cần trái tim không sợ hãi thì ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ sống dậy cả thầy kha nói xong thì cơ thể ông buông sóng chú tư tuyệt vọng gào lên trong đau đớn Thầy, thầy, thầy ơi! Ông dũng quỷ xuống, ông cúi đầu. C cảm ơn thầy, đã vì lạng chúng tôi mà từ bỏ cả mạng sống. Ân nghĩa này, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Chú Tử vẫn nắm chặt tay thầy Kha. Chú đang tự trách bản thân mình. Đi theo thầy đã được một thời gian, chú gần như luôn ỉ lại vào ông thầy già này của mình. Đáng lý ra chú không nên quên việc ông thầy mình đã gần như chẳng còn pháp lực sau khi phong ấn con quỷ ở trên mảnh đất hòa bình đáng ra chú phải học hỏi thầy nhiều hơn chứ không phải đi theo chỉ để giống như một người bạn tôi biết chú dở đang đầu đớn, nhưng để thầy nằm ở nơi này cũng không được hãy để thầy về nhà với chúng ta một lúc kìm nén chú tư cũng đồng ý cả hai cùng nhau đưa thầy kha trở về nhà của ông dũng trời tối đêm ông dũng đẩy cổng đi vào bà dũng nằm nhà vì lo lắng cũng chẳng thể ngủ thấy sắc mặt chồng mình vào nhà bà biết ngay có chuyện không ổn liền hỏi có chuyện gì rồi sao vừa dứt lời thì chú tư cõng xác thầy kha vào nhà cả đêm ngày hôm đó chẳng ai có thể ngủ nổi người thì tự trách bản thân để thầy một mình kẻ thì lại thấy có lỗi vì chuyện của mình mà hại tới thầy tới khi trời gần sáng ông dũng là người lên tiếng đầu tiên thầy đã giúp dân làng chúng tôi nhưng mà chúng tôi lại chưa kịp báo đáp vậy giờ hãy để cho ông được ở lại đây dân làng chúng tôi sẽ thợ cúng cho thầy đây cũng là điều duy nhất chúng tôi có thể làm chú tư lắc đầu đáp cảm ơn chú vì đã suy nghĩ với thầy tôi như vậy nhưng khi còn sống ông đã luôn nói với tôi rằng nếu chẳng may ông có chết ở một nơi đất khách thì cũng phải đưa được ông trở về quê hương của mình giờ mong chú giúp tôi hoàn thành được ý nguyện này của thầy là tôi cảm kích lắm rồi ông dũng nói cậu có nói tôi sẽ chẳng từ chuyện gì cả chú tư nhìn vào câu thẻ thầy kha đã lạnh ngắt chú thở dài nói giúp tôi chuẩn bị một dàn hỏa thiêu và một hũ đựng cho cốt là được ông dũng đứng dậy quay sang nhìn vợ nói Trời giờ cũng sáng rồi Bà ra chợ mua một lò đựng cho cốt về đây giúp tôi Còn tôi sẽ đi làm những việc còn lại Bà Dũng không nói gì Đội cái nón rồi đi luôn ra khỏi nhà Ông Dũng quay lại nói với chú Tư Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi Dứt lời thì ông Dũng bước chân ra khỏi nhà Chỉ còn một mình ngồi bên cơ thể thầy Kha Chú Tư đau đớn Trong suốt bao nhiêu năm một lần nữa nỗi sợ về người thân về gia đình của chú lại ập về cha mẹ người thân mất từ khi chú còn nhỏ vốn dĩ chú đã nghĩ mình chẳng bao giờ phải đối mặt với điều này nữa nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào tránh khỏi ngồi dãy bày một mình trong sự trách móc bản thân tới khi chú tư đã chẳng còn điều gì nữa thì hai vợ chồng ông dũng cũng quay trở về đi cùng hai người bây giờ còn là cả đám người nữa ông dũng đi lại bên cạnh chú tư ông nói đi thôi chú tư nhìn ba bốn người, tay đang cầm trọng thì nói: không cần đâu, để tôi cõng thầy tôi. dứt lời thì chú tư cõng luôn cái xác thầy kha và bước chân ra bên ngoài. đám đông bên ngoài chẳng ai nói gì, ánh mắt vô thức thờ ơ của họ ngày hôm trước dành cho hai thầy trò biến đâu mất rồi. bây giờ họ nhìn hai thầy trò với ánh mắt tự trách, thương hại. nhưng chú tư chẳng quan tâm đến ông dũng và cả đám người cùng chú Tư với thầy Kha ra từ sân bãi của làng. ở đây cũng đã có một đống củi cao chất đống. đặt thầy Kha lên những cây gỗ lợn trầm. chú Tư hận ông trời chẳng có mắt. thầy tôi dành cả đời giúp người, để rồi cuối đời, từ khi chết vẫn còn phải nằm trên đống gỗ như những cây đinh cắm vào xác thịt. cậu khoan hãy chậm lửa. dân làng chúng tôi muốn thấp nén nhang cho thầy. Ông Dũng bước đến bên cạnh nói nhỏ, chú tư đáp: "Tùy mọi người, tôi sẽ chờ." Sau khi đựng cho cốt của thầy Kha và một hũ nhỏ, chú tư cẩn thận bọc thêm mấy lớp vải rồi mới đặt vào trong chiếc tay này. Chào gia đình ông Dũng, chào những người trước đó đã từng thở ơ. Chú tư đeo tay nải lên bả vai rồi một mình trên con đường dài phía trước mặt. Nhưng với chú bây giờ, cuộc sống sẽ không cần phải lang bạt như người thầy quá cố của mình nữa. Rút cuốn sách cổ từ trong túi ra, chú Tư đưa lên trước mặt của mình. Nụ cười vô tư, chú Tư lại nhét nó vào túi quần của mình. Đây liệu rằng có phải là nụ cười của niềm tin của cái gọi là ngày mai? Hay chỉ là nụ cười để che đi bí mật, che đi một suy nghĩ ẩn sâu bên trong? Đây có lẽ vẫn là một dấu hỏi, một dấu hỏi mà chẳng thể ai có thể giải thích được quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện thứ nhất trong buổi đọc truyện ngày hôm nay và để tiếp theo chương trình truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả lê quyên với tựa đề à thư ký tàn ác qua sự diễn đọc của truyền chiêu và quý vị hãy nhớ để lại những nhận xét và cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện ở phía dưới phần bình luận nhé những tia nắng cuối ngày dần tắt thủy tiên đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên đưa mắt nhìn xa xăm thủy tiên đang suy nghĩ miên man về điều gì đó thì có bàn tay đập nhẹ lên vai cô giọng nói của một người gái trêu đùa cất lên phía sau lưng này mày đang ngồi tương tư anh nào đấy thủy tiên xoay người nhìn ra sau là yến con bạn thân của cô cả hai hẹn nhau ra công viên ngồi tâm sự vì Thủy Tiên đang có chút chuyện buồn. Vậy mà Yến bắt cô đã đợi hơn 20 phút mới chịu ló mặt đến. Thủy Tiên vờ giận dỗi nói Trời mà chưa giờ dây thun thì chưa một mình đi hen. Tao đợi mày muốn hết cả thanh xuân luôn rồi đấy. Yến đến ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên đặt lên vai Thủy Tiên cười cười. Giận dỗi đi hả? tôi để ta bao trà sữa nhá. Thớ, tao chỉ trễ lần này thôi. Lần sau đến trẻ tiếp. Mị <laughs> Yến đang trêu chọc, Thủy Tiên không lấy làm giận, hai người vẫn luôn như vậy, nói chuyện với nhau chẳng ngại ngùng vì đã quá hiểu tính bạn của mình. Thủy Tiên nói: "Thư quên đi, không có chuyện lần sau đâu nhé." Thế rồi cả hai cười sòa lên chẳng ngại ngùng, đến khi thấy ánh mắt của mọi người trong công viên đang đổ dồn về hướng của mình cả hai mới lấy tay bộ miệng cười tủm tỉm bỗng thủy tiên tắt hẳn nụ cười gương mặt có chút buồn rời rượi yến hiểu ra con bạn mình đã có chuyện buồn bèn nghiêm túc hỏi thế mày có chuyện gì à có gì cứ nói ra cho tao biết không lẽ đến tao mày còn ngại nó ra thủy tiên nhìn yến mắt đã long lanh ngấn nước cô buồn bã nói cha mẹ tao lại cãi nhau tao sợ có tình hình này cha mẹ tao sẽ đổ vỡ chuyện của cha mẹ thủy tiên ra gần đây yến có nghe cô kể giờ nghe thủy tiên nói vậy yến cũng chỉ biết ôm bạn an ủi thôi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mày cố gắng lên chắc do ba mẹ mày đang áp lực công việc nên dạo này tính tình hơi nóng này không sao đâu được lo yến chỉ nói vậy để chân an bạn mình thôi việc của người lớn làm sao yến biết được họ nghĩ gì nếu có một ngày gia đình thủy tiên đổ vỡ thật Yến không biết bạn mình có thể vượt qua được nổi không. Ai mà không mong muốn có được một gia đình trọn vẹn. Được cha mẹ yêu thương và quan tâm, điều Yến có thể làm lúc này là an ủi, động viên cho bạn mình. Thủy Tiên và Yến chơi thân với nhau từ nhỏ, cha mẹ họ là chỗ làm ăn thân thiết hay qua lại với nhau. Thủy Tiên và Yến bằng tuổi, đang học lớp 11, còn học trung trường, trung lớp. Cả hai xem nhau như chị em ruột. Thủy Tiên cảm thấy bản thân may mắn khi có một người bạn thân chân thành như Yến. Thủy Tiên cảm thấy rất trân quý tình bạn này. Khi ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn, màn đêm bao phủ lấy bầu trời, các ánh đèn điện được thắp sáng thay cho ánh mặt trời, Thủy Tiên và Yến mới đứng lên tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Nói về Thủy Tiên, nhà cô nằm ở trung tâm thành phố Sài Gòn, gia đình Thủy Tiên khá giàu có cha mẹ cô mở một công ty bất động sản lớn, sở hữu trong tay hàng loạt bất động sản vài trăm tỷ. Cuộc sống của Thủy Tiên chẳng thiếu thốn thứ gì. Duy chỉ có tình cảm gia đình là điều Thủy Tiên cảm thấy khao khát nhất lúc này. Cha mẹ Thủy Tiên dạo gần đây trở nên xa cách với cô. Họ lao đầu và công việc chẳng mấy khi quan tâm đến Thủy Tiên. Không những vậy, họ còn liên tục cãi nhau khiến cô ngày càng chán nản sau một hồi vừa chạy xe vừa suy nghĩ về chuyện ba mẹ mình thủy tiên đã tới nhà lúc nào không hay dì giúp việc nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa thủy tiên chạy xe vào sân cô nhìn vào nhà rồi hỏi dì giúp việc bố mẹ con chưa về hả dì vẫn chưa con ạ à? thủy tiên chỉ hỏi thế thôi do công việc bận rộn nên bố mẹ cô thường về nhà rất trễ có khi còn chẳng về thủy tiên cũng đã quen với điều đó dì giúp việc vừa đóng cửa cổng vừa hỏi thủy tiên con ăn cơm tối luôn không để dì vào dọn lên luôn dạ thôi dì con vẫn chưa đói dì cứ nghỉ ngơi đi khi nào ăn con tự dọn cũng được thủy tiên chẳng có tâm trạng để ăn cô cứ vậy đi thẳng lên lầu về phòng của mình thủy tiên mang tâm trạng buồn rầu đi lên phòng cô mở cửa bước vào trong bằng tu sách lên giường rồi nằm phịch xuống chiếc nệm cao cấp thủy tiên nhìn lên trần nhà của căn biệt thự một cảm giác vô định buồn man mác cứ quanh quẩn trong đầu thủy tiên thở dài cô chẳng muốn quay về ngôi nhà trống vắng này nơi mà không có sự ấm áp của gia đình cha mẹ chẳng mấy quan tâm đến cô từ lúc thủy tiên học cấp hai cho đến nay cha mẹ cứ mãi lo kiếm tiền mà bỏ mặc cô thủy tiên đưa mắt sang chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở đầu giường. 8 giờ tối, Thủy Tiên lười biếng ngồi dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm. Cô xả nước ấm và pha một chút tinh dầu vào bồn tắm, rồi bước vào nằm thư giãn. Mở một bài nhạc mình yêu thích, mọi buồn phiền theo đó mà với đi phần nào. Sau khi tắm xong, Thủy Tiên ngồi vào bàn học lý đề cương ra ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến một năm học nữa đã sắp kết thúc nhưng đầu óc thủy tiên trở nên trống rỗng chẳng nạp được một chữ nào thủy tiên bực bội gấp mảnh cuốn sách đang đọc lại rồi quyết định đi ngủ sáng hôm sau vừa bước ra khỏi phòng thủy tiên đã nghe tiếng cha mẹ mình dưới lầu đang cãi nhau cô lắc đầu chán nản gia đình giàu có thì sao tiền bạc nhiều để làm gì trong khi gia đình chẳng hạnh phúc cha mẹ cô suốt ngày lao theo kiếm tiền chẳng bao giờ hỏi han quan tâm đến cô giờ thì cãi nhau suốt ngày thủy tiên bước xuống cầu thang cô thấy cha mẹ đang ăn sáng chuẩn bị đi làm nhưng cha cô sau khi cãi nhau với mẹ thì đứng lên bỏ đi người ta nói trời đánh tránh bữa ăn vậy mà trong bữa ăn cha mẹ cô vẫn cãi nhau được thủy tiên đi tới kéo ghế ngồi vào bàn đối diện với mẹ mình Dì giúp việc đem lên cho cô một phần bánh mì ốp la. Mẹ Thủy Tiên vẫn ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy con gái bà lạnh lùng hỏi. Con dậy rồi đó à? Thủy Tiên trả lời. Dạ, con vừa dậy. Mẹ cô vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nói. Vậy con ăn nhanh đi rồi đi học. Mẹ đi làm trước đây. Nói dứt lời mẹ Thủy Tiên đứng lên cầm túi sách đi ra ngoài. Thủy Tiên nước mắt đã lưng chẳng. Cô cảm thấy tuổi thân cô không hiểu sao ba mẹ lại lạnh nhạt đến như vậy, chẳng lẽ công việc của họ quan trọng đến như vậy sao? nhiều khi cô tự hỏi bác có phải là mẹ ruột của cô không? có khi nào cô được họ nhặt về nuôi không? tại sao bà chẳng hề quan tâm đến cô như vậy? thủy tiên cô nén lại ấm ức, đưa tay lên gạt đi nước mắt. thủy tiên không tài nào nuốt trôi đồ ăn nữa, cô đứng lên đi đến trường. thủy tiên đi đến lớp, ngồi vào bàn học của mình, yến cũng đã đến thấy ánh mắt bạn mình chất chứa nhiều muộn phiền yến hỏi sao vậy có chuyện gì mới sáng ra mặt đã như cái bánh bao chiều thế thủy tiên thở dài còn chuyện gì được nữa yến biết thủy tiên đang nói về cha mẹ mình yến cũng chỉ biết im lặng buồn theo một ngày nữa cứ thế trôi qua vô vị và nhạt nhẽo thủy tiên quay về nhà dì giúp việc đã chuẩn bị cơm trưa cho cô Thủy Tiên một mình lủi thổi ăn cho xong bữa rồi đi lên phòng. Tuy cha mẹ ít quan tâm nhưng Thủy Tiên học rất giỏi, hiểu chuyện không có ăn chơi đua đòi như các cô cậu con nhà giàu khác. Đến chiều tối, ba mẹ Thủy Tiên đã về. Cô đang trong phòng học bài thì nghe họ tiếp tục cãi nhau. Lần này cô còn nghe họ nhắc đến việc ly hôn. Thủy Tiên không hiểu sao dạo gần đây họ liên tục tranh cãi. Lúc trước tuy họ ít quan tâm Thủy Tiên nhưng cô rất hiếm khi thấy họ cãi nhau ở nhà, đặc biệt là khi có Thủy Tiên. Nhưng một tháng gần đây Thủy Tiên thấy họ cãi nhau càng ngày càng gay gắt. Cô nghĩ là do công việc làm ăn không thuận lợi, Thủy Tiên không biết cha mẹ cô đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi họ phải đòi ly hôn. Mẹ cô là kiểu phụ nữ hiện đại, làm chủ được kinh tế, biết kiếm tiền, không dở dẫm vào người khác, tính cách có phần mạnh mẽ và quyết đoán, cũng bởi vì biết tự chủ kinh tế, biết kiếm tiền giỏi, thành ra đôi lúc bà cũng không cân bằng được giữa công việc và gia đình. Còn cha cô dạo gần đây trở nên thay đổi tính tình, thường xuyên xảy ra cáu gắt với mẹ. Còn chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn với mẹ cô. Thủy Tiên đoán cũng có thể vì không chịu được tính cách mạnh mẽ của mẹ nên cha mới như vậy. Thủy Tiên có suy nghĩ đó bởi vì trong mắt cô, cha cô là người đàn ông thành đạt, nghiêm khắc, tính cách của cha mẹ cô có phần giống nhau nên rất dễ gây ra mâu thuẫn và trái quan điểm với nhau. Cha của Thủy Tiên cãi nhau với mẹ xong thì đã bỏ đi. Bên phòng mẹ cô có tiếng đổ vỡ vang lên. Mẹ Thủy Tiên đang chút sận lên các đồ vật trong phòng. Thủy Tiên bước sang phòng mẹ gõ ốc cửa. Lát sau bà mới ra mở cửa cho cô vào trong. Thủy Tiên thấy dưới sàn nhà là các mảnh vỡ của bình hoa và mỹ phẩm vương vãi. Thủy Tiên nhẹ nhàng nói với mẹ. Mẹ qua phòng con một lát được không? Con muốn nói chuyện với mẹ một lát. Về mặt mẹ cô trông mệt mỏi, bà gật đầu rồi đứng lên cùng Thủy Tiên sang phòng cô. Thủy Tiên nhờ dì giúp việc, lên lầu dọn phòng của mẹ và pha một ly nước cam cho bà. Mẹ cô vào phòng ngồi xuống giường, Thủy Tiên cùng ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nắm tay mẹ hỏi. Con hỏi thật, nếu mẹ xem con là con của mẹ, thì hãy tâm sự cho con biết, rút cuộc cha mẹ đang xảy ra chuyện gì. Nghe Thủy Tiên hỏi, bà giữ nét mặt lạnh nhạt nói. Chuyện của người lớn, con không cần phải biết. Thôi con ngủ đi, mẹ mệt rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi. Bà cứ vậy bước ra khỏi phòng, Thủy Tiên lại rơi nước mắt. Suốt cuộc bà có xem cô là con của bà không? Sao họ lại trở nên thay đổi như vậy? Trước kia gia đình cô vẫn hạnh phúc, sao bây giờ lại nên tồi tệ như thế này? Có phải do tính cách mẹ mình quá mạnh mẽ, không chăm lo cho chồng con, nên lâu dần cha cô không chịu nổi tính cách của bà nữa. Nhưng cho dù đó là lý do gì, Thủy Tiên vẫn muốn đứng ra làm hòa cho cha mẹ mình. Hôm sau, Thủy Tiên gọi điện hẹn cha mẹ về nhà sớm ăn cơm. Lúc đầu họ không muốn về, nhưng Thủy Tiên năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng họ cũng đồng ý. Tối đó, cả nhà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm thịnh soạn được bày chí rất chỉnh chu lâu rồi cả nhà họ mới cùng nhau ăn cơm như thế này hôm nay thủy tiên mới có cơ hội nhìn cha mình kỹ hơn dạo gần đây ông ít ở nhà ông có về thì khi đó thủy tiên cũng đã ngủ thủy tiên trông sắc mặt của cha xanh xao thiếu sức sống người cũng trởn gầy đi thủy tiên quan tâm hỏi dạo này cha không được khỏe ở đâu à con nhìn cha ốm đi nhiều đó cha cô vẻ mặt mệt mỏi đáp lời cha không sao chắc do gần đây công việc nhiều quá, có chút áp lực. Mẹ cô thì chẳng nói gì, bà gấp một miếng thịt đặt vào chén cho ông. Bỗng nhiên sắc mặt cha cô trở nên khó chịu, ông gấp miếng thịt bỏ ra ngoài rồi nói: thôi, hai mẹ con ăn đi, cha no rồi. vậy giờ cứ thế, đứng lên bỏ đi. Mẹ Thủy Tiên cũng buông đũa không ăn nữa, bà nói: con nhìn xem cha con đi, mẹ đây là muốn làm hòa với ông ấy, về mà. Thái độ công ấy như thế đấy. Mẹ cô bực dọc bỏ đi lên phòng. Nói về mẹ của Thủy Tiên, bà ấy nay đã 43 tuổi, nhưng vì biết chăm sóc bản thân hay đi spa làm đẹp dưỡng da, nên người khác nhìn chỉ nghĩ bà ấy tầm 30 tuổi. Mẹ Thủy Tiên tính ra cũng đẹp. Khi xưa cha cô đi đâu cũng đưa mẹ đi cùng. Hai người dính như keo. Nhưng dạo gần đây cha cô tỏ ra xa cách khó chịu với mẹ cô lắm. Lúc bà lên phòng thì thấy cha chuẩn bị ra ngoài. Ông bảo ở công ty có việc gấp. Có vẻ cha cô không muốn chạm mặt với mẹ nên tìm lý do tránh đi. Thủy Tiên cảm thấy không khí trong nhà hơi ngột ngạt. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia giọng một cô gái vang lên. Alo, cô bạn yêu dấu, mặt cô như con gấu. Gọi mình có chuyện gì đấy? Là cái giọng cả trớn của Yến. Thủy Tiên thở dài hỏi. Mày rảnh không? Ra công viên chút đi. Yến không chần chờ đáp. Ok, 15 phút sau, có mặt ngay. Yến tắt máy, Thủy Tiên đứng lên gọi cô giúp việc. Dì ơi, dọn giúp con bàn ăn này nha, con ra ngoài có chút việc. Ờ, con đi đi, dì lên dọn ngay. Thủy Tiên ra sân dắt xếp xe đạp điện quen thuộc của mình, chạy đến điểm hẹn. Thủy Tiên đến công viên thấy Yến ngồi đó, Lần này cô nàng không để cho Thủy Tiên phải đợi nữa. Công viên này là nơi Thủy Tiên hay đến. Ở đây cô cảm thấy bản thân được thoải mái, vừa quan sát được cảnh vật và con người ở xung quanh, nhìn thấy được nhiều hoàn cảnh con người khác nhau. Yến vừa cầm ly trà sữa lên uống, vừa nhìn Thủy Tiên ngồi đối diện hỏi. Nhìn sắc mặt mày, chắc là có chuyện gì xảy ra phải không? Sao lại có chuyện gì thế? Kể tao nghe đi. Tao luôn sẵn sàng nghe mày chút bầu tâm sự Thủy Tiên buồn bã trả lời ta cũng không biết phải kể sao với mày nữa Cha mẹ tao dạo này không được hòa thuận Mấy hôm trước tao có kể với mày rồi đó Yến nghe vậy cũng ngầm hiểu bạn mình Lại về chuyện của cha mẹ nó Thật là mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Yến chỉ biết an ủi Thôi đừng buồn Chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết cả thôi Nói rồi Yến cầm ly trà sữa lên, đưa cho Thủy Tiên. Này, uống một miếng đi, trà sữa là chân ái, uống một miếng vô là hết buồn ngay. Thủy Tiên cầm lấy ly trà sữa cười. Mày làm như thế hả, trà sữa là túc tiên không bằng, uống vô là hết buồn. Thủy Tiên biết bây giờ cô có suy nghĩ cũng chẳng được gì, nên thôi đợi vài ngày nữa xem cha mẹ cô có làm lành không rồi tiếng tiếp thủy tiên và yến đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất để vơi đi nỗi buồn thì đập vào mắt thủy tiên là cảnh cha cô đang tay trong tay cùng một người phụ nữ lạ mặt hai người họ vừa mới bước xuống xe và đi vào trung tâm thương mại thủy tiên không tin vào mắt mình cô đưa tay lên mắt rụi rụi vài cái vị trí của thủy tiên đang ngồi đối diện với trung tâm thương mại khoảng cách từ chỗ cô đến trung tâm thương mại cách một khoảng không xa nhưng cũng không quá gần mắt thủy tiên có thể nhìn cha mình nhầm nhưng chiếc xe của ông thì không thể nhầm lẫn được thủy tiên vội đứng dậy kéo tay yến chạy vào trung tâm thương mại yến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cô hỏi chuyện gì vậy mày kéo tao đi đâu cô đi theo tao đừng hỏi nhiều đêm nay trung tâm thương mại khá đông người thủy tiên đã mất nhìn xung quanh cuối cùng đã thấy cha cô cùng người con gái kia đang đi lên cầu thang cuốn đích thực là cha cô không nhầm được cô gái kia còn khoác tay cha cô cử chỉ hết sức thân mật yến bây giờ mới hiểu ra thủy tiên đưa mình vào đây với mục đích gì yến nói nhỏ với thủy tiên hình như cha mày có trà xanh ở bên ngoài mắt thủy tiên đã đỏ long lên sòng sọc từ khi nào cô im lặng không đáp lời của yến cô không nghĩ cha mình là kiểu đàn ông như vậy vì cô gái này mà cha lại muốn bỏ mẹ con cô nhưng sau đó Thủy Tiên cố bình tĩnh lại, ra hiệu Yến đi theo mình. Thủy Tiên muốn xem người con gái kia là ai. Thủy Tiên và Yến đi theo sau họ được một lúc lâu. Thủy Tiên để ý thấy cô gái kia chỉ tầm 25 tuổi, trông cô trẻ trung nhưng nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật. Mẹ của cô tuy lớn tuổi nhưng trông bà sinh hơn cô ta. Thủy Tiên không hiểu sao, sao mình lại cặp với cô gái này. Thật sự cô không tài nào hiểu nổi có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp chân dài ở ngoài kia, nếu ông có muốn cặp bồ cũng phải chọn một người xinh đẹp hơn mẹ cô mà cặp chứ. Thủy Tiên thấy cha mình đưa cô ta đi mua sắm quần áo, tiếp đó lại đưa đến một quầy trang sức, chọn hẳn cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương. Thủy Tiên không còn giữ được bình tĩnh, rõ ràng người này bám theo cha cô là vì tiền, chẳng có cô gái nào yêu thật lòng lại đi đòi hỏi, nũng nịu các kiểu con đà điểu để người yêu mua cho mình món này món kia chưa kể người đó đáng tuổi cha tuổi chú của mình chỉ những kẻ vì tiền mới bán rẻ thân xác vứt bỏ đạo đức sẵn sàng làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác mà cha cô thì cũng lạ cô gái kia nói gì ông cũng chiều ý không biết cha mình đã ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của cô ta nữa suy đi nghĩ lại thủy tiên đành kìm lại cơn bực tức và tiếp tục đi theo dõi hai người họ cô không thể đến trước mặt họ chất vấn lúc này được cô phải tìm cách giải quyết chuyện này trong âm thầm lặng lẽ thủy tiên cũng không để mẹ mình biết với tính cách của mẹ bà mà biết chồng đi ngoài tỉnh chắc chắn sẽ ly hôn ngay thủy tiên không muốn nhìn gia đình mình tan vỡ thủy tiên lại trách mẹ mình bà chỉ lo công việc mà không quan tâm đến chồng mình giờ thì bị người khác cướp mất rồi thủy tiên không thể hiểu được mẹ mình đang nghĩ gì mẹ đã bị cấm sừng lên đầu rồi mà còn không hay biết Thủy Tiên quay sang Yến đang đứng cạnh mình, cô nói Đi về thôi Yến ngạc nhiên hỏi lại Sao lại về? Mày không ra đó hỏi cho mày cho ra lẽ à? Lẽ với phải gì giờ này? Bây giờ chưa phải lúc Vừa nói Thủy Tiên vừa kéo tay Yến đi về hướng ngược lại với cha mình Ra đến trước cổng trung tâm thương mại Thủy Tiên bảo Yến Mày phải giữ kín chuyện ngày hôm nay Thì khi nào tao làm rõ sẽ tự giải quyết Tao không muốn chuyện này bị người khác biết Mày hiểu ý tao phải không? Yến gật đầu như đã hiểu. Sau đó hai người nhà ai nấy về. Thủy Tiên về đến nhà đã 10 giờ đêm. Cô tắm xong vẫn chưa vội đi ngủ. Cô đợi xem tối nay cha mình có về nhà không. Đợi đến 1 giờ sáng vẫn chưa thấy ông về. Thủy Tiên chắc chắn ông đang ở cùng cô gái kia. Thủy Tiên đành lên giường đi ngủ nhưng cô không ngủ được. Thủy Tiên chăn trở nghĩ đến cha mình thì ra ông ấy đang có người đàn bà khác nên mới gây chuyện với mẹ. Không chỉ vậy, ông còn muốn bỏ rơi hai mẹ con cô. Nhất định cô phải giải quyết cô trả xanh kia giúp mẹ mình trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Vài ngày sau, Thủy Tiên gọi điện hẹn gặp cô nhân tình của cha. Theo thông tin, Thủy Tiên biết được từ thám tử, cô ta là thư ký của cha mình. Biết được Thủy Tiên là con gái của sếp, cô ta không tỏ ra sợ hãi mà đến gặp ngay, giọng nói trong điện thoại cũng kênh kiểu lắm. Nói về Hà, một cô gái xuất thân từ nông thôn lên thành phố học, sau khi tốt nghiệp dựa vào chút ngoại hình và miệng lưỡi đã được nhận và làm thư ký của ông Minh, cha của Thủy Tiên. Lúc trưa đang làm việc, Hà nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nghe máy thì có một giọng cô gái xưng là con gái của sếp mình muốn gặp cô ta vào tối nay. Hà không chần chừ mà đồng ý đến gặp với Hà là một con bé chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ trình để làm khó cô ta. Tối đó Thủy Tiên và Yến ngồi đợi cô ta ở quán cà phê. Đến nửa tiếng sau cô ta mới đến. Yến nhìn thấy dáng đi cao ngạo của Hà thì thấy làm chứng mắt. Thấy cô ta đang nhìn ngó xung quanh như đang tìm hai người. Thủy Tiên mới lên tiếng gọi cọc lốc. Ở đây. Nghe tiếng gọi cô ta nhìn về hướng hai người rồi tiến đến chỗ Thủy Tiên và Yến ngồi xuống ghế. Là hai đứa hẹn chị à Hai em ai mới là con của sếp chị Là tôi À là em à Em hẹn chị ra đây có chuyện gì không Tôi cũng không muốn vòng vo vò với chị Tôi biết chuyện của chị và cha tôi rồi Tôi khuyên chị nên chấm dứt mọi chuyện Trước khi tôi nói cho mọi người biết Chị là kẻ thứ ba Đi phá hoại gia đình người khác Hà cười lên rồi nói <laughs> Em cứ nói đi Sau đó thì gia đình em sẽ tan nát và bố em sẽ là của chị. Tùy Tiên tức giận. Chị đừng nghĩ là tôi không dám. Tôi không nghĩ chị lại trơ trẽn đến mức đó. Phá hoại gia đình người khác mà còn hống hách thách thức như vậy. Yến cũng không kiềm chế được cơn tức giận mà chửi. Chị đúng là loại phụ nữ đề tiện, mặt dày, không có lòng tự trọng. Hà nghe chửi thì chỉ cười nhếch mép. <cười> Nếu hai em gọi chị ra đây, chị để nói nhiều nó thì chị về trước đây à em nên gọi chị là mẹ trước đi cho nó quen cô ta cứ vậy mà ra về yến tức dần đứng lên chửi với theo cô lấy đâu ra cái tự tin đó hả cái loại đàn bà con gái hư thân mất nết bao nhiêu thằng không quen lại đi quen người đáng tuổi cha mình đúng là đáng xấu hổ thủy tiên kéo tay yến ngồi xuống ghế thôi đừng có chửi nữa người ta đang nhìn kìa tao thấy cô ta không dễ gì buông tha cho gia đình tao đâu từ từ rồi mình nghĩ cách Yến thấy bất bình dùm bạn mình. Cô không nghĩ trên đời lại có người mặt dày đến như vậy. Phá hoại gia đình người khác mà không chút run sợ. Cả hai thanh toán tiền nước rồi rời khỏi quán cà phê quay về nhà. Bên này, Hà sau khi về nhà, cô ta ngồi trước bàn trang điểm. Cầm chiếc lược trải tóc vừa ngắm gương mặt mình trong gương. Hà mặc một chiếc đầm ngổ hai dây bằng vài lụa bóng, các đường cong cơ thể hiện lên rõ nét Cô ta đang trầm tư, mưu tính cho kế hoạch tiếp theo. Làm sao để có thể quan minh chính đại trở thành bà vợ của sếp? Chỉ cần trở thành vợ của ông ta, mình sẽ một bước lên mây, khối tài sản gia đình đó sẽ lọt vào tay cô, cả đời giải không hết. Hà nhớ lại cuộc sống của mình trước đây, gia đình cô ta rất cực khổ, cha mẹ làm nông lo cho cô ta ăn học. Trước đây cô ta luôn cảm thấy xấu hổ khi ai đó hỏi về cha mẹ mình. Hà luôn trách tại sao ông trời lại cho mình đầu thai và một gia đình nghèo khó như vậy. Nhìn những người giàu có ăn mặc cao sang, cô ta rất muốn một ngày nào đó mình sẽ trở nên giàu có như họ. Từ đó Hà đã ôm mộng sẽ trở thành người giàu có. Cô ta vạch ra con đường đi đến sự giàu có nhanh nhất, đó là tìm được một anh chồng đại gia. Người cô ta nhắm đến chính là sếp của mình, ông Minh, cha của Tuổi Tiên. Tuy ông ta lớn hơn Hà nhiều tuổi nhưng ông ta giàu phải nói là rất giàu, mà người giàu thì không dễ dụ dỗ, dỗ. Hà nhớ lại, cách đây hơn một tháng trước, Hà xin nghỉ phép vài ngày bảo vì gia đình có việc, nhưng thực chất cô ta nghỉ để đi Thái Lan cùng bạn. Hà cùng bạn đến Thái Lan tìm đến một nhà ông thầy bùa. Theo như lời con bạn của mình, Hà biết được ông thầy này chuyên làm bùa yêu và nuôi luyện Kumantong. Khi cả hai bước vào nhà ông thầy bùa, Hà có chút sợ hãi không khí trong nhà có làm cho hà thấy lạnh sống lưng, nồi cả da gà da vịt xung quanh ngôi nhà bùa chú răng khắp nơi, các con búp bê trẻ con được đặt trên bàn thờ, hà cảm thấy như chúng nó đang nhìn chằm chằm vào mình. lúc đôi mắt hà chạm mặt ông thầy khiến cho hà kinh hãi hơn, các vết xẻo chi chít trên mặt của ông ta, đôi mắt hõm sâu, người ông gầy ốm tong teo như mấy kẻ nghiện lâu năm. thấy nhà có khách lão thầy giọng ồm ồm nói. Ngồi xuống đi. Hà mò hỏi nhỏ bạn mình. ông ta là người Thái, sao nói tiếng Việt giỏi vậy? cô bạn kia đáp. nghe đầu lúc trước ông ta sống ở Việt Nam mình mấy năm, chắc vì vậy mà học được tiếng Việt. cả hai người cùng ngồi đối diện với ông thầy. ông ta lại hỏi. hai cô, ai muốn xem việc trước? cô bạn kia nói. dạ là bạn con, con đưa nó qua đây để xin nhờ thầy giúp thì xem giúp dùm nó. Ông thầy gật đầu đáp. Ai cần xem việc thì ở lại, ai không có việc gì ra ngoài đợi. Hà có chút sợ, nắm tay bạn mình có ý giữ lại, nhưng cô bạn kia nói nhỏ. Không sao đâu, tao ra ngoài kia đợi. Thấy người kia đã rời đi, ông thầy lại hỏi Hà. Cô cần gì? Nói nhanh, tôi còn tiếp người khác. Hà ấp ống. Dạ, dạ con, con muốn làm bồi yêu giá 20 triệu. Hà nghe cái giá này cảm thấy hơi chát, nhưng nếu chuyện này thành công cô ta còn thua lại gấp ngàn lần con số ấy. Sao được, con đồng ý. Ta cần có tóc và tên họ ngày tháng năm sinh của cô và người cô muốn bỏ bùa. Hà đã nghe bạn mình nói từ trước nên cô có chuẩn bị sẵn. Cô ta là thư ký của ông Minh nên dễ dàng tiếp cận để lấy được tóc và thông tin ngày tháng năm sinh của ông ta. Cô ta nhanh chóng đưa tóc được gói gọn trong một tờ giấy có ghi tên họ ngày tháng năm sinh của mình và ông Minh cho gã thầy bùa. Ông ta nhận lấy và bắt đầu làm các nghi thức để tạo ra bùa yêu cho khách. Gã lấy trên tổ thờ ra hai con hình nhân được khắc bằng gỗ, buộc hai con hình nhân lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ quấn quanh vài vòng. Tiếp theo dán lên hình nhân một lá bùa màu vàng với các ký tự màu đỏ. Hà biết đó là lá bùa trong quá trình lão thầy làm phép hà chỉ biết quỳ gối chắp tay khấn vái cầu cho cô ta sẽ có được mọi thứ như mình mong muốn mắt cô ta không rời khỏi các động tác và hành động của gã thầy trước mặt hà thấy ông ta sau khi buộc hai hình nhân dán bùa xong thì đặt hình nhân lên một cái dĩa tiếp đó đốt hương miệng lẩm nhẩm đọc thứ tiếng gì đó cô ta nghe như không hiểu tay ông ta cầm nhang vẽ vẽ vào trước hai hình nhân Khoảng nửa tiếng sau, ông ta đã làm phép xong. Lão đưa cho Hà hai con hình nhân được đặt trong một hộp gỗ và dặn. Cô đem cái này về, gọt lấy bột của con hình nhân, cô gây sinh thần bát tự của người có môn hạ bùa đưa cho người đầu uống. Mỗi lần gọt một ít ở dưới phần chân, cháu uống một lần là có tác dụng. Sau ba tháng, phải chó một lần. Hà gật đầu như hiểu ý. Thưa thầy con hiểu rồi, Cô ta nhận lấy hộp gỗ, đặt tiền lên bàn rồi xin phép rời đi. Về đến Việt Nam, Hà theo như lời căn dặn của gã thầy bùa mà làm theo. Sau khi cho ông Minh dùng bùa thì nó đã phát huy tác dụng. Hà lấy làm vui sướng trong lòng. Cứ như vậy mà ông Minh nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta. Nói gì ông Minh, cha của Thủy Tiên cũng nghe theo. Hà đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông cửa. Cô ta bước ra mở cửa. Đó là ông Minh. Hai cười dịu dàng lấy lòng Anh đến rồi đó hả Nhanh vào trong đi Người ta nói một khi bị trúng bùa ngải Thì con người ta thường không còn đủ lý trí Bị bùa ngải mị hoặc đến khờ dại Là có thật Đôi mắt ông Minh đã trở nên xám xịt Lờ đờ không còn tinh anh Ông ấy đáp lời Ừ anh đến rồi đây Đêm đó ông Minh không về nhà Hà nằm bên cạnh ông Minh Nhìn ông ta đang ngủ Ông ấy tuy đã 42 tuổi, nhưng mấy người nhà giàu thường biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, thành ra nhìn ông ấy vẫn trẻ lắm. Bỗng lòng già cô ta lại dấy lên một suy nghĩ độc ác. Nếu để hai vợ chồng họ ly hôn, thì khối tài sản kia chắc chắn phải chia đôi. Cô ta không cam tâm. Chỉ cần mộ vợ kia biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này, thì cô ta sẽ được quang bình chính đại bước vào nhà đó. Ngay cả số tài sản kia cũng thuộc về cô ta một cách nguyên vẹn nhất hà nhếch môi cười đắc ý rõ là mình thật thông minh một tuần sau thủy tiên đang ở trường vừa kết thúc buổi học đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc gọi đến thủy tiên bắt máy chưa kịp lên tiếng thì dì ấy đã gấp rút nói thủy tiên đem về nhà đi con mẹ con bị tai nạn mất rồi thủy tiên nghe như xếp đánh ngang tay cô lắp bắp hỏi mẹ mẹ con Bà ấy làm sao mà lúc sáng con khỏe mạnh sao lại xảy ra chuyện gì được không thể con nhanh về nhà đi cứ vậy dì giúp việc tắt máy trong sự bối rối chưa kịp nghe phản ứng của thủy tiên đến khi cô lấy lại được chút bình tĩnh mới tức tốc chạy về nhà yến đứng bên cạnh đã nghe được cuộc trò chuyện nên đi theo thủy tiên về đến trước cổng thủy tiên thấy trong nhà đã tập trung vài người có cả cha mẹ của yến ông bà ngoại của thủy tiên đã mất sớm còn ông bà nội đang ở nước ngoài họ sẽ đón chuyến bay sớm nhất để về xác mẹ thủy tiên đang đặt ở trước sân người sẽ quan niệm người chết đường chết đuối không được đem vào nhà thủy tiên chạy vào sân kích động hỏi mọi người chắc chuyện này là thế nào ạ mẹ con có thật đó là mẹ con không mọi người đều im lặng thủy tiên quay sang cha mình hỏi cha chắc nói đi Mẹ con bị làm sao? Người nằm đây lạ, là mẹ con thật không? Cha cô không trả lời, chỉ gật đầu. Một cô gái lên tiếng thay, giọng rất thả mai. Thủy Tiên à, con bình tĩnh lại đi. Mẹ con không may gặp tai nạn qua đời rồi. Thủy Tiên nhìn thấy người đó thì tức giận không thôi. Sao chị lại đến nhà tôi? Ai cho chị đến đây? Nhanh biến khỏi nhà tôi, Thủy Tiên lao đến đẩy cô ta, nhưng mọi người nhanh chóng cản lại. Yến ôm Thủy Tiên chấn an. Mày bình tĩnh lại đi, chuyện trước mắt là lo cho mẹ mày. Nghe vậy, Thủy Tiên mới quay sang cái xác đang nằm trên chiếc giường xếp, được phủ một tấm vải trắng. Thủy Tiên run rẩy đến gần, lấy hết can đảm mở tấm vải ra. Trời ơi, là mẹ cô thật rồi. Thủy Tiên như sụp đổ, ngồi phịch xuống đất, cô gào khóc trong tuyệt vọng từ khi nghe tin mẹ mất cô không khóc vì thủy tiên chưa tin vào những gì mình nghe thấy nhưng giờ đây người nằm trước mặt cô là mẹ cô thật rồi không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân tiếng nước nghẹn cứ vang lên không kiểm được gương mặt mẹ cô vẫn nguyên vẹn chỉ có máu ở đầu vẫn còn rỉ ra yến nhìn thấy thủy tiên như vậy chỉ có thể ngồi xuống cạnh ôm lấy cô mà an ủi mọi người xung quanh không kìm được nước mắt, mẹ của Yến đến cạnh nó với Thủy Tiên vài câu đồng cảm. Thủy Tiên hả? Con hãy nén đau buồn. Trên thế gian này ai rồi cũng phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, một nỗi đau đứt ruột đứt khan. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống, cố gắng lên con. Linh hồn của mẹ con nếu cô linh thiêng, bà ấy cũng không muốn nhìn thấy con suy sụp như thế này đâu mạnh mẽ lên để đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng nhé con thủy tiên gật đầu khẽ nín khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tự động rơi xuống ai ai cũng đau buồn trước cái chết đột ngột của mẹ thủy tiên chỉ có một người trong lòng đang cảm thấy vui mừng đó không ai khác chính là hà người vừa rồi khiến thủy tiên kích động lao đến xô đẩy tang lễ nhanh chóng được diễn ra ông bà nội thủy tiên về dự đám tang một tháng sau ông bà lại quay về mỹ qua 49 ngày, mẹ Thủy Tiên mất. Tối đó Thủy Tiên đang trên phòng thì dì giúp việc lên gõ cửa gọi. "Thủy Tiên, con ngủ chưa?" Thủy Tiên bước ra mở cửa. "Con chưa ngủ, có việc gì vậy dì?" "À, ông chủ bảo dì đến gọi con xuống nhà, ông ấy nói có việc muốn thông báo cho con." "Dạ con biết rồi, dì dùng trước đi, con xuống ngay." Thủy Tiên không biết cha mình hôm nay có chuyện gì sao lại gọi cô thế. Lâu nay cha con cô rất ít khi nói chuyện. Kể từ ngày mẹ mất dường như cuộc nói chuyện của hai cha con càng ít đi. Thủy Tiên bước xuống cầu thang đi đến phòng khách thì thấy cha mình và một người con gái đang ngồi đợi mình. Mà người con gái ấy không ai khác chính là Hà. Không đợi cha cô mở lời trước Thủy Tiên nói giọng đầy khó chịu. Ai cho cô đến đây? Nhìn cút của nhà tôi! Cha của Thủy Tiên gần giọng nói Không được hỗn Sau này cô ấy sẽ là mẹ của con Từ hôm nay cô ấy sẽ ở trong ngôi nhà này Con tập làm quen dần đi Thủy Tiên nhìn Hà mà hét lên Cô muốn là mẹ tôi à Cô đừng có nằm mơ Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất Tôi có chết Cũng không chấp nhận các loại đàn bà đi cướp chồng người khác là mẹ đâu Ông Minh đập bàn Còn có im đi không Ai dạy con cách nói chuyện mất dạy vậy hả còn không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận Hà lại giở giọng thả mai Nịnh nọt Thôi anh Đừng có giận Còn lúc còn nhỏ Từ từ mình dạy bảo lại sau Thủy Tiên hở lạnh <laughs> Đúng là người đàn bà trơ chẽn Còn cha là người đàn ông bội bạc Lúc mẹ còn sống Cha đi ngoại tình đã đành Giờ mới qua 49 ngày mẹ mất Cha đã đưa người đàn bà này về đấy sống Nếu cha đã muốn cô ta về đấy sống Thì được cô ta ở đây còn con đi trong ngôi nhà này có cô ta thì sẽ không có con thủy tiên quay lên phòng lấy vài bộ đồ cho vào ba ly rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà lúc đi ngang qua phòng khách dì giúp việc níu tay thủy tiên lại con bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó từ từ mình giải quyết thần con gái thêm hôm còn đi vậy nguy hiểm lắm con không sao đâu dì yên tâm đi cha cô và hà vẫn còn ngồi đó Hà vẻ mặt đắc ý thêm vài phần Cha Thủy Tiên thì đang tức giận Mà kệ cô làm gì thì làm Thủy Tiên kéo vali ra đường Bắt taxi đến nhà Yến Thấy Thủy Tiên Yến có chút ngạc nhiên Nhưng nghe bạn kể lại mọi chuyện Yến lấy làm buồn thay Gia đình của Yến cũng là chỗ thân tình Với gia đình Thủy Tiên Nên cô xin ở đây vài hôm Họ liền niềm nở đồng ý Bên này Hà đang ngồi trong căn biệt thự với vẻ mặt đầy đắc ý của một kẻ thắng cuộc cô ta cười nhếch mép cuối cùng những gì cô ta bỏ ra cũng đã có thu hoạch xứng đáng ông minh vừa đi đến công ty lo việc chỉ còn mỗi hà và dì giúp việc ở nhà cô ta gọi dì giúp việc là muốn cho tôi lấy nước cam nghe sai việc dì giúp việc đáp lời rồi đi làm ngay hà ngồi ở phòng khách đưa mắt nhìn khắp căn biệt thự với vẻ hài lòng nhìn cô ta bây giờ không khác gì là chủ nhân của căn nhà này dì giúp việc đem nước cam đến đặt xuống bàn. Thưa cô nước cam của cô đây. Cái gì mà cô, từ nay về sau phải gọi tôi là bà chủ. Dì giúp việc không dám trái ý. Ờ, dạ tôi biết rồi. Hà gật đầu. Dì đi chuẩn bị cơm tối đi. Nhìn dì giúp việc đi xuống bếp, Hà cầm lấy ly nước cam đặt lên bàn, uống một miếng hưởng thụ. Cái cảm giác được ngồi trong một căn biệt thự xa hoa khiến cô ta thấy rất vui sướng. Vài ngày trước, Hà một mình đi sang Thái Lan, lần này cô ta tìm đến ông thầy lần trước muốn thỉnh cô Man Thong. Theo con đường cũ, Hà đã đến được nhà gã thầy bùa. Thấy khách quen, ông ta chỉ nhếch môi hỏi: "Lần này đến là muốn việc gì?" Lần trước Hà có bạn đi cùng nên ít sợ hơn, giờ đi một mình Hà có chút sợ sệt, nhưng cô lấy hết can đảm, gạt nỗi sợ sang một bên, Hà nói: "Thưa thầy, Lần này tôi đến là muốn thỉnh cô Man Thong. Mục đích cô thỉnh cô Man Thong để làm gì? Chỗ ta có hai loại. Một là có thể giúp chủ nhân hại người, thậm chí là giết người. Hai là loại thu hút tài lộc, giúp gia chủ may mắn. Không chần chừ Hà quyết đoán nói. Cô muốn thỉnh loại thứ nhất. Ông thầy gật đầu ra giá. 50 triệu. Hà đồng ý ngay. Số tiền đó chẳng là gì so với số tài sản mà cô ta sắp chiếm được lão thầy lấy một con cua man thong có hình dạng đen ngòm làm bằng đồng hay sắt gì đó hà không rõ sau đó ông ta bọc làm phép tiếp đó là chỉ cách thờ cúng và sử dụng nó cho hà nắm rõ sau khi trở về việt nam theo như chỉ dẫn hà đặt cua man thong lên phòng thờ rồi cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bát ba giọt tiếng cười trẻ con cất lên vang vọng cả căn nhà hà có chút sợ hãi cô ta đưa mắt nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy gì đến khi nhìn lên bàn thờ thì thất kinh khi thấy một đứa con nít mặt mày đen đố đang ngồi trên đó nó đang hút lấy máu trong bát hà hốt hoảng ngã vịt xuống đất đây là lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy ma con quỷ nhi nhìn hà nhèn miệng cười khúc khích hai mắt nó một màu trắng dã không có con ngươi trông rất kinh dị hà cố gắng hết sức nghe theo lời dặn của ông thầy phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nó hà cất tiếng lắp bắp nói con con yêu à mẹ cho con ăn rồi Giữa giờ mẹ muốn con làm giúp mẹ một việc có được không mẹ hứa con làm xong sẽ có thưởng con quỷ nhi cười khúc khích nói <laughs> thật không mẹ nói thật không mẹ muốn con làm gì mẹ nói đi con hãy giết người này cho mẹ. Hà đưa lên trước mặt nó một bức hình. Người trong tấm hình chẳng ai xa lạ, đó là mẹ của Thủy Tiên, bà Dung. Con quỷ nhi nhận lệnh liền biến thành làn khói đen bay đi mất. Sáng hôm sau, bà Dung có chuyến công tác ở Cần Thơ. Đi tới địa phận tỉnh Long An, trên đường quốc lộ 1A, thì tài xế bỗng mất tay lái đâm thẳng vạch ngăn cách. Cô va chạm mạnh làm cho bà Dung chết ngay tại chỗ tài xế bị thương nặng đưa đến bệnh viện cấp cứu khi ấy chỉ có một mình người tài xế thấy rõ trước đầu xe mình có một đứa bé từ đâu phóng ra giữa đường trong hoảng loạn tài xế lách xe tránh đứa bé nên đã xảy ra tai nạn mà đứa bé ấy chính là quỷ linh nhi trở về với hiện tại hà cảm thấy hài lòng với những gì mà cô ta nhận lại được giờ cô ta chỉ còn một chứng ngại duy nhất đó chính là thủy tiên người sẽ thừa kế tài sản của gia đình này chỉ cần tiễn con nhỏ đó đi theo mẹ nó thì mọi thứ trong căn nhà này đều sẽ là của mình hà hừ lạnh nói nhỏ một mình chở nó đi sẽ nhanh tới lượt mày thôi thủy tiên bên này thủy tiên đang ở chung phòng với yến nhìn gương mặt buồn rầu của thủy tiên yến chặt nghĩ ra một cách để giúp bạn mình vơi đi chuyện buồn yến nói thủy tiên mày có muốn về nhà nội tao ở quê chơi không ở quê bình yên lắm, phong cảnh đẹp, dần dã, lại còn có đồ ăn ngon. Sao mày có muốn đi cùng tao không? Thôi, tao không đi đâu. Thời gian này đang là nghỉ hè, nên Yến mới có ý đưa bạn về quê chơi. Tránh những chuyện buồn ở đây. Thủy Tiên không muốn đi, cô nào có tâm trạng để đi chơi. Nhưng Yến nài nỉ các kiểu, nên Thủy Tiên lại đồng ý. Hôm sau, cả hai lên xe về quê nội của Yến ở An Giang, nơi nổi tiếng là vùng đất linh thiêng gắn liền với các câu chuyện tâm linh huyền bí còn là nơi được xem là gốc của đạo phật giáo hòa hảo ở đây có bảy ngọn núi là thất sơn có chùa bà chúa sứ linh thiêng mọi người thắp nơi đổ dồn về đây xin bà độ cho làm ăn vùng đất này phải nói là mang nhiều màu sắc tâm linh chẳng sao kể hết nhà ông bà nội yến nằm trên ngọn núi sam trên đỉnh núi ấy là nơi bà chúa sứ từng ngự về sau được người dân di chuyển xuống núi thờ cúng ông nội của yến là một thầy pháp nó là nhà nhưng thật xa nơi ở của ông bà nội yến giống một điện thờ hơn thủy tiên lúc đặt chân vào nhà ông bà nội của yến điều thu hút ánh mắt của thủy tiên là trong nhà thờ rất nhiều vị phật bồ tát và thanh mẫu trong nhà đang có vài vị khách họ đến đây để xem việc tâm linh Yến đã gọi điện thông báo cho ông bà nội trước, nên khi thấy ông nội đang tiếp khách, Yến kéo Thủy Tiên, cúi đầu chào rồi đi xuống nhà sau. Bà nội Yến nấu cơm sau nhà, thấy Yến và Thủy Tiên đi xuống, bà cười vui mừng nói. Yến với bạn về rồi đứng hen, bây giờ mình cứ chi ở trên đó mà, nay mới về thăm bà già này. Yến ôm nội nói, con bận học mà nội, con nhớ nội quá. Chả bậy, biết nịnh nữa hen. Thủy Tiên chỉ đứng lặng cười, tuy là cười nhưng Thủy Tiên buồn lắm. Cô ước mình được như Yến, cha mẹ yêu thương quan tâm, còn có ông bà nội quý mến. Gia đình Thủy Tiên bây giờ coi như tan nát, mẹ mất, cha có vợ mới, ông bà nội không ở cạnh bên. Nước truyền chào hỏi một lúc thì Yến và Thủy Tiên đi tắm chuẩn bị ăn cơm chiều. Ông nội Yến cũng đang tiếp khách xong, trong bữa cơm ông nội Yến có hỏi về Thủy Tiên, biết hoàn cảnh hiện tại của cô ông bà nội có chút thương cảm ông nội yến nói ăn cơm xong hai đứa con lên trước nhà ông hỏi chuyện yến và thủy tiên nhìn nhau đầy tò mò ông nội yến ăn xong lên trước nhà ngồi uống nước trà ngôi nhà không lớn cũng không có lầu khang trang như thành phố nó chỉ được xây đơn giản ngăn ra một phần trước để thờ một phần ở sau sinh hoạt trước sân nhà Đứng ở đây có thể nhìn xuống khu vực dưới chân núi Và khu cảnh ở xa Yến và Thủy Tiên ăn xong Phụ bà nội dọn dẹp Rồi lên nhà trước nói chuyện với ông nội Thấy cả hai lên ông nói Hai đứa già đây Ngồi xuống đi Cả hai vâng dạ rồi đến ngồi đối diện với ông Yến nhanh miệng hỏi Ông nội có chuyện gì vậy ạ à? Sao nhìn ông có vẻ nghiêm trọng vậy Ông nội Yến năm nay 65 tuổi nhưng nhìn người vẫn khỏe, đôi mắt tinh anh, sắc bén, ông nói. Ta thấy Thủy Tiên đang bị một con quỷ nghi bám theo. Trong nhà ta có thờ thần Phật để nó không dám vào. Nhìn nó không có ý tốt. Loài này ta từng gỡ cho vài người rồi. Nó được gọi là Cô có nguồn gốc từ Thái Lan. Yến ngạc nhiên hốt hoảng hỏi. Ông nói sao? Thủy Tiên bị Cô theo ám à? Ông nội, ông phải giúp Thủy Tiên nó là người bạn thân thiết nhất của con thủy tiên nghe ông nói thì rất sợ hãi cô đã từng nghe nói về những con búp bê cô man thong này nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy nên chưa tin vào sự tồn tại của nó thủy tiên tuy sợ nhưng vẫn giữ lý trí hỏi ông ơi loài cô man thong này thường được người ta thỉnh về nuôi để sai khiến phải không ông ông nội yến gật đầu nói đúng rồi con quỷ như này là được người ta thỉnh về nuôi nhằm mục đích xài khiến nó làm việc cho mình còn có gây thù với ai không ông nghĩ y có người xài con quỷ này đi theo con cho thời cơ ra tệ hại con đó Thủy tiên suy nghĩ rồi trả lời dạ con không hề có thù hẳn gì với ai nhưng dạo gần đây chỉ có một người đó là người phụ nữ được cha con đưa về nhà ông nội yến gật đầu như đã hiểu ông nói ừ um, Trước mắt ta sẽ cho con một lá bùa mang bên mình để phòng thân. Theo ta vào đây. Ông nói rồi đứng lên, đi vào trước điện thờ. Thủy Tiên và Yến đi theo sau. Ông lấy ra một lá bùa được đặt trong một hộp gỗ đưa cho Thủy Tiên. Cô nhận lấy và nói. Con cảm ơn ông. Con xin phép được đốt hương lại Phật được không ạ? Được. Hãy đốt lại Phật và các thánh mẫu đi Xin bẻ trên độ qua cho tái qua nạn khỏi hai hôm sau thủy tiên và yến lên kế hoạch đi tham quan vùng đất này dự định đầu tiên của cả hai là làm một chuyến leo núi đến đỉnh núi sam nói là làm sáng sớm cả hai leo lên núi bằng đường bộ khi cả hai đi đến lưng chừng núi thì nghe có tiếng trẻ con khóc thủy tiên nhìn yến hỏi này mày có nghe tiếng trẻ con khóc không yến có hình như là con nhà ai đi lạc hay sao đó ở đây hiện giờ chỉ có hai người họ Nhưng nghĩ ban ngày làm gì có ma cỏ Nên cả hai không đề phòng Tiếng khóc kia càng lúc càng lớn Vang vọng như xa như gần Yến nói rồi chỉ tay về hướng cánh rừng Hình như tiếng khóc đó phát ra từ hướng kia Có khi nào gia đình ai đứa con đến đỉnh núi này chơi Không may con họ đi lạc không Thủy Tiên gật đầu Cũng rất có thể Rõ ở đây vắng vẻ Không có ai phát hiện ra mình đã biết thì đâu thể làm ngơ như không có gì. Thôi hai đứa mình qua đó xem thử đi. Cả hai rẽ hướng không lên đỉnh núi nữa mà đi về hướng phát ra tiếng khóc. Đi được một lúc thì Yến và Thủy Tiên thấy có một đứa bé đang bó gối ngồi dưới gốc cây. Tiếng khóc là của đứa bé này, trông nó sợ lắm. Nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra nó là ở điểm nào. Thủy Tiên gọi. Em ơi, xem ngồi khóc ở đây vậy, em đi lạc phải không? Nghe hỏi, đứa bé kia từ từ ngước mặt lên nhìn hai người. Tùy Tiên và Yến lúc này hồn vía thất kinh. Trời ơi, đứa bé đó nó phải là người đâu? Không có con người nào mà gương mặt đen nhẻm, mắt trắng dã. Nó từ từ bay lơ lửng trên mặt đất, nhìn cả hai cười lên hi hí. hí. Tùy Tiên và Yến đồng thanh la lên rồi chạy tán loạn. Quỷ nhi cười lên khúc khích. <laughs> chơi trò đuổi bắt đi ta thích chơi trò này lắm thủy tiên và yến chạy về hướng cũ lúc tưởng chừng như sắp bị quỷ nhi tóm được thì lá bùa trong túi áo của thủy tiên phát sáng bắn ra một luồng ánh sáng đánh vào người con quỷ nhi một tiếng hét chói tai vang lên rồi quỷ nhi biến mất thủy tiên và yến quay lại không thấy quỷ nhi đâu nữa nhưng họ không dám dừng chân họ sợ chỉ cần đứng lại là cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được cả hai chạy muốn đứt hơi cuối cùng đã về nhà yến lao đến cầu xin ông nội mình ông nội cậu còn với thủy tiên hai đứa vừa gặp ma có gì từ từ ngồi xuống kể lại chồng nghe thủy tiên và yến mới bình tĩnh lại ngồi xuống thờ hồn hển kể lại chuyện vừa gặp ma nghe xong ông nội yến nói lá bùa ông cho con đâu rồi thủy tiên thủy tiên nhớ lại lá bùa liền đưa tay vào túi áo khoác lấy ra nhưng lá bùa chỉ còn lại là một nhúm cho. Thủy Tiên khó hiểu nhìn Yến, cô không hiểu sao lá bùa lại biến ra bộ dạng như vậy. Ông nội Yến lại nói, Cũng mày vừa giờ có lá bùa này, đánh đuổi con quỷ cây đi, thì hai con mới được an toàn. Hai đứa đừng lo, ông nội sẽ nghĩ cách bắt nó. Yến nói, Ông nội, ông phải nghĩ cách bắt con quỷ như trừ gian diệt các đi. Hôm sau, Thủy Tiên đang ăn cơm cùng mọi người thì dì giúp việc gọi đến. Thủy Tiên, cô Hà thắt cổ tự tử chết rồi. Cô nhanh về xem cha con đi. Ông ấy lạ lắm, cứ đòi chết theo cô Hà, rồi ôm xác cô ấy không chịu chôn cất. Dạ con sẽ về ngay. Thủy Tiên nghe tin này có chút kinh ngạc, nhưng cô lại giận cha mình lắm. Lúc mẹ cô mất cha cô đâu có làm đến mức đó, giờ lại đòi sống chết theo cô ta. Thủy Tiên lấy làm lạ, Sao đang yên đang lành cô ta lại tự vẫn Yến ngồi bên cạnh tò mò hỏi Có chuyện gì vậy Sao lại về rồi Tùy tiên thở dài Chỉ giúp việc vừa báo là Bà tự tử chết rồi Cái gì Sao bái lại tự tử Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ Tùy tiên nói với ông bà nội Yến Ông bà nội Nhà con có chút việc Mai con phải về rồi Cảm ơn ông bà nội mấy ngày qua Xem con như con cháu trong nhà Bà nội Yến nói Ổn nghĩa gì cũng biết Lần sau rảnh thì cứ về đây chơi với ông bà Yến cũng nói Vậy mai con về với Thủy Tiên Khi nào rảnh con lại đưa Thủy Tiên Về chơi với ông bà nội Bà nội Yến cười gật đầu Ờ khi nào rảnh thì về đây Lúc này Ông nội Yến mới lên tiếng nói Để ta đi với hai đứa lên đó một chuyến Con quỷ nhi lần trước Nó vẫn sẽ tìm đến làm hại Thủy Tiên Ông theo lên đó xem mọi việc thế nào rồi bắt nó. Thì tiên vui mừng nói, thật không ông nội, ông sẽ lên đó giúp con hả? Cảm ơn ông nhiều lắm. Phía quỷ nhi, lúc nó bị trúng một đòn bất ngờ từ lá bùa làm nó bị thương, nó về lại chỗ của Hà muốn uống máu để trị thương, gia tăng sức mạnh. Nó đang được hà thờ ở trong biệt thự của Thủy Tiên. Sau khi nghe nó báo việc bị thất bại, chưa giết được Thủy Tiên, thì hà lấy làm tức giận. Nhưng nghĩ đến lời của lão thầy căn dặn, phanh thật nhỏ nhẹ, nịnh nọt thì quỷ nhi này mới chịu nghe lời. Cô ta đành cắn răng chịu đựng, nén lại bực tức. Quỷ nhi vốn là loài danh mãnh và thông minh. Nó biết, Hà là loài phụ nữ tham lam, nó đã lấy làm không thích. Nhưng cô ta đang giữ vật chứa đựng linh hồn của nó. Bây giờ nó lại chưa mạnh nên không thể làm cháy ý cô ta. Quỷ nhi đợi đến lúc nó mạnh lên, sẽ hút máu cô ta cho Hà giận. Hà nói, con ngoan Hãy đi giết con nhỏ đó bằng được cho mẹ Con làm xong mẹ sẽ buôn cho con nhiều đồ chơi Con không muốn Con không muốn đồ chơi Con muốn thứ khác Được Con muốn gì mẹ cũng chiều Nhưng giờ con đang yếu Mẹ cho con uống máu nhiều nhiều đi Con mạnh lên sẽ giết được cô ta cho mẹ Hà nghe vậy có chút lưỡng lự Lão thầy đã căn dặn cô ta không được để nó hấp thụ quá nhiều máu nếu nó mạnh lên thì không thể không chế. nhưng hà bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giết chết thủy tiên nên bất chấp cắt tay đưa đến cho con quỷ nhi trực tiếp hút lấy. càng hút thì quỷ nhi càng tham lam muốn hút đến hết máu của hà mới chịu. hà thấy người mình bắt đầu yếu dần, cô ta vội rút tay lại, nhưng quỷ nhi cắn chặt tay cô ta đau đớn hét lên. thả ra, đi thả tay tao ra, cái đồ ma quỷ, Mày muốn hút hết máu của tao hay sao? nhưng thả ra. Hà cố rút tay về thì càng thấy đau đớn, cứ như vậy cô ta bị hút đến hết máu mà chết đi. Cô ta ngã ầm xuống đất tắt thở, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hà không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt đến như vậy. Bản thân thỉnh ma quỷ về thờ cúng để nó giúp đi hại người, không ngờ bây giờ lại tự hại bản thân. Quỷ nhi sau khi hút đủ máu thì vết thương đã khỏi hẳn. Nó nhìn cái xác của Hà nằm dưới đất mà nói đáng đời, muốn không chế sai khiến tháo đâu có dễ, con đàn bà ngu ngốc. Quỷ nhi biến thành làn khói rồi khuất trong màn đêm. Hôm sau, Thủy Tiên về đến nhà, tang lễ đang được diễn ra, phía công an điều tra kết luận là tự tử. Thủy Tiên thấy cha mình sắc mặt không được tốt, đến chiều thì Yến và ông nội mới sang nhà Thủy Tiên để chia buồn, mục đích chính là xem Quỷ Nhi có bám theo Thủy Tiên nữa hay không. Ông đã nhìn ra được nhà của Thủy Tiên có vấn đề nhưng không nói ra. Thế nhà họ đang có chuyện buồn nên ông không tiện nói lúc này. Hôm sau tăng lễ kết thúc, Yến mới gọi cho Thủy Tiên sang nhà mình. Ông nội Yến nói Cha con đang bị dính bùa yêu, cần phải gỡ, nếu không sau vài ngày, cha con chắc chắn sẽ bị bùa yêu hại chết. Nếu ta đoán không lầm, thì cô gái tên Hà kia đã hạ bùa yêu với cha con. Loại bùa này một người chết đi Người kia nếu không gỡ Thì sẽ phải chết cùng Thủy Tiên Hoàng sợ thật sự Cô quỷ xuống cầu xin Ông Ông nói thật không Ông giúp cha con với Con cầu xin ông Thủy Tiên rụng rời tay chân Cô vừa mất mẹ Không muốn phải mất đi cả cha Thủy Tiên khóc lóc hoảng loạn Luôn miệng cầu xin ông nội Yến giúp nhà mình Thế về ông nội Yến nói Con đi ngồi đến ghế đi Bình tĩnh ngài tả nói Giúp thì ta sẽ giúp. Nếu không giúp con, thì ta đâu có đến đến đây làm gì. Đúng đó, ông nội ta sẽ giúp mà. Mày yên tâm đi. Yến dìu Thủy Tiên ngồi lên ghế trấn an. Ông nội Yến lại nói tiếp. Ngày mai, ta sẽ qua giúp nhà con. Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm. Hôm sau Thủy Tiên giữ cha mình ở nhà. Ông nội Yến sang làm lễ giải bùa cho ông. Sau khi được giải bùa, ông Minh mới lấy lại được sự tỉnh táo ông không hiểu sao thời gian qua nhiều chuyện ông biết sai nhưng vẫn làm ông không thể nào tự điều khiển được hành động của mình ông ôm con gái xin lỗi xin lỗi con là cha không tốt cha đã khiến gia đình mình tan nát thì tiên cũng khóc Cô nói cha không có lỗi lỗi là tại người đàn bà kia đã hại gia đình mình nhưng giờ cô ta đã chết rồi xem như là chịu quả báo ông nổi yến lên tiếng ông thấy trong nhà con đang có âm khí rất nặng. Thủy Tiên, đưa ông đi quanh nhà xem một vòng đi. Thủy Tiên đáp, dạ để con đưa ông đi. Thủy Tiên và Yến đưa ông đi quanh nhà, ông Minh cũng đi theo, bọn họ đi lên tới lầu 4, nơi mà gia đình Thủy Tiên làm phòng thờ. Thủy Tiên lúc này mới bất ngờ khi nhìn thấy trên phòng thờ nhà mình từ bao giờ lại có đặt một bức tượng đồng đen của một đứa con nít. Thủy Tiên lắp bắp hỏi cha mình. Cha, nhà mình sao lại thờ tượng con nít con nhớ trước giờ nhà mình làm gì có bức tượng này cha cũng không biết ai lại đặt thứ này ở đây ông nội yến nói đây là cô man thong yến kinh ngạc cô cô man thong trên nét mặt ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên bất ngờ chỉ có ông nội yến là bình tĩnh ông nói tiếp chính thứ này đã bám theo làm hại con nó tùy tiên tùy tiên nói trong nhà con trước nay không có thờ thứ này Nhưng nó lại xuất hiện ở đây Và muốn hại con như vậy Nó chắc chắn là của Hà Thỉnh về Nhưng giờ cô ta chết rồi Mình phải làm sao với cái thứ này đây hả ông Ông giải quyết được Cô gái tên Hà kia Chắc là bị nó quật cho chết Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên hơn Yến hỏi Sao ông biết hay vậy Ông cười hiền nói ừ, Muốn biết đúng hay không thì gọi con quỷ nhi kia ra hỏi là biết ngay nói rồi ông nổi yến rút một lá bùa dán lên xác quỷ nhi đó cũng là bức tượng đồng kia quỷ nhi đang rong chơi chờ làm hại người hấp thụ máu ở khu vực ngoại ô thành phố thì bị bùa tác động đến khiến toàn thân nó đau như lửa đốt quỷ nhi biết chuyện chẳng lành liền quay về nơi đặt vật chứa được linh hồn của mình vừa hiện ra nó đã bị một trận pháp giữ lấy sau màn tra hỏi của ông nội yến nó khai ra hết mọi chuyện bị hà sai khiến giết mẹ của thủy tiên rồi sai nó đi hại thủy tiên và việc nó giết chết hà ông nội yến đưa nó về nhà thu làm âm binh nó cũng chấp nhận đi theo ông ấy sau khi biết cái chết của mẹ mình là do hà hại thủy tiên lấy làm oán hận lắm nhưng cô ta cũng đã chết nên buông bỏ được thì cứ buông bỏ cha của thủy tiên cũng là nạn nhân bị cô ta hại nên thủy tiên không trách cha mình về sau hai cha con họ nương tựa vào nhau mà sống. Cha Thủy Tiên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho con gái hơn. Ông muốn bù đắp cho con gái mình. Còn Hà sau khi chết, hồn cô ta phải chịu đọa đầy trốn địa ngục vì những tội ác ở trên nhân thế mình đã gây ra. Chính vì sự tham vọng của mình, Hà đã phải trả giá bằng mạng sống của mình ở tuổi 25. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thời thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.